sống khôn chết tiêng thì ông về đây mà xem cảnh động kinh đôi này ông này. Ơ, còn tôi là bà nội của các cháu, thế cả thế giới lại không biết tên tôi à? Thế tóm lại là gọi thế nào cũng được, miễn là thấy mẹ và em vui, thế là anh sướng rồi. Mà tại sao anh cứ đi gặp một cái chỗ có tên? Cử cái Lan làm trưởng đoàn được chưa? Cũng đúng. Vợ đừng tèo đâu rồi. Ôi trời ơi, sao nổi tiếng hôm nay đẹp thế này, ăn mặc như người thành phố bây giờ ạ. Em sang xem mặt vợ thằng Tèo. Thế bảo nó đưa vợ nó ở trên tỉnh về, về chưa? Đâu rồi? Chưa. Cháu có hẹn với chị là hôm nay về, nhưng bây giờ đã về đâu? Giờ vẫn chưa đây về này. Chị còn đang ra chợ mua cháu mớ cá rô về nấu bát canh cá đấy. Này, vào uống đây với chị. Thím ơi, chị bảo nhá, con gái làng này nó mù hết cả rồi. Ừ, đúng rồi. Thế nào cũng chơi thằng Tèo nhà chị là quê mùa. Đấy, hôm nay đã lấy vợ trên tỉnh nó đưa về đấy. Đúng là mèo mù để vớt cá rán đấy chứ này. Mấy đứa nhà em cũng lấy vợ trên tỉnh đấy. Chị thấy em sung sướng không? Vàng bạc ngọc ngà đeo đầy người, nặng hết cả người đấy này. Giời thật đi. Này, nặng thế. Ừ, 5 cây của em đấy. 5 cây cơ. Ừ. Ôi giời ơi. Vàng ta. Ừ. Này, nhưng mà vợ thằng Tèo thì nào cũng sắm cho chị như thế. Đến lúc ấy à, con gái làng này à, chố mắt ra mà nhìn tiếc. Nhưng mà này, em bảo chị nhá. Cái lũ con gái trên tỉnh ấy, về một cái là chị phải khép ngay nó vào cái gọi là đất lề quê thói, hiểu chưa? Bọn đấy là khó chị lắm. Ừ. Ăn trắng mặc trơn nó quen rồi. Thế mà cách gì bảo chị? Tất nhiên, chị xem đấy. Vợ thằng cả nhà em nhá, cũng là người trên tỉnh. Thế mà bây giờ đấy, chăn nuôi cấy hái, gánh phân ra đồng, tất tần tật mọi việc nỏ non, em có phải làm gì đâu. Ôi giời ơi, thế nhưng mà bây giờ làm thế nào? Nghe này, việc đầu tiên về ấy, là em chém phăng ngay cái gót. Ôi giời ơi, thế mà ác thế là chém gót con ta. Gái nhà thành phố là người ta cái gót chân đẹp lắm. Gót đây là cái gót guốc 10 phân, chém xuống còn 2 phân thôi. À, chém gót guốc à? Chém gót chân nó khỏe làm sao nó gặt hái cái gánh phân ra đồng được, bả sợ hơi. Tôi đang nghĩ là sao thím này ác đấy, lại chém gót chân con đã. Thế là hóa ra là cái gót guốc 10 phân. Đúng rồi. Chém đi 8 phân còn 2 phân. Ừ. Thế là nó cấy hái được ngay. Chưa. Việc thứ hai nhá, là chém đến cái thỏi son môi. Thỏi son môi? Ừ. Son môi là cái gì thế? Ôi giời, son môi là cái gì á? Ừ, đây này. Ôi dồi ôi, thím này, vừa ăn trầu à, đầy quyết trầu trên mồm ý. Sao lại trầu? Này. Đấy, màu gì? Ừ, màu đỏ. Đỏ là đỏ thế nào? Màu son môi trầm của em đấy. Son môi trầm? Ừ. Ôi dồi ôi. Đẹp không? Đẹp. Ôi, người sai. Thế lại ngọt. Hương đồng gió nội đây rồi. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Rồi, đây rồi. Dạ, con chào mama. Rồi, trông mama giống anh Tiến Quang quá cơ ạ. Tiến Quang? Dạ. Tiến Quang là ai? Tiến Quang là chồng tương lai của con, là con của mẹ ý ạ. Ôi giời ơi, Tèo. Nó là thằng cu Tèo. Mama không biết gì cả. Bây giờ không ai là cu Tèo, mà con cũng không quen ai là cu Tèo cả. Con chỉ biết ý, chồng tương lai của con tên là Tiến Quang thôi. Ủa, xem nào. Ôi, từ đầu đến chân á. Rồi, trông mama mốt ghê cơ. Thế mà anh Tiến Quang cứ bảo con là mẹ anh trong quê mà chân chất lắm. Mama cái mặt này. Ô xin nhà mình đi à? Mà sao mama ở một mình mà cũng thuê ô xin? Hả? Con này vừa điếc vừa động kinh à? Này, con đọc ở trên thành phố nó thế đấy. Thành phố thế là... Này! Này! Dạ. Thế thằng Tèo đâu? Ok, mama, con vừa dặn mama rồi. Đừng gọi anh là cu Tèo, mà phải gọi anh là Tiến Quang. Dạ, anh Tiến Quang vừa đưa con đến cổng. Rồi anh ấy ra chợ mua cho con giam bông và xúc xích ăn rồi mama. Ôi giời ơi! Ở cái đất này mà đòi có giam bông mới trả xúc xích này. Chỉ có rau răm, rau muống, mới lại xích chó thôi. Kìa mama, thế mama nấu gì vậy? Này, tôi xuống bếp rồi. Xuống bếp làm gì? Lấy con gà. Thịt gà? Không, thế nhìn ngứa mắt lắm. What?
kia có đến 12 phân chứ không phải 10 phân đâu. À chị ơi, em bảo này, em có tí việc, em phải về đây. Thôi thím cứ ở đây mới thôi. Em không có liên quan thằng nhỏ ở đây mới thôi. Em về. Em không có thằng nhỏ đâu. Kìa mama. Mama đi đâu đấy? Đi chợ à? Hả? Anh Tiến Quang đi chợ rồi cơ mà. Bà này, bà ra đây cho tôi hỏi một tí. Tôi hỏi bà ấy, anh Quang nhà tôi có trả cho bà một tháng được 3 triệu không? Một tháng 5 triệu cô ạ. Hả? 5 triệu? Thế anh Quang nhà tôi được phá giá đấy à? Thôi được rồi, lần này tôi về tôi sẽ điều chỉnh. Lương oxy một tháng chỉ có 2 triệu thôi bà. Mà bà đang bị chặt thịt gà đấy à? Này, tôi thông báo cho bà biết nhá. Tôi là chỉ ăn gà sống hoa chứ tôi không ăn gà sống cựa đâu. Mà nhất là gà má đẻ rồi là tôi không ăn đâu. Bà nhớ đấy nhá. Mà tiện thể bà giặt hộ tôi luôn đôi tất. Vâng. Cô ơi, đôi giày của cô cũng bẩn rồi đấy. Tháo ra tôi giặt cho. Ủa ôi bẩn à? Vâng. Ủa ôi, đi vào đường làng gặp phân trâu phân chó kinh quá rồi. Bà nói tôi để ý đấy. À rồi. Này, cái giày của tôi không giặt được đâu. Giày của tôi là phải đánh xi. Vâng. Thì bà biết đánh xi là cái gì không? Có ạ. Ôi thì đây đây. Cẩn thận đấy nhá. Vâng, vâng. Hàng hiệu của tôi đấy. Vâng. Hàng nó không đầy được đâu. Tôi biết đây là hàng hiệu rồi. Ôi giời ơi, đẹp quá. Này 12 phân, 8 phân, 7 phân, 6 phân, 12 phân, 10 phân, 8 phân, 2 phân. Bố dừng tay, ôi trời, chết rồi. Tại sao bố lại chặt cuốc của vợ con? Dạ con u có chặt thì chặt con cá này. Cá ta không chặt, ta chặt cuốc. Này, con gái ở tỉnh về là cứ phải dậy ngay từ giờ phút đầu như thế này con. Trời anh Quang, cái làng mình gọi oxy bằng bố à? Mà sao oxy lại chặt cuốc của chủ thế này? Thế này thế nào? Ôi dồi, quên mất anh không giới thiệu với em, đây là bu anh mà ở trên tỉnh mình vẫn thường gọi là mama ấy. Mama? Ừ. Trên tỉnh em gọi mẹ em là mama. Đúng. Gọi bố em là papa. Đúng rồi. Thế đây là... Ôi thế, đấy, em chào mama đi. Mama là... Ừ. Dạ, con chào mama. Dạ, còn đây là, dạ em Lan. Là tên đầy đủ của con là Cung Tằng Tôn Nữ Hương Ngọc Lan đấy ạ. Dạ, đúng, Cung Tằng Tôn Nữ Hương Ngọc Lan là vợ của con và cũng là con dâu của mama đấy ạ. Dạ, đúng thế ạ. Sao con lại bảo bu là ma? Dạ không, chẳng là ở trên tỉnh bọn con vẫn thường gọi bu là bằng mama. Đúng rồi ạ. Dạ, đây u bảo. Dạ. Thế sao con còn rước cái của nợ này về nữa? Trông này chân tay nó giật đùng đùng như người động kinh vừa điếc thế kia. Chân lấy bẩy thế kia thì đi cày đi cuốc làm sao? Bù ơi khổ quá, nhà con nó có bị động kinh mới điếc gì đâu. Sao? Dạ. Đây là chẳng qua, bố ấy đấy là chẳng qua là dạ, do ở trên kia bọn con vẫn thường nhảy với nhau. Tối nào bọn con cũng nhảy. Sáng sớm ra nhảy, rồi trưa ăn cơm cũng nhảy luôn. Nhảy cả ngày à? Chúng con nhảy cho bố xem nhá. Ôi trời ơi. Lai lai la 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 lai 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 lai. Ôi ông ơi là ông ơi. Ông sống khôn chết thiêng thì ông về đây mà xem cảnh động kinh đôi này ông này. Không biết gia cảnh nhà mình ngày xưa thế nào mà bây giờ tôi phải gánh thế này à ông ơi. Ôi ông ơi là ông ơi. Ôi ơi anh ơi. Phải công nhận ý, mama nhà mình có năng khiếu âm nhạc ghê cơ. Nghe nhạc dancing nghe nhảy tưng bừng như thế này mà mama còn khóc. Không hiểu là mama nghe nhạc romantic ý, mama còn khóc như thế nào nữa nhỉ? Nước mắt chảy như suối. Ôi trời cao đất dày ơi. Kiếp trước thì ăn trộm chôm chùa hay sao mà bây giờ tôi phải chịu cảnh này. Ôi trời ơi. Mama là đi ăn trộm chùa ở chùa anh. Khổ bố thì là chết đi mama ơi. Thôi mama cứ yên tâm đi. Mình ăn cắp thì mình trả lại có sao đâu anh nhỉ. Buổi chiều ấy em ra ngay lá hòa là mua cho mama cái chuông chùa, đem giả nhà chùa, thế là xong việc. Mama cần gì phải khóc, không phải khóc mama. Đây là tao than thân trách phận tao. Chúng mày tưởng tao ăn trộm chuông chùa thật à? Nhưng mà bu cũng phải thừa nhận là con dâu tương lai của bu là rất hiếu thảo. Quá hiếu thảo. Sẵn sàng mua cả cái chuông chùa để biếu bu còn khóc cái gì nữa? Khóc cái gì nào? Mà mama, con hỏi mama nhá. Cái đôi giày xinh đẹp của con ấy có tội tình gì mà mama đem chặt nó như thế? Rồi, đôi giày hàng hiệu của em 3 triệu đấy anh ạ, bắt đền này. Em ơi,
Chẳng qua do bu thấy em đi đôi guốc cao quá, cứ như là đi cà kheo ấy. Mà đường làng quanh co khúc khỉu như thế ngã thì làm sao. Chuyện bu quyết định là hạ độ cao xuống. Quyết định hạ độ cao xuống? Đó. Em không biết đâu, em mất đợt này đấy. Anh ra ngay siêu thị mua ngay cho em đôi khác, nhanh. Nhất trí rồi, được rồi. Chiều hôm nay, dạ, tèo ra chợ mua ngay cho đôi dép nhựa. Ừ. Về rồi tập đi đất cho nó quen đi để còn gánh gồng cày cấy chứ. Thế anh ấy, mà... gánh gồng cày cấy là như nào? Đấy là ở trên tỉnh còn cày cấy có nghĩa là ở trên tỉnh người ta gọi là cấy tóc ấy. À cấy tóc hả? Em đang muốn cấy tóc này. Đấy, anh ơi, hai vợ chồng đi cày cấy đi. Quyết định đi cấy nhá. Đi cấy luôn. À, hai vợ chồng mình đi cấy. Mai mai ơi, con đi nha, bye bye mai mai nha. Ôi trời ơi, chí phải, chặt đi thế này là chí phải rồi. Thế đi đâu rồi, chúng nó đi đâu hết rồi? Lại kéo nhau đi chợ rồi. Ôi giời. Thím ơi, xem ra con này mặt sứa gan lim lắm thím ạ. Có mà chạy đằng rời. Bây giờ nó là con mình rồi á, phải rèn giũa cho nó vào quy củ chị biết không? Không á, nó trèo lên đầu lên cổ mình ý. Thì bây giờ nó cũng trèo lên đầu lên cổ con mình rồi. Thím biết không, nó bắt thằng bé nhảy thần kinh đôi. Thế rồi bây giờ lại đưa nhau đi chợ mua giày đấy. Này, theo như kinh nghiệm của em nhá, thằng cả nhà em ấy lấy vợ trên tỉnh hả? Này thì tỉnh này, em bắt nó bảo vợ mày xuống dọn chuồng lợn cho mẹ, ngày mai ra ruộng làm cỏ lúa. Thế là hết ống ẹo. Nhà tôi làm gì có chuồng lợn? Không có chuồng lợn à? Lợn thì dọn chuồng xí. Thôi được rồi, mai bắt dọn chuồng xí, cuốc đất trồng rau luôn. Lúc đầu ấy nó cũng có vẻ che em là quê mùa đấy à. Em lập tức tỉnh hóa luôn. Tỉnh hóa là thế nào? Chị thấy không? Mấy đứa trên tỉnh cho em cái gì em dùng cái đấy. Cho quần áo em mặc quần áo, son phấn giày dép quần áo, vòng cổ vòng keo, em thích nhá, lấy luôn. Thế là mình thành tỉnh hóa. Chị nhìn này, em khác gì mấy bà mợ trên tỉnh không? Thế thì tôi cũng phải tỉnh hóa rồi tí. Một mặt mình tỉnh hóa mình, một mặt mình nông thôn hóa nó đi, thế là bằng nhau. Đúng 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 đúng. Mình là cứ phải phây phây ra thế này. Đúng còn rồi. Nó thì phải canh vang lá héo đi. Thế mới chỉ được tí đúng mà. Thế. Này, thế đã lục soát kiểm tra đồ đạc vali của nó chưa? Chưa kịp. Phải lục soát ngay. Hủy diệt toàn bộ những cái loại phấn son ba lăng nhăng lít nhít để cho nó què mặt đi. Không có cái đoạn bôi phân chất sẵn ở cái đất này nghe chưa? Thôi được rồi. Mai tôi sẽ cho đi đào củ ấu, cho nó gãy hết cả cái móng tay của nó đi. Đúng rồi. Tóm lại ấy, là phải nông thôn hóa nó đi nhá. Thôi, em đi về đây. Thế thì về à? Em về đây. Cũng đi lục vali của nó nhá. Ông mợ, con chào mợ à. Không, đây, thím. À, thím à? Thím vừa đi lễ về à? Tèo ơi. Tiến Quang. Tiến Quang ơi. Dạ. Thím bảo này, thím nghe thấy mẹ mày bảo đưa vợ về, vâng, cho nó dọn cái chuồng xí, rồi gánh phân ra bón lúa cho mẹ mày đấy. Dọn chuồng xí, bón phân. Anh ơi, thì dọn chuồng xí, thì chuồng xí là cái gì? Là giống ở trên tỉnh mình gọi nó là cái toilet đấy. Này, thím còn nghe thấy mẹ mày bảo vợ mày ra cào cỏ nữa. Heo ơi. Vai này mà phải gánh phân thì cũng đau lắm đây nhỉ? Eo ơi! Thím ơi! Không bố vợ cháu thế! Thím bảo này, mẹ mày còn mượn của thím một cái cuốc để bảo vợ mày cuốc hai xào ruộng, trồng rau nó đấy! Không nói nữa! Eo ơi! Vâng, thím về à? Anh Cung Tèo! Tiến Quang! Tiến Quang cái gì? Tí nữa em phải bón phân với cả dọn chuồng xí không? Ôi, thế là ở trên tỉnh nó còn có tự hoại! Mình ở đây không có thì mình phải hoại lấy chứ còn gì nữa. Eo ơi. Thế mày không dọn thì mày để đến mà mày ngửi à? Eo ơi. Anh Tiến Quang ơi. Thế tí nữa em có phải bón phân với cả dọn chuồng xí không? Cái đấy thì phải chờ ý kiến của mama làm sao anh biết được. Nhưng mà có gì anh phải cứu em đi nhá. Ôi, người ta bảo là nhất vợ nhì dời, không cứu em còn cứu ai nữa. Anh nhớ nhất vợ nhì dời nhá. Bây giờ vợ chồng mình vào gặp mama nhá. Gặp lên nào. Mời em. Dạ chúng con chào mama. Này thì mà. Thank you.
mỗi ngày đấy. Dậy đi con ơi, dậy, teo. Dậy em. Trời ơi, em không dậy đâu, anh đi mà dậy. Ở trên tỉnh mình ngủ 10 giờ mới dậy cơ mà. Khổ quá, nhưng mà trên tỉnh khác, về quê mình thôi phải khác. Khác cái gì, ngủ đâu chẳng như nhau. Này, tổng tay ra mà nghe đây này. Vua nghe vợ thì mất nước, Từ Hải mà nghe Thúy Kiều là chết đứng đi con à, Tèo ơi. Đi con. Ơi. Về em dậy cơ. Bế này, bế. Được chưa? Rồi. Nó hành hạ thằng bé như thế này thì có chết không người chứ này. Tèo ơi. Tèo, anh không nghe thấy U gọi không thì bảo nào. Mama ơi, nhà con ngủ say rồi, không nghe thấy gì đâu à. À, vừa ấy leo lẻo cái mồm ra là anh bé em. Anh bé em, thế mà bây giờ đang ngủ say rồi à. Tèo, giỏng tay ra mà nghe mẹ gọi đây này. Có dậy không? Nào, có dậy không? Bù à, có chuyện gì thế? Bù để cho con ngủ một tí thế này. Anh Tèo. Dạ. Anh là của ai? Dạ, con là của Bù ạ. À. Ai đẻ ra anh? Dạ, Bù hỏi một cười, Bù đẻ cho con chứ còn ai nữa. À, anh có biết không? Dạ. Tôi nuôi anh Thái Sơn non nhạt. Vâng. Chỗ ướt thì tôi nằm, chỗ khô thì anh nằm đấy, anh biết không? Shhh. Ý U muốn nói là ngày xưa con hay tè dầm cái gì. Mà tại sao U lại cứ đi nằm ở cái chỗ có tè đấy? Thế là gì mà anh phải xấu hổ? Anh xài, anh đẹn, tôi tưởng là không nuôi anh được thành người cơ. Nhưng mà tôi mồ hôi nước mắt, tôi bù chì bút chít cho anh để hôm nay anh được như thế này này. Dạ vâng. Ê Bù, Bù chả bù chì bút chít cho con thì còn cho ai Bù nhỉ? Thôi, anh đừng có nịnh tôi nữa. Anh vào nịnh vợ anh ấy, già này không cần. Ô, Bù không cần à? Vâng, thế con xin phép Bù con vào con nịnh vợ con tí nhá. Đấy. Tôi vừa nói có như thế thôi mà anh đã bỏ tôi đi để anh vào với vợ anh rồi. Anh tốt thế. Anh Thiên Quang. Ơi. Anh vào đây, em nhờ anh một tí. Đúng. Anh vào ngay đây, anh vào ngay đây. Tèo. Dạ. Ai nuôi anh? Ai nuôi anh bằng gậy bằng xào như thế này hả? Dạ Bù ạ. À. Thế anh là của ai? Dạ là của Bù ạ. À. Thế ai là cái quyền sở hữu anh? Dạ là Bù ạ. À. Thế mà bây giờ nhá, có đứa muốn sở hữu độc quyền anh đấy. Đứa nào Bù cứ nói với con biết nhá, con trách như đòn với nó luôn. Đấy, ở trong này này. Đấy, trong này này. Bù. Này, giỏng tay lên mà nghe nhá. Bà nói cho mà biết đây này. Thằng Quang Tèo ấy tuy nó xấu xí một tí thôi, nhưng mà quyền sở hữu của nó là trong tay của bà đây này. Ơi. Vào đây chảy đầu cho em ngay. Ừ, anh vào ngay đây. Mà khổ quá, thôi có chuyện gì Bù nói nhanh chứ. Bù chưa thích nói. Bù chưa thích nói à? Thế thì để con vào, con tranh thủ con nói với vợ con một câu nhá. Theo. Dạ. Anh sợ hả? Dạ. Ta đâu có, con chỉ sợ U là chính thôi. Còn nếu có sợ nó thì là chỉ là sợ phụ thôi. Tèo. Dạ. Bây giờ con cõng U vào cái phản nhà con. U ngả lưng một chút, U mệt quá. Hả? U có làm sao đấy? Cõng U làm sao được? Đấy nhá. Thế là bây giờ mình lộ cái mặt của anh ra nhá. Dạ. Lúc nãy nhá, vợ anh nó sai anh là bế nó từ bàn ra giường, thì từ giường ra bàn anh bế như không ấy. Thế mà bây giờ U bảo U con là cõng U vào cái phản nhà con nằm để ngả lưng, mà con không cõng, con tốt với U nhỉ? Thế con hỏi U nhá, thế bên tỉnh bên yếu bên nào nặng hơn? Nhất định bên yếu nặng hơn. Đấy, chính vì bên yếu nặng hơn cho nên Bù ơi, cái thằng Tèo bé nhỏ của Bù thế này thì làm sao nó có thể cõng được cả một cái bên yếu nặng như thế này à? Anh Tiến Quang. Ngọc Lan, anh muốn xé anh ra làm hai bánh, một nửa cho U, còn một nửa già cho em dùng anh suốt đêm ngày. Tèo, tiếng tèo đâu? Tiến Quang. Tèo ơi, vì anh bây giờ nên đi ăn sáng đi. Ừ. Tèo ơi, cõng U ở trong phản U nghề một tí đi con. Vì anh, anh nào cho em chưa? Rồi anh Tèo, mà U con ra U bầu câu chưa con? Rồi ơi,
Sáng ra bao nhiêu mệnh lệnh thế này thì có khổ thật tôi không cái gì? Mà anh kêu khổ à? Em mới là người sướng đây. Tôi đây này, ở nhà này tôi là cái người khổ nhất đây này. Tôi sắp sửa mất với thằng con trai của tôi đây này. Ôi ông ơi, à, ông ơi, giống con dễ tiếng. Về mà chứng kiến cảnh tan làn trẻ ghé ông ơi. Kìa bố. Ôi ông ơi. Ôi kìa, con đang sống sờ sờ đi, u bảo nó con mắt. Mắt là mắt thế nào? Ngày ấy thì không được nghe nhạc, đêm nằm ấy thì nghe tiếng chó sủa. Anh lấy em khổ thế này đây. Đây, chị đừng có nói cảnh nhá, chị đừng có bảo tôi là chó nhá. Đấy, trời đất ơi, ông nghe thấy con dâu ông nói tôi cái gì không? Thôi, ôi trời, hai người mà cứ cãi nhau thế này thì tôi bỏ nhà tôi đi luôn đi. Không, anh lấy em về để anh bảo của chạy lấy người đấy à? Con ơi, thế là rất tình mẫu tử à con? Con để ngủ lại một mình, ngủ với sống với ai bây giờ? Ok à, thế hai người sống với nhau? Thế, em ấy, em lấy anh làm chồng, chứ em không lấy mama nhà anh làm chồng nhá. Đã thế, anh đi đâu, em đi theo đấy. À, bây giờ này ta hiểu rồi. Chúng mày bày trò ra để chúng mày để cái thân già này sống một mình cái gì? Tèo! Dạ. Không đi ra khỏi cái nhà này biết chưa? Dạ vâng. Anh là không đi, thì em đi. Ok, Ngọc Lan. Ok, ok, Lan ơi, Ngọc Lan, Lan ơi. Anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé Lan. Anh xin Lan, Lan nói đi, Lan nói sẽ không bao giờ bỏ nhà. Đeo! Dạ, đứng dậy. Dạ, sao con Lan đứng đây à? Còn các cụ đã dạy rằng dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ bơ mới về. Vâng. Con mà cứ van vỉ thế này thì con dạy làm sao được vợ con? Dạ vâng, mama nói đúng đấy ạ. À, dạy con từ thuở còn thơ, anh ấy còn thơ lắm ý. Mama dạy anh ấy đi. Thế hai người lại chuyển phỏng sang dạy học à? Đây là nhà lương thảo của tao, tao dạy là quyền của tao, ai cấm được tao bây giờ? Dạ, con xin phép mama, con đi ạ. Ok, Ngọc Lan. Ngọc Lan, xin em hãy dừng chân cho anh có đôi lời bày tỏ. Em bỏ đi đêm nay giường không gối chiếc, một mình anh sẽ lẻ loi suốt đêm trường. Lan ơi, em bỏ anh đi thì đời anh khổ cực vô cùng. Thôi, không phải van vỉ nữa. Con cứ để xem nó có dám đi khỏi nhà này không. Mẹ một cười thế. Vợ con phải biết chứ. Cô không nói thì tôi, cô nói cô đi là cô đi luôn đấy. Mà cô ấy đi thì có phải là con mồ côi vợ suốt đời không? Anh không muốn mồ côi vợ thì anh mồ côi mẹ anh vậy. Ôi trời. Để cô để mama xem, mama có dám chết không nào? Yeah. Bu anh phải biết chứ. Bu đã không nói thì thôi, Bu nói là Bu đâm thẳng đầu vào tường, Bu chết luôn đấy. Trời ạ, à, tôi khổ thế này không biết tôi sống được là mấy nữa. Tôi chết cái nhà này tôi không mang được đi đâu. Mà nó cứ mong tôi chết như thế này à, trời sao tôi khổ thế này. Thôi em ấy thì như hạt nước mưa, hạt ấy thì rơi xuống giếng, hạt thì đâm đầu vào bãi phân trâu. Này, chị đừng có xỏ xiên tiền hậu nhé. Thằng Tèo nhà tôi nó như vàng như ngọc như thế này mà chị xỏ xiên chị ví là đống phân trâu à? Con ơi, sao mày nhục nhã thế hả con? Nhục quá con à. Thôi, thế hai người có bao nhiêu nhục, chút hết lên đầu cái thằng này này, chút đi. Trời ơi, sao con lại biến thành cái bồ được nhục à? Đấy, anh thấy không, thế này thì làm sao mà em sống nổi cơ chứ? Anh nghĩ rằng thế thì em đã yêu anh, thế em phải chịu được. Chứ em cứ như thế này thì anh đi chết mất đấy. Chính chị là người giết chồng chị đấy. Khổ quá thôi, Bù lại cứ làm to chuyện thì còn chết luôn bây giờ đây này. Đấy, không biết là ai giết ai nhá. Mà cái em ấy, thế tại sao em cứ tay hai miệng một Bù là thế nào? Đấy, từ sáng giờ bây giờ mới được câu tử tế. Tại mama ấy, mama gây sự với em trước chứ. Nhưng mà cũng tại anh chị cả. Anh chị có biết không, tôi gọi xa, gọi gần, gọi bóng, gọi gió anh chị không dậy thì tôi phải điên người lên chứ. Ôi, mà Bù cũng ít người cho con nhờ. Đấy, từ sáng đến giờ anh được mỗi câu này nhá. Trời ơi, yêu quá cơ. Trời ơi, anh được vợ anh định anh sướng nhỉ, vui nhỉ. Ôi trời ơi, khổ quá. Hai người mà tiếp tục cãi nhau như thế này thì tôi... Làm sao nào? Làm sao? Bên tình bên hiếu, hai bên đè và tôi lòi kèn ra đây này. Vợ anh đi anh. Mama nhá, chính mama nhìn trộm. Ôi nhìn trộm, nhìn trộm con đấy, nhìn trộm, nhìn trộm. Cái mồm. Cô nói vớ vả vớ vẩn. Ý Bù nói là em đè nén áp bức anh ấy. Em đè nén áp bức anh á? Làm gì có mà mama ấy, mama cậy đã đẻ ra anh rồi áp bức từ
thống trị anh ấy thì em làm gì có gì đâu. Này, là tôi chỉ có thế thôi. Cô mà không đồng ý á, làm đơn lên xã mà kiện. Ôi trời ơi. À, cái gì bồ nào đứng thế? À, cậu đây. Vâng, con chào cụ ạ. Con rước cụ vào trong nhà. Dạ, con mời bác trưởng họ xơi nước ạ. À. Bác ca xin cháu. Dạ. À, bà xơi nước. Dạ, không dám mời bác ạ. À. Mày quá, có bác trưởng họ sang đây nhờ bác ra giải quyết hộ. Chắc gì mama kéo bè kéo cánh mà đã ăn ai. Có con dâu mới phải vui vẻ chứ. Dạ bác ơi, con vui vẻ văn nghệ lắm bác ạ. Ôi dạ ơi, nó cũng lộn đến tam trinh lên bác ạ. Ơi mama cháu ý cắm cơm không vỡ nhưng mà cắm tiền thì vỡ tan đấy ạ. Xảy ra cái chuyện gì đấy? Ờ dạ là bác ạ. Dạ bù cháu lắm điều lắm á. Lắm điều à? Vâng, bà phải bớt nhời đi. Bác ơi, cháu làm dâu khổ lắm bác ạ. Làm dâu hả? Vâng. Làm dâu khổ là phải rồi, còn nói gì nữa. Ôi giời ơi bác ơi, cái thằng Tèo nhà tôi ý, nó sợ vợ nó nhất họ này cơ bác ạ. Sợ lắm ý. Sợ vợ anh ý? Vâng. Cả họ như thế ai cũng sợ vợ. Kể cả từ tôi trở xuống cũng ôi sợ vợ. Ôi dạ, nhưng kiện các bác đây. Dạ con mới dám nói ạ. Dạ bu con là cứ muốn con phải áp bức đè nén vợ con ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Không được, làm thế là tan tành hạnh phúc đấy. Đấy, cô Lan, cô được đà đấy. Cô vùng lên cho nó lục lạc tâm trinh lên đi. Dạ, con không dám ạ. Chưa gì mà mama đã đè đầu bóp cổ lè lưỡi con ra rồi đấy ạ. Này, cô đừng có nói điêu triệu họng nữa nhá. Ai đè đầu bóp cổ cô, hả? Ôi giời ơi, cổ của bác ơi. Chính cả nhà này đang bóp cổ con đấy ạ. Ờ, cháu nói cũng đúng. Nó đang điên thù với nhau đấy bác. Nó chống lại tôi đi bác này. Đấy. Ờ, bà nói cũng đúng. Mọi nhà ta có ai bóp cổ ai đâu. Ông ơi, mama cháu kéo anh ấy về phía mama cháu để chèn ép cháu đấy ạ. Ờ, cháu nói cũng đúng. Ông kia đâu phải ba phải à? Cả họ nhà ta đều ba phải. Đúng. Ừ. Cháu xin phép để mời bác ra khỏi nhà này thì cũng đúng. Bước đi ơi lễ hội. Cùng ăn. Ê, đừng gì đây đấy. Ôi dồi, mặt kia quá nhỉ, đẹp quá nhỉ. Đi hội làng phải không? Thế là không ra hội làng thì ngồi đây làm gì? Hả? Chả hiểu cái gì cả. Tao đã không hiểu. Mày đừng gọi tao bằng cu nhá. Mày láo vừa. Có phải là ngày liên quan con trộm chó bị chủ nhà nó đuổi vào. Trộm cắp cái gì? Ừ. Vớ vẩn người ta bỏ nghề từ lâu rồi mới cứ nói. Thế ông một cười nhỉ. Thế thì ông đang câu ếch, ông bỏ nghề câu ếch, ông chuyển sang câu chó. Ông định bỏ nghề câu chó cho ông bây giờ ông chuyển sang câu con gì? Đọc cái gì biết. Gia sư. Này, con gia sư là cái con gì đấy? Ôi thằng này mày mắt mù à? Đây là gia sư. Giống nặng rõ ràng thế này mà mày bảo gia sư. Ôi này, ông kia tự nhiên ông ngoái tên đi tỏ ông thiếu. Này, thế này, con gia sư là cái con gì? Gia sư có nghĩa là hoàn cảnh gia đình. Ừ. Gia đình nào mà chả may nó bị ma quỷ nó ám ý. Ừ. Thì gặp thầy. Đúng thì rồi. Đến thầy trị cho, thế là gia đình ấy là yên ấm luôn. Thầy đấy à? Thầy. Thầy. thôi, con lại thầy. Thôi, tao lại mày. Này, thôi, ở nhà đi câu chó cho nó lành. Thầy. Thầy là thầy nào? Cái mày không tin à? Ông thầy với ai? Ôi trời ơi, này, à? Nhắc lại cho mày đây này. À? Mày có nhớ cách đây mấy tuần không? Ừ. Mà cái hôm đấy là trời mưa to bão bùng ấy. Đúng rồi. Sấm chớp quánh rầm rầm. Tao mấy mày rủ nhau đi câu ếch. Ừ. Nhá, ra đến cái ao làng mà chỗ gốc cái súng ấy. Ừ. Thì xét nó quánh vào một cành sung. Ừ. Cành sung nó rụng xuống. Đúng mày rồi. Sợ quá mày bỏ về. Chả bỏ về đây để xét đã nhá. Bỏ lại một mình tao vẫn ở lại tao câu. Ừ. Nên một lúc sau tao đang giật. Thế tự nhiên thấy cái cần nó nặng trĩu á. Ừ. Tao cứ giật. Ôi dồi, khoảng đến 15 phút sau tao mới dòng giật mạnh phát lên. Ôi dồi ôi, còn ếch thì phải to lắm vòng. Không phải ếch. Mà cuối cùng tao giật lên là một con rắn hổ mang chúa. Ôi dồi ôi. Ừ. Nó mới trừng, nó nhìn thẳng vào mặt tao. Ôi dồi à. Tao cũng trừng, tao nhìn lại vào mắt nó. Đó, ừ, thế là nó nghĩ tao nhìn đều. Ừ. Thế là nó phi thẳng vào mắt tao để nó đốt. Ôi trời. Cuối cùng tao mới lé ra cái, cuối cùng nó làm ngay phát mũi này. Cái sẹo rõ ràng này. À, lòi, cái mặt nó vét ra này. Cái này xin lỗi ông, hổ mang chúa mà nó bổ thẳng vào mặt ông mà ông ấy còn sống sờ ở đây thì ông là cái gì, ông là người rời à? Ừ. Tao cũng về chết lâm sàng rồi. Ừ. Nằm một tuần bất động, miệng cứ sùi bọt mép ra. Ôi, đến khi sau một tuần tao mở mắt ra. Ừ. Úi dồi, tự nhiên tao nhìn thấy toàn ông bà, ông vải, họ hàng, tông ti nhà tao chảy nhanh ở trên mái nhà ấy. Ừ, anh này,
tao gặp cả ông Tẻo bố mày đấy. Thầy tao có nói gì không? Thầy có nói, thầy bảo là bảo mấy thằng Tèo ấy là thôi bỏ nghề trộm chó đi. Không là có bữa dân làng người ta bắt được người ta đánh chết. Mấy cái hai là lấy vợ đi. Đấy. Nhưng mà này, nhưng mà tôi cảm giác thì như ông vẫn là nói phét. Để nói phét cái gì? Thế tôi hỏi ông từ ngày ông làm thầy, liệu ông làm được cái vụ gì nào? Trời ơi, cái việc đình đám nổi âm lên mà mày không biết. Này, có nhớ bà Nụ không? Bà Nụ đầu làng ấy. Gần 90 tuổi rồi nhá. Chết, đóng nắp quan tài rồi. Con cháu khóc inh ỏi, kèn trống ầm ầm cả lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái lúc ấy là thầy đi qua. Thế thấy bà cụ tí này là vẫy vào. Đấy, thế là thầy mới vào. Thầy mới nói con cháu trong nhà là bật lắp quan tài lên. Con cháu chưa kịp bật lắp, cụ đạp đứng rinh một phát. Thế là lắp quan tài bật lên. Thế cụ ngồi chồm hổm lên. Chúng mày là láo, chửi mà mặt con cháu luôn. Kinh nhau. Thế mà bây giờ cụ sống dai khỏe lắm. Cơm ăn ba bữa quần áo mà cả ngày. Mỗi bữa là trời ba bát ấy. Ôi trời nhỉ. Kinh. Thôi mày đứng ra chỗ khác đi. Chỗ thầy làm việc. Lạ nhỉ. Ôi giời, nó lắm tứ thế này. Này. Đấy. Thế là đấy là cái việc của người âm. Thế tao hỏi mày nhá. Thế còn... Này nói chuyện bây giờ nói cách xưng hô nó khác nhá. Bây giờ là thầy đừng có mày tao nhá. Đều là bạn này cấu ếch với nhau cả này. Lúc này nhìn thấy ăn mặc này phải xưng hô khác. Thế tao hỏi thầy mày nhá. Thầy mày tức là giải quyết được những cái vụ của người âm. Thế còn vụ người sống thì thầy mày có giải quyết được không? Ôi giời, chuyện người sống thì đơn giản. Lại kể cho Tèo nghe này. Này có nhớ cái chuyện gia đình nhà bố con nhà Bóng Bưởi không? Bóng Bưởi đúng rồi. Cãi nhau, quánh nhau vì cái mảnh đất ấy. Nào là thừa kế rồi chia chắc không đều. Thế là bố cứ chửi con này vác dao đòi chém bố. Loạn cả làng ấy. Thế mà gặp thầy nhá. Thầy đến thầy yểm trạch. Bán được đất, chia đều luôn. Mỗi đứa mà cầm một sắp, đi. Gia đình này em bấm. Còn hai ngả phải không? Thế thôi có gặp nhau đâu, bán chia trang nhau xong thôi. Thế được rồi, thế được rồi. Thế nhưng mà thế này, tôi đấy làm việc của người khác. Còn việc của nhà tao mà. Là, thế là tao hỏi mày nhá. Hỏi thầy có chữa được cái bệnh một cổ đôi chồng không? Mày than thế. Mày đeo có một chồng này mày nặng đã chết rồi, mày đi đeo hai chồng làm cái gì? Khổ quá, thế này chồng mẹ với chồng vợ cơ. Cảnh mẹ chồng nàng dâu ấy gì đấy, khổ lắm rồi. Ôi cái chuyện đó là chuyện đơn giản, tao lại kể cho mày nghe. Cái chuyện nhà mẹ con nhà bà Thắm Thiết đi. Đúng rồi, cạnh nhà mày chứ đâu. Nhớ không? Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, quánh nhau tụt nhà đấy học kinh nhân. Thế mà thầy đến thầy giải quyết chưa đầy một tiếng vợ chồng bỏ nhau luôn. Thế bây giờ là tôi hai mẹ con ở với nhau yên ấm, chả có gì mà cãi nhau cả. Nhưng mà nhà đấy là nhà nó chỉ có hiếu nhưng mà nó thiếu tình. Nhưng mà bên này này nào, nó là vừa bên tình vừa bên hiếu, nó nặng lên mỗi bên một tấn rưỡi, nó đè vào tôi này. Bây giờ này lòi cả nhường mắt ra đây này. Nhớ là ngày xưa mày lấy vợ, con vợ mày nó gầy thế mà bây giờ nó béo thế à? Nó vừa là nặng người mà nó là nặng tình. Thầy hiểu không? Thế được rồi, bây giờ thầy hỏi này. Thế bu mày là tuổi gì? Tuổi Dần. Dần. Thế còn vợ mày? Vợ tuổi Hổ. Cái thằng này mày cứ nói lung tung, Dần với Hổ đều là một này, mày nói đúng thằng... thế mới khổ mày. Sao lại khổ? Một nước không thể có hai vua. Đúng. Một rừng không thể nào có hai hổ. Chính xác. Ê, huống chi nhà mày bé như thế mày nuôi hai con hổ, làm sao mà nó không cắn nhau? Hổ nó không cắn nhau. Mà nó tập trung nó cắn tôi này. Bây giờ thầy hỏi thế là mày tuổi gì nhỉ? Tuổi lợn. Lợn là cầm tinh. Lợn là nếu mà theo nho cầm tinh là con gì? Ui trời ơi, lợn là cầm tinh có hơi ấy con gì nữa. Thầy mà chả biết. Này thầy thừa biết nhưng thầy hỏi thử mày thôi. Như thế mày khổ là phải. Nhá. Thế sao? Này, dần thân tị hợi là tứ hành xung. Đúng rồi. Một con hổ nó vồ mày đủ chết rồi. Ê, uống chi là hai con hổ nó vồ mày làm sao mày sống nổi. Nhưng mà thế bây giờ thầy phải làm cách nào nhất để cho hai con hổ nó lại hiền như con lợn. Mà con lợn nó trở thành dữ như con hổ ấy, để cho tôi nó quát nhanh. Thầy sẽ có cách. Cách gì? Mình sẽ làm một cái kịch bản. Ô thế để đóng phim à? Thì mình phải diễn nó như phim ấy. Nhá. Mà khi đó thầy sẽ là đạo diễn. Vừa quay phim. Vừa là tác giả kịch bản. Hết tất cả thầy biên tập ấy. Thầy làm cả. Thế còn tôi? Cho mày làm diễn viên. Mày sẽ đóng Sĩ Vân. Thầy sẽ dựng một bộ phim gọi là Sĩ Vân Giả Dại.
thích nhưng mà đây thế hổ nó sợ xí vần. Ê, tao hỏi mày, mày ra đường mày gặp thằng điên mày có dám đến gần không? Đến gần nó trắng tổng cái thì không phải vòi một mét cái này. Thế thằng này sẽ là xí vần giả dại. Thế hai con hổ nhà mày nó nhìn thấy mày nó có sợ không? Đã quyết định đóng xí vần giả dại nhá. Rồi. Cú Tèo, cú Tèo của U đâu rồi? Ra đây U bảo này con ơi. Cú Tèo. Anh Tiến Quang. Anh đang ở đâu đấy, ra đi, mama cho bú tí này. Này, bé ai lớn thì mặc kệ mẹ con tôi nhá, không có ảnh hưởng gì đến chị mà chị phải góp lời vào như thế nhá. Đáo để mà vừa thôi. Nhưng mà anh Tiến Quang là chồng của con, mà chồng con là của con, ai xâm phạm được nào? Thế tôi hỏi chị nhá, tự nhiên thằng Tèo nó chui từ dưới đất để chui lên để làm chồng chị à? Chị phải biết rằng là tôi mang nặng đẻ đau nó nhá. Tôi nuôi nó một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi mới có cái thằng Tèo bé bỏng của tôi như thế. Thế mà bây giờ có người đang định cướp trắng trên tay tôi đây này. Cướp là cướp thế nào? Con có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi, nhà nước công nhận nhá. Này, tôi có giấy khai sinh nhá, tôi đẻ ra nó, nhà nước công nhận hẳn hoi. Giấy nào hơn à? Tôi đẻ giấy hôn thú hơn rồi à? Giấy khai sinh hơn. Giấy hôn thú. Giấy khai sinh hơn. Mùa Di Đà Phật, con lạy thánh mớ bái, con lạy thánh hoàng làng, con lạy hai bà. Giấy hôn thú mới giấy gì của hai bà, giá trị ngang nhau. Cả nhà nghe đây, hôm nay tôi mời pháp sư giỏi về đây để gọi hồn thầy tôi lên điều hành gia sự. Này, mọi người xem này, sấp đôi rõ ràng. Dạ. Như vậy là hồn muốn nói là chỉ nhập vào anh con trai thôi. Thế con trai đâu, gọi nó về đây. Dạ, anh Tiến Quang đây ạ. Cháu Cú Tèo đây ạ. Thế nhà có hai thằng à, gọi nốt về. Dạ không ạ, chỉ có một Cú Tèo thôi. Có một Tiến Quang thôi ạ. Không có Cú Tèo. Tiến Quang cũng là Tèo, Tèo cũng là Tiến Quang. Dạ vâng ạ. Trời ơi, thầy biết nói từ nhỏ, thầy chỉ biết mỗi tên Tèo. Dạ. Thế thằng Tèo bây giờ mày lên sắp xếp lại ban thờ cho nó gọn để thầy làm lễ. Dạ vâng, thầy rước thầy xuống ạ. Có hương rồi. Con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Cái ngôi nhà này có nhiều nước hổ và nhất hợi. Suốt ngày cứ lục đục hồn có linh thiêng về mà điều trị cho yên ấm gia đình. Con về rồi, con về rồi. Ông ơi, ông linh thiêng quá, ông đã về rồi. Ông ơi, ông về đây để chứng kiến nhà mình đây này. Tự nhiên lại có một con yêu tinh nó hiện ra ông ạ. Nó hành hạ tầng Tèo nhà mình. Ngày nó hành đằng ngày, đêm nó hành đằng đêm ông ơi. Tôi chỉ có một mụn con thôi. Ông ơi, về cứu cái thằng Tèo cho tôi ông ơi. Ba ba, ba ba về đây mà xem con dâu ba ba bị chèn ép đây này. Ngày thì bị mama chèn, đêm thì bị chồng ép. Thế này thì có sống làm sao nổi hả ba ba? Ê, các người tranh thủ lúc ta đi vắng định nổi loạn ấy phải không? Ôi trời, con lầy hồn, hồn có linh thiêng, hồn về hồn dàn xếp lại đi, chứ ai để cho gia đình cãi nhau thế này lục đục không sống nổi đâu ạ. Được, ta xin giới thiệu, ta là con thứ 15 của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Hôm nay giá lâm ngự về đây để hỏi tội hai cái con dần này. Hai con dần này là hai con dần nào dạ thưa? Có nghĩa là bà và cô đấy. Thế tại sao hai cái con dần này lại cứ đòi ăn thịt cái con lợn? Ngày con về làm dâu cái nhà này đã được bữa thịt lợn ở đâu ạ? Không hiểu gì cả, nghe thầy giải thích thế này. Cái anh này có nghĩa là hợi, có nghĩa là lợn. Mà lợn có nghĩa là hợi, có nghĩa là thằng Tèo là con lợn. Anh Tiến Quang là con lợn. Thế là anh Tiến Quang giống con lợn. Ôi dồi ôi, đẹp trai thế này mà lại giống lợn à? Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, nhưng mà hổ thì sao lại đẻ ra lợn ạ? Ôi trời ơi, không hiểu gì cả, có nghĩa là bà ấy là cầm tinh con hổ, có nghĩa là dần. Bà đẻ ra anh là cầm tinh con hợi, có nghĩa là lợn. Trời ơi, nhưng mà dạ thưa thầy, hổ dữ không bao giờ ăn thịt con đâu ạ. Dạ thưa thầy, thế thì đúng con Lan này rồi. Con Lan này nó ăn thịt thằng Tèo đây này. Ông ơi, ông khôn thiêng thì ông về, ông giết cái con Lan này đi. Nó đang ăn thịt của thằng Tèo ông ơi. Mẹ má, ở chân xác thế giới này làm gì có việc vợ đi ăn thịt chồng bao giờ không? Tại sao tôi lại khổ thế này? Ôi trời ơi, mẹ thì anh đằng mẹ, vợ anh đằng vợ, tôi đi phát điên đấy má. Thế là ông hay là mày? Vừa là ông, vừa là mày. Ông ơi, tôi van ông, tôi xin ông, tôi xin khe ông đây. Ông ơi, tôi có mỗi một mình thằng Tèo thôi, ông ấy thương con. Ông nhớ ông thương con thì tất cả là tại cái con yêu tinh này 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 ông này. Ok, mama, mama đổ lỗi cho con này à? Tất cả là tại mama ấy, mama cứ bắt nê bắt nét. Lúc nào cũng sợ bắt con trai gì có ấy. Thằng Tèo là con đâu? Là chồng của con, là con trai chồng của con, chồng của con, chồng của con, con đâu? Thôi,
Ôi trời ơi, con lầy hồn. Ôi hồn làm cho thằng Tèo nó điên đi. Chứ không cái cảnh này con điên mất hồn à. Điên bóng. Ừ, điên luôn. Được, ta sẽ điên này. Ta sẽ đi mây về gió tránh ra. Xuống xuôi rồi, ta lại thoát. Trời ơi, điên rồi. Thầy ơi. Trên đường ta đi ới này dân làng ơi. Xuống xuôi rồi, ta lại đi lên đèo. Cái thằng Tèo ra. Cho ta mượn cái vật lửa. Dạ. Ông lấy bật lửa làm gì đấy? Hai cái bật lửa. Ôi trời ơi. Ừ. Ta sẽ đốt nhà. Không, đốt nhà. Mình ơi, tôi van mình, tôi xin mình đấy. Vợ chồng mình sống với nhau tình nghĩa mấy chục năm nay rồi. Có được ngôi nhà bây giờ mình đốt đi thì mẹ con thằng Tèo chui ra chui vào ở đâu à mình ơi? Kìa, anh Tiến Quang. À không, anh Tèo. Papa ơi, papa đừng đốt nhà. Papa đốt nhà lấy gì làm hương hỏa papa? Nếu muốn ta không đốt nhà thì hai người phải hứa với ta rằng không được sống theo kiểu mẹ chồng con dâu mà phải thương yêu nhau như ruột thịt, có rõ không? Này, ý của ông ấy nói là hai người phải ôm hôn thắm thiết nhau. Ôi à, ta đốt nhà. Ê, đã thuần chưa? Thuần rồi thì thương nhau đây. Cô thương tôi trước đi. Mama đi mà thương trước ấy. Cô thương tôi trước. Mama trước. Cô thương tôi trước. Mama đốt nhà. Mùi này con quen. Úi dồi, đây là mùi nước hoa Miss Sài Gòn. Bu xịt trộm của con đúng không hả? Tôi không báo lắm nhé. Chị đừng có mà ngậm máu phun người nhé. Đây là mùi dầu gió tôi mua ở chợ đây kia nè. Mùi dầu gió, đấy chính xác là mùi nước hoa của con rồi. Này, bây giờ thì lộ mặt chị ra rồi nhá. Chị dùng cái bả ấy để chị mua chuộc thằng Tèo nhà tôi. Hả? Con yêu tinh này. Con yêu tinh này. Yêu tinh như nào? Khổ quá. Còn xin Bu. Ta bảo rồi, Bu bớt cái lời thôi. Mà cả Ngọc Lan nữa. Tại sao em cứ cãi Bu nhằm nhẻm như thế? Tèo. Hóa ra mày là thằng Tèo à? Mày lại đây lừa U à? Hả anh Tinh Quang? Anh lừa em mà. Tèo ơi. Hả con lại lừa U à? Không. Tại tất cả là do cái thằng này này. Thằng này. Đúng. Tôi đấy. Mà tôi nói một câu cho nó vuông nhé. Với cái kiểu sống như cái nhà này ấy thì điên chỉ còn là thời gian thôi. Hả? Ôi dồi, giờ này là giờ gì mà đói thế này. Ôi sao đói thế này chị? Tèo ơi, để mày đói thế này à? Ôi, anh Tiến Quang lên phố huyện có việc rồi à? Ôi giời ơi, người ta khát máu tanh lòng mà con lại gửi U cho người ta thế này thì hòng gì? U đói quá con ạ. Con đã nói với U rồi, anh Tiến Quang không có nhà đâu hả? Tôi biết rồi, đây là tôi kêu ở giữa trời giữa đất thế này thôi. Ai nghe thì nghe mà không nghe thì thôi. Alo, alo, Thủy à? Ừ, Lan đây. Nói chung là tình hình không ổn lắm. Anh Tiến Quang ấy cứ tưởng là tớ dở chiêu trò gì với bà mẹ chồng, làm cho rồi cứ loạn hết cả lên ấy. Bây giờ tớ không biết làm thế nào cả. Mà công nhận là tớ cũng vụng cơ, cho nên thành ra mọi chuyện tan tành hết cả. Chán quá. Thế dở trò khác đi, thiếu gì cách. Trò á? Trò gì? Có thai, chửa con dai. Có mà bà ấy chịu như bà Hoàng ấy. Có thai, chửa con dai á? Dồi ôi, sao cái cách này mà tớ không nghĩ ra nhở? Rồi, cảm ơn cậu nhiều nhá. Ừ, cảm ơn cậu. Ôi giời, Tèo ơi. Tèo! Để cho mẹ đói đứt ruột đứt gan thế này, đói trào nước mắt thế này mà người ta có quan tâm gì đến mẹ đâu. Bố, tôi đói thế này ruột gan nó chả có một cái tí gì ở trong bụng cả. Ăn gì để con chạy ra chợ mua à? Đói đứt ruột nó chả có gì ở trong bụng đây. Ơ kìa, anh Tiến Quang mua cho Bu bát bún riêu, Bu ăn hết rồi đấy thôi. Dạo ôi. Bát bún bằng cái lưỡi mèo thôi chả bó chán ruột. Hay là con chạy ra chợ mua cho Bu bát khác nhá. Thôi, tôi cảm ơn chị. Chị mua cho tôi thì mai chị lại rêu rao là tôi ăn thùng uống chầu ở cái làng này à. Thôi, để con tôi về mua cho tôi. Rồi, Bu này, Bu ăn một bát bún riêu, hai quả trứng trần với cả một rổ rau sống. Thế mà vẫn bảo đói quá, này, đói quá. Ăn rồi, chị đừng có điêu nhá, đừng có mở mồm với điêu dừng chuyện nhá. Con có điêu đâu. Đây. Bằng chứng thật ho đi nhá. Đây. Cái rau sống nó vẫn còn ở đây mà Bu lại kêu là trong bụng không có tí gì, đói quá. Này, tôi hỏi chị, thế bây giờ là mấy giờ rồi? Qua giờ ngọ chưa? Ôi cậu Bu có bị lạnh không đấy?
Bây giờ có là 8 giờ sáng tôi mua à? Này, tôi không biết đồng hồ nhà anh chị nhá. Tôi có cái đồng hồ ở bụng đây này. Bây giờ là mấy giờ là tôi biết nhá. Đừng có điêu. Thôi được rồi. Thì bây giờ Bu ăn gì? Hay là con chạy ra chợ mua cho Bu bát à? Cháo lòng tiết canh nhá. Thôi, thì cảm ơn chị. Chờ thằng Tèo nhà tôi nó về nó mua cho tôi mấy cặp chả, mấy cái nem. Để cho nó rẻ. Thôi được rồi, con chạy ra chợ mua cho Bu mấy cặp chả với cả mấy cái nem để Bu ăn ạ. Thôi, tôi cảm ơn chị. Phung phí thế đi. Thế lại mang tiếng. Ôi dồi, sao đấy? Ôi này, cái chị này. Tôi một tuần không tắm chị chia thì thôi, chị nôn lệ mặt tôi thế phải không? Này, vừa đáo để vừa đấy nhá. Ôi, khiếp quá rồi ạ. Này, xuống bếp ở. Đây là nhà của tôi, không ở đây phải nôn mẹ được. Đi xuống đi kìa. Thôi mẹ chị các con. Ôi, thằng Phu, thằng Cò với con Nhiễm. Thôi các con đừng đánh nhau nữa. Mẹ biết rồi. Mẹ biết là các con đói rồi. Nhưng mà bà nội, bà còn đói hơn ý. Bà bảo mẹ là phải chạy ra chợ mua cho bà mấy cặp chả với cả mấy cái nem để bà ăn cô. Mà bà ăn không hết ý, để các con được ăn cô. Thôi cho mẹ chi cho nhớ. Chị vừa nói cái gì đấy? Dạ, không có gì đâu ạ. Không, chị vừa nói cái gì nói lại tôi nghe xem nào. Nói chung là chuyện này nó cũng khó nói lắm, cũng chả biết nói thế nào. Thôi, có chuyện gì thì chị cứ nói ra đi. Tôi nhà quê là cứ thích nói thẳng nói thật ra. Nếu cần thì gọi thằng Tèo nhà tôi về đây ba mặt một lời với chị nào. Xong chưa? Đây là, nhưng mà đây là chuyện tế nhị, con không nói được. Tế nhị gì? Hay là chị lại tình ngay ý gian? Hả? Đúng rồi thôi, tình ngay ý gian rồi. Thế là xong. Dạ không phải bố ạ. Con có chữa rồi ạ. Con có chữa rồi à? Dạ vâng. Ôi thì đi khám chưa? Dạ con đi khám rồi. Ôi bác sĩ bảo con là con có 3 tim thai đấy. Ôi giời ơi, thế thì tôi là bà nội rồi. Tôi được là bà nội rồi. Khám rồi 3 tim thai. Dạ à? Vâng ạ. Mà bác sĩ nói là con có một thằng cu này, một thằng cò này với cả một con hĩ nè. Phúc đức nhà tôi lớn quá. Dạ rồi. Ơi, con nghĩ thế này. Bố nó tên là Tiến Quang. Mẹ nó tên là Ngọc Lan. Ấy. Thì cái thằng nào ra trước ý. Ôi. Thì con đặt lên là Tiến Tới. Ôi kìa. Thằng ra thứ hai con đặt tên là A Tiến Tông. Ôi kìa. Thì con hiếm. Ôi trời ơi. Con ơi. Con hiếm ý. Thì nào nó cũng yểu điệu thục nữ như con. Thì con đặt tên là Mộc Điệp. Ôi thôi. Con ơi. Dạ. Ưu bà. Dạ. Con chửa con so đấy. Con phải nhẹ nhàng thôi. Không được đi lại mạnh dạn như thế. Nhớ một cái nó xảy tai thì chết. À vâng. Nhớ vâng. Thế để đây con u đỡ con vào sập này ngồi nhá. Dạ, con vâng. Đi nhẹ nhàng thôi. Dạ, vâng. Đấy, cứ bước từng bước một thế thôi nhá. Đấy, con ngồi xuống đây. Đấy, con ngồi xuống đây. Ngồi từ từ ôi. Con. Đấy. Mà sao tự nhiên đói thế nhở? Đói hả con? Ôi các con ơi, các con chịu nhìn đói như bà nội nhá. Ôi, thì bảo con cháu nghịch ngợm ít thôi. Mẹ chạy ra chợ mua cho con mẹt bún chả nhá. Thôi, mẹ mua làm gì phí tiền, con nhìn đói cũng được. Không phí tí nào cả, cứ để mẹ đi. Vâng, thế mẹ đi mẹ nhá. Alo, Thủy à? Ừ, Lan đây. Sao rồi? Ôi, đang được chiếu như công chúa đây này. Thấy chưa, võ chữa là nhất. Ừ, từ ngày làm dâu đến giờ nhá, bây giờ mới được mẹ chồng chăm sóc đây này. Đang đi mua bún chả rồi. Chúc mừng. Ừ, bye bye. Ôi dồi ôi, đau quá. Thôi các con, mẹ xin. Bà nội đang về rồi, thôi nhá. Con ơi, dạ. Đây, mua bún chả về cho con đi. U về rồi à? Ừ, đây, ăn đi, con ăn đi. Ôi dồi ôi, Bu ơi. Sao Bu mua nhiều thế này, con ăn làm sao hết được ạ? Ôi giời ơi, hai thằng cu một cái hiếm. Thế này còn ít ý, con ăn đi. Ăn thật nhiều vào cho các cháu nó no nhá. Dạ vâng ạ. Thế con mời Bu nhá. Ừ, con ăn đi. Rồi. Ôi, bún chả nhà này thơm quá Bu ạ. Ngửi đi thơm. Thơm thế. Thơm quá. Mà nhìn trông rất là hấp dẫn nha. Ừ. Thế con mời Bu con ăn nhá. Miếng thịt thơm ngon quá nè. Này, cô bà này là nổi tiếng nhất chợ làng mình đấy. Ngồi miếng thịt băm thơm mà ngon lắm Bu ạ.
Ngon quá, thơm quá. Trời ơi, mình thêm miếng này nữa này. Ngon quá luôn ơi. Ngon quá. Thơm nhỉ. Ngon quá. Ngon quá. Ba bố, bố có ăn được một miếng không? Không. Con ăn đi, con ăn đi cho các cháu nó ăn. Nhờ con thấy bố vậy thèm lắm, thì con hỏi con cháu nhá. Không. Thôi đừng. Ôi, tiến tới mộc địa. Các con ngừng ăn đi nhá. Các con mời bà ăn một miếng đi. Nào, có đồng ý không nào? Thôi. Nhà bà nội ơi, các không. Cháu mời bà một miếng rồi, bà ăn đi. Không ăn. Thì bà, các cháu mời bà rồi, bà cứ ăn đi. Nào, thơm ngon các lắm. Các cháu mời bà, thế bà ăn nhá. Nào, bà ăn nào. Thế nào bu? Thế nào, ngon không? Ngon không bu ạ? Ủ nuốt rồi. Thịt nhai đâu? Trái mình con đi không ạ? Rồi, thế con lại xin các cháu cho bà ăn một miếng. Thôi. Thôi cái gì? Thôi, nào, tiến tới tiến tùng mộng điệp các con. Các con lại ngừng ăn để mời bà ăn thêm một miếng nữa nhá. Nhường bà ăn thêm một miếng nữa nhá nào các con. Nào các cháu đồng ý rồi đó. Lại mời bà. Mời bà thêm một miếng. Trời ơi, cái cháu ngoan quá. Bà mồm nào. Thế nào bu? Thế nào? Nào, ngon không, ngon không, ngon không? Thơm không bu? Thơm không, ngon không? Ngon không? Thế nào, bu nhai đi. Bu nhai đi. Thế nào? Ngon không bu? Lại nuốt rồi. Chị bu lại nuốt à? Ừ. Bu đây. Đây bu làm một thêm mình nữa nhỉ. Nào, thôi. Mình nữa đi, mình nữa đi. Thôi nào, bu làm thêm mình bây nữa giờ đi. Bu kiên quyết không? Con ăn đi. Ăn thì cho các cháu nó ăn nhé. Thế bu không ăn kiên được kiên quyết à? Thôi. Thì con mời bu con ăn nhé. Mời con ăn đi. Ủa ngon quá, thơm quá bu ạ. Ngon quá. Ngon. Con ăn xong rồi bu ạ. Ừ. Ngon quá. Ngon quá bu ạ. Ngon quá cơ. Cái bữa nhà này ngon rồi đấy. Đây. Dạ. Ủa, nghe người ta khen thế thôi. Vâng. Chú đã được ăn bao giờ đâu. Ôi tôi chết rồi. Con quên mất mà con không ăn rau rồi. Thôi để con ăn rau nốt nhá. Ôi ôi chết rồi. Ủa hả? Con mới nhớ ra. Ăn rau này không tốt cho thai nhi. Không tốt đâu. Thôi đừng ăn nữa con ạ. Thế bôi. Phí quá. Bây giờ bu ăn hộ con đi. Thôi để bu ăn hộ. Con uống sữa đi. Sữa hả bố? Ừ uống đi. Sữa gì đấy hả bố? Sữa này dành cho bà có bầu ấy. À bà bầu à, dành cho bà bầu. Các người bu nhé. Uống đi. Thơm mà hấp dẫn quá bố à. Ừ. Thơm ngon quá. Ê bố, bố có thử một ngụm không? Bố ăn đi. Không thử, không, bố không ăn, con uống đi, con uống đi. Thế con mời bố nhé. Ngon quá. Con cảm ơn mua nhiều nhá. Ôi, ăn ngon rồi lại uống rồi. Bây giờ con no quá mua. No quá. Thôi, bây giờ ăn no nhá thì phải nằm xuống đây nghỉ đã này. Nghỉ. Không à, chốc nữa thì bốn đứa chả nó ọc ra mồm đấy. Nào. Nằm xuống hả bố? Nằm, con nằm nghiêng cái đầu lại đấy. Nghiêng cái đầu. Từ từ. Con biết rồi, con biết rồi. Nào, nhẹ nhàng thôi. Đấy. Ăn no rồi nhá. Nào, bây giờ đã ăn no rồi. Xuống tay này, xuống chân này. Không được để ở cái bụng thì nó ỏng cái bụng ra. Ôi dồi ôi, bôi. Sao? Tự nhiên con đau lưng thế. Ôi đau lưng à? Để con ngồi con xoa cho. Nào, bà xoa lưng cho cháu nào. Bà xoa mạnh lên một tí. Ôi, xoa mạnh đây, đỡ chưa. Bà bóp con cái vai. Ôi, bóp vai à? Ôi dồi ôi. Bà Tèo à, có nhà không đây? Có đây à. Ôi, bác Trường Họ, bác sang chơi đi à. Mời bác ra ngồi xơi nước đã à. Ôi, quý hóa quá. Sao hôm nay lại vui vẻ phấn khởi thế? Không như hôm nọ, cầu có quá khó chịu lắm. Vâng, bác ơi chẳng giấu gì bác. Vợ thằng Tèo nhà cháu nó có chửa rồi. Thế là bà sắp sửa làm bà nội à? Vâng, em được làm bà nội rồi bác ạ. À. Mà bác có biết không, nó lại chửa sinh ba. Hai thằng cu một con điếm bác ơi. Thì chúc mừng bà. Dạ. Như thế là gì? Con độc,
cháu đàn nhé. Dạ vâng. Bác xin biết. À đây, à, nhân cái sự kiện này á, vâng, là tôi sẽ tổ chức liên hoan cho cả họ. Ô, để chào mừng ba cháu. Dạ vâng. Thế nhưng mà ba đặt tên chúng nó chưa? Ôi chả giấu gì bác, em thì em lại đặt định cho cháu là Phúc Lộc Thọ, nhưng mà quyền đặt tên ấy là của bố mẹ cháu cơ. Thế cho nên là Phúc Lộc Thọ, Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Vâng. Rất hay. Thế hay à? Lắm bà. Vâng. À, thế nhân cái sự kiện này mà, thế là cái hồi năm ngoái ấy, vâng, là cái cháu nội ông Cả Tị, vâng, à, thế là tôi làm bài thơ cho chúc mừng ông ấy. Vâng. Thế nhưng mà có điều thế này này, năm nay xin phép bà tôi cho Tam Đa Phúc Lộc Thọ vào bài thơ ấy. Vâng. Là xong. Và thế nào? Quý hóa quá bác ơi. Thế nhân dịp này nhé, bác phải cho em đăng ký hát một bài sẩm. À, mà bác có biết bác sẩm xoan. À. Thế thì thơ của tôi, sẩm của bà kết hợp vào là hết ý đấy bà. Trời ơi. Tôi nói cho bà biết nhé. Dạ. Nhân cái dịp này, vâng, tôi sẽ làm đơn, vâng, đề nghị UNESCO công nhận cái dòng họ nhà mình là có truyền thống gìn giữ văn hóa phi vật thể. Bác ơi, đề nghị không là quyền của bác đấy. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ bác cho em nghe cái bài thơ Phúc Lộc Thọ của bác, để em bắt các cháu phải đặt tên theo bài thơ ấy. Được rồi. Người ta đẻ một thì vui, nhà tôi đẻ cho một phát, ấy là sinh ba. Ôi trời ơi. Ba đứa như ba bông hoa, ba hoa, ba hoa chụm lại thành hòn núi cao. Dạ. Chào bác trưởng họ. Chào cháu. Dạ, nuôi con ra đây làm gì? Dạ. Ở trong ấy thôi. Dạ. Ôi đi nhẹ nhàng thôi. Vâng ạ, được rồi ạ. Từ từ ngồi xuống. Đấy, đấy. Phải cho chúng nó ra để chúng nó nghe văn nghệ chứ. Ba cái đứa này á, ngày sau này á, một đứa đánh trống, một đứa thổi kèn, một đứa hát sẩm xoan á, có hết ý. Vâng, bác ơi, hát sẩm mà cứ đi biểu diễn nước ngoài ấy, thì cháu ở với ai à? Con buồn cười nhỉ, chúng nó còn trẻ, phải cho nó bay nhảy khắp thế giới, thế mới mở mang đầu óc ra chứ lại. Nhân danh trưởng họ sẽ dẫn các cháu đi khắp thế giới bằng máy bay. À, mà nghĩ cũng ngại quá nhỉ. Ờ, thế còn tôi là bà nội của các cháu, thế không có tôi đi, ai nắn các cháu nào? Mà lại còn dạy các cháu hát sẩm xoan nữa chứ lại. Nếu ở đâu á, mời các cháu đi biểu diễn ấy mà không cả mời cả mẹ lẫn con ấy, thì cháu nhất quyết không cho đi. Sao lại không được? Đây là uy tín của dòng họ nhà ta. Ba đứa này à, ngày sau à, nó sẽ làm cho cả cái thế giới này biết danh tiếng của dòng họ nhà ta. Ơ, thế còn tôi? Tôi là bà nội của các cháu, thế cả thế giới này không biết tên tôi à? À, thế con làm sao hả? Con thì ở nhà chung nhà. À, đã thế à, con không đẻ nữa đây. Ờ, thì lấy ai mà đi nào? Ơ kìa, thế con là mẹ ơi, các con cứ ở trong này mẹ nuôi các con nha. Nhân danh trưởng họ, cử cái Lan làm trưởng đoàn được chưa? Dạ vâng ạ, có thế chứ. Tại nào có chuyện gì mà xôm thế? À, chào bác trưởng họ. À, chào cháu. Dạ, bác đến chơi lâu chưa ạ? Lê tầm bộ cả thuốc bắc cơ à? Dạ không, đây là cháu mua thuốc điều kinh bổ huyết cho vợ cháu. Ôi, sao lại điều kinh bổ huyết, nghĩa là thế nào? Dạ, chả là con đưa vợ con ra trạm xá, bác sĩ bảo là nó rối loạn không đều, con phải mua thuốc đấy. Rồi đừng thế nào? Chứ có nghĩa là không có Phúc Lộc Thọ à? Phúc Lộc Thọ là cái gì hả bố? Tôi bảo với U rằng nó có chửa ba đặt tên là Phúc Lộc Thọ. Hả? Ôi, làm gì mà rối lên thế? Không sinh ba thì sinh đôi, mà sinh đôi thì đúng kế hoạch của nhà nước. Vâng. Mà chưa chửa thì tí nữa chửa là mà sốt ruột lên thế. Con bắt đền luôn. Con đền luôn ngay đi. Đền một mâm bún chả với một cốc sữa nữa. Không đền luôn không xong. Ờ, mẹ cho bắt đền cháu là đúng. Nhưng mà cháu vừa đi mua thuốc về có liên quan gì đến bún chả đâu. Mà cháu nói thế cũng rất đúng. Ông này, lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng rất đúng. Đây này, bây giờ nó lừa tôi đây này, nó đè đầu cưỡi cổ tôi này. Bà nói thế cũng rất đúng. Bác là trưởng họ mà lúc nào bác cũng toàn đúng, rất đúng mẹ đúng. Mẹ chồng, nàng dâu không hợp nhau cũng rất đúng. Tôi nhân danh trưởng họ tuyên bố tôi là lúc nào cũng rất đúng và rất đúng. Vỗ tay. Trình bày ngay vào luôn,
sang chảy thiên đường như thế nào. Cô nghĩ là quay bán giả à? Chán nhỉ. Không làm gì có tiền. Ô, thiên đường của anh đã gai cả mìn nữa. Cái đồ của em là tam hợp, tức là thân tí thìn. À đúng, hợp là tốt. Hợi mão mùi, dần ngọ tuất, tị dậu xỉu. Còn ngủ hợp, à không, à quên. Tứ hành xung là tí ngọ, à quên. À sai. Hả? Đọc cái gì mà cứ à quên thế? Tôi đang ngâm cứu phong thủy. Ngâm để làm cái gì? Ngâm ấy để dọa. Dọa ai? Dọa khách, dọa ai? Dọa khách để làm cái gì? Dọa khách để khách nên mua cái trang trại này này. Người ta sợ, người ta chạy, người ta không mua nữa. Để cho mình ở chứ làm gì nữa. Thì lại không bán à? À thế bán để cho vợ chồng con cái chui vào củi ở à? Hả? Ủa đấy. Thế nhưng mà đây là trang trại của cậu. Cậu đang cần bán thì mình giữ thế nào được? Thế tôi mới phải học phong thủy. Hả? Mà cái phong thủy này này, nó cực kỳ là quy mô, nó cực kỳ là vĩ mô, nó cực kỳ là mô tê răng rửa. Cô hiểu không? À, chả hiểu. Cao siêu lắm. Phong thủy là cái gì? Phong ấy, tức là gió. Thủy tức là nước. Phong thủy tức là gió đùa mặt hồ. Đấy, hôm qua tôi nghe bà Tẹn không? Bà Tẹn bà mất ấy. Người ta thổi kèn, người ta thổi là nòng mẹ tha thiết như làn gió đùa mặt hồ. Phong thủy như thế thì... Đấy, đấy là phong thủy. Thì hiểu rồi. Này. À, cậu, cậu. Dạ, chưa giặt thế rồi mà vợ chồng chúng mày còn ngồi đây uống nước mà là hát thò với nhau à? Hả? Dạ, đâu à? Con... Tao nuôi chúng mày thế này à? Hả? Không. Hả? Không, không. Con về con lấy cuốn phong thủy này ra con ngâm cứu đi cậu này. Đấy, tao không phải là nuôi mày để nghiên cứu phong thủy nhá. Ra ngay bóc cho tao mười mấy bẻ chuối ở đây, nhanh lên, đi. À, vâng, thế mình ở nhà cứ xin phép cậu con đi đón cháu ạ. Ờ, thôi, ok. Tao có khách thế đòi đi đón cháu là thế nào? Hả? Cái đấy, cái đấy hỏi vợ con biết rồi. Còn vợ mày đi đón con rồi. Dạ. Coi như là không được cái việc gì cả. Vâng. Còn mày ấy. Dạ. Bây giờ thế này. Mày đi theo cậu ra ngoài vườn nhá. Khách đang đợi ngoài đấy. Ôi, cậu ơi. Ừ. Khách lại đến mua đất à? Thằng này hay nhỉ. Họ không đến mua đất thì họ đến đây làm gì? Hả? Ừ. Đi. Ê, cậu, cậu hẵng đi đã, cậu ngồi xuống đây. Cậu cứ bình tĩnh. Đấy. Có việc gì? Con có việc rất quan trọng muốn nói với cậu đây. Nói nhanh nhá, nói nhanh không người ta đợi. Con vừa phát hiện ra nhá, ừ. Miếng đất thiên đường của cậu đây này. Ừ. Nó đang tấy. Tấy á? Tấy. Tấy nghĩa là nào? Tấy tức là phát tài, phát lộc. Sao mà biết? Cái cuốn sách hậu sự này nói với con. À vạn sự. Vạn sự này nói với con. Cuốn này nó am hiểu tất tật tật, âm dương giải thích hết. Vạn sự đúng không? Vâng. Vạn tức là 10.000 đúng không? Vâng. Sự là chuyện đúng không? Vâng. Tức là 10.000 chuyện. À, tức dạ. Là lắm chuyện, nhiều chuyện đúng không? Đúng không? Mày luôn luôn là cái thằng lắm chuyện. Ừ. Cậu không biết cái gì, cậu nghe con đọc một câu là cậu hiểu ngay. Huỳnh tuyền binh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng chân tay. Cậu thấy nó hay không? Hả? Nó có cái độ sâu không? Tao chỉ thấy tự dưng lại có đau mắt rồi đấy là thế. Thì đấy nào? Hay là ở chỗ đấy. Còn nữa nhá, cậu có nhớ bà Hoan không? Ừ. Bà mù chữ ấy, có biết cái gì đâu. Sau một đêm, tự nhiên nhá, bà ấy này nói gì cũng đúng. Chỉ đâu đúng đấy, phán đâu đúng đấy. Nào là giáo sư này, tiến sĩ này. Ôi, đến nhà bà ấy nhờ bà ấy xem bói nhá. Chỉ qua một đêm này. Ai cậu thấy chưa? Nói tóm lại là bây giờ tự dưng mày lại biết xem tướng à? Đâu. Thánh về với con tối qua. Thánh về hôm qua. Vâng, Thánh còn tặng con cái quyển vạn sự này này. À, Thánh về tặng, đấy. Tặng mày quyển này. Tặng con đấy. Và lại cho mày cách xem bói luôn à? Đúng rồi. À. Thánh bảo à, cứ xem phong thủy đi. Thánh ban lập. Thế là mày là từ trọng vịt thì khéo rồi chuyển thành trọng sự ấy. Cậu ơi, trọng sự nghe như kiểu tội phạm ấy. Con là trọng vạn sự. Nó là hay chứ đây. Nhưng mà cậu nhìn thấy nhá. Cái quyển này nhá, dạ. Bán đầy ngoài chợ kìa. Cậu linh ta linh tinh. Này, cậu nhìn kỹ đi, còn có cả dấu vân tay của Thánh đây này. Đây này. Thôi. Ông bô lô ba loa nó vừa rồi nhá. Thế tóm lại là Thánh có bảo là cái đất này của tao có bán được không? Đấy, cái đấy cậu phải cứ từ từ cậu lại ngồi xuống đi. Đấy, ngồi xuống. Lại ngồi à? Ngồi xuống. Này, con cho cậu xem. Nhìn đi, cậu có biết đây là cái gì không?
Không, đây là bản đồ trang trại thiên đường. Cậu nhìn đi, đây đây đây. Đây là bản đồ á. Vâng, cậu nhìn kỹ đi, đây này, đây là cái khu nhà chính này, đúng chưa? Đây này, đấy, đây là cái mái hiên mình đang ngồi đây, ngồi dưới mái hiên này này. À, đây, cậu nhìn kỹ đây này. Ừ. Cậu đeo kính nhá, thấy luôn cả kính cậu này. Ừ. À, mũ đang đặt ở trên đùi cậu này. Ừ. À, đúng chưa? Ba tong thì đang để ở bên tay trái cậu này. Thấy chưa? Quá đúng luôn này. Này. Dạ. Cái này là mày vẽ hay là cục bản đồ người ta vẽ? Cậu không phải con vẽ, mà cũng chẳng phải là cục bản đồ vẽ, mà đây là thánh chỉ cho con. Thánh chỉ cho mày vẽ? Vâng, thánh chỉ đấy. Này, nhưng mà dạ, tao nhìn cứ như là mày vẽ cái củ khoai tây. Khoai tây đâu, có một đầu cộng khoai tây. Đây đây, cậu nhìn đi. Cái thế này này, cái thế đất này này. Đó. Nó đang ngửa lên thiên. Tức là đất nó đang ngửa lên trên trời ấy cậu. Đất nào mà trời ngửa lên trời ấy, cái thằng này. Cậu không biết gì thôi. Con hỏi cậu nhá, bây giờ nhà ở sườn đồi vách núi, đúng không? Thì quanh năm suốt tháng nó chỉ úp vào trong núi ấy, làm gì nó ngửa được mặt lên trên trời ấy. Đúng chưa? Quá hợp lý. Quá hợp lý. Nhưng mà sau đó là thế nào? Đây, cậu có nhìn thấy không? Miệng mà tươi cười, đuôi thì vẫy tít. Cái này hay. Sao đang đất đai mà mày như tả con chó là thế nào? Đúng rồi. Chó má rồi đấy. Đây cậu nhìn đi. Đây là cái cổng, đúng không? Cổng lâu đài. Lâu đài đúng không? Đi vào lâu đài thiên đường. Tao biết, tao biết. Đây còn cái hố xí này, cậu nhìn thấy cái hố xí đây chưa? Ủa, tao biết, tao xây tao lạ gì. Đấy, đây cái hố xí. Còn đây là cái hàng rào này. Đúng không? Toàn răng như răng chó, cười tươi ơi là tươi đây cậu này. Cười tươi ở chỗ này đây. Đây đây, nó cười tươi này. Này, tao có ý kiến nhé. Dạ. Thế đuôi. Đuôi đây cậu ơi. Đây này, đuôi đang vẫy tít đây này. Đâu vẫy tít đâu? À chưa tít à, để con. Sao thì vẫy tít gì cả. Con thêm cho nó vào tít mù khơi luôn này. Úi rồi. Đấy, vậy nha. Ôi, loe ngoe nhá. Đẹp. Vây tít rồi đấy. Này, dạ. Tóm lại nhá. Vâng. Là cái chuyện thăng quan tiến chức của tao nó là như thế nào? Hả? Cứ từ từ. Cậu có biết thế nào gọi là tả phù mà hữu bật không? Cứ từ từ. Ông ơi. Hả? Ông biết cái đếch gì mà cứ bày đặt thì nói chuyện chữ án chứ không? Ông cứ nói thẳng chữ Việt cho tôi. Rồi cậu nói thế là được rồi. Để con giải thích cho cậu biết nhá. Tả phù là sao? Tả là trái, đúng không? Tả phù. Trái à? À, tay trái nó phù này. Tay phải nhìn thấy tay trái phù không biết làm gì bật này. Đấy nhá. Đấy nhá, nó bật đi, bật. Đấy nhá. Tao chả thấy nó liên quan gì cả. Không hiểu sao. Để con giải thích cho cậu nhá. Bây giờ tay trái nó đang phù lên đúng không? Tay phải thấy cũng bật lên luôn đúng không? Đấy, đấy không? Tức là cái thế đất của cậu nó đang tấy, nó đang phát. Mà cậu bây giờ cứ kéo nó xuống này. Đấy. Đấy, thì làm sao mà phát được? Làm sao mà làm ăn được đúng không? Ý của mày nói có phải là mày không muốn cho tao bán đất đúng không? Chính xác. Đúng không? Quá đúng. Nhưng mà tao đã chót. Chót gì? Tao chót đã... chết gì? Bây giờ con nói cậu nhắn nốt mưa đẩy cả mấn luôn, lở cho loét luôn. Cậu sợ cái gì nào? Hả? Cậu sợ ai? Không, tao không sợ ai nhưng mà tao đã chót. Chả lẽ bây giờ nói thế nào với họ? Khách cái gì? Ừ. Ôi trời ơi này, muội. Để đấy con lo cho. Tí nữa ra ngoài đấy. Cậu không phải nói gì cả. Để con nói cho. Ok. Ok, rồi đi. Okay. Thế đi luôn nhá. Đi luôn. Này. Nhưng mà chắc chắn là tao thăng quan tiến chức chứ. Ê, cậu cũng nhỏ phải lo. Đi qua. Chào bác. Vâng, chào. Xin lỗi bác, hai cậu cháu tôi có tí việc cho nên là để bác đợi lâu quá, bác thông cảm. Không sao. Trong khi chờ đợi các vị đến á, tôi đã làm được chùm thơ đây rồi. Chùm thơ về trang trại này. Cả chùm luôn hả bác? Bao nhiêu quả? Chùm thơ chứ chùm gì mà bao nhiêu quả? Trân trọng giới thiệu với bác.
Đây là Trọng Vịt, đó là thằng cháu tôi. Nó thay mặt tôi là nó quản lý trang trại này. Tốt quá, tốt quá. Chúng tôi, nhà thơ chúng tôi đang cần thính giả. Thính giả? Cần gì thính giả? Vào nhà con lấy cho bác đầy thính thật. Thính giả chứ ai cần thính thật. Này, con nói bác nhá, bác lớn tuổi hơn con, đúng không? Con ít tuổi hơn bác nhưng mà về cái vấn đề thính thế này, con đảm bảo là con biết nhiều hơn bác. Bác cần lấy thính để câu gì? Này, ông ơi, thằng này thằng nào? À, vừa giới thiệu bác rồi đây. Đây là cháu Trọng, Trọng Vịt. Cháu tôi, nó quản lý trang trại này. Thì bây giờ người ta làm thơ thì phải có thính giả. Mà cậu là thính giả. Cậu hiểu chưa? Là người nghe à? Là người nghe. Rồi. Rồi, thế con bảo này muốn nghe thơ thẩn thế nào, vào nhà pha ấm nước rồi mình đàm đạo sao nhá. Thôi, cái chuyện nó sau. Thưa bác ạ, tôi có chuyện muốn nói với bác. Quả là tôi không bán trang trại nữa đâu. Cái chuyện mua bán thì bác đừng có lăn tăn nhá. Ta bàn sau. Bây giờ bác hãy nghe thưởng thức cái chùm thơ tôi sáng tác về cái trang trại này đã nhá. Vào nhà thôi mình. Tốt. Vào nhà đọc. Đây là thơ ngoài nhà gọi là thơ ngoại thất. Chốc nữa vào trong nhà gọi là thơ nội thất. Tốt. Nghe rõ chưa? Không nội ngoại thất gì nữa cả. Xin phép bác, tôi không bán đất nữa đâu. Bác ơi, cái chuyện buôn bán thì mua bán gì đấy thì tính sau. Bây giờ bác nghe cái thơ của tôi đã. Đây, bác ạ, cái trang trại này của bác nó rất hợp với cái ứng thơ của tôi. Này có mây, có gió, có nắng. Này có ao, có hồ, có cây, có vườn. Có cả túp lều, liêu siêu. Sao nơi là hợp với văn thơ của tôi đến thế cơ chứ lì. Này, bác không hiểu à? Không bán, không nghe à? Không bán nữa. Đã bảo không bán, không nghe, không gì không biết. Nhưng bây giờ nghe tiếp thơ của tôi đã đây này. Ấy, cái đây này, cái không gian này nó làm tâm hồn của tôi nó phơi phới. Thơ nó dâng trào lên, chả mấy lúc nó linh láng. Linh láng cái gì? Rất tốt. Cái trang trại này ấy, không nuôi được cái giống gì tốt đâu mà linh láng. Sao lại nuôi? Cái gì mà cứ chăn nuôi là không tốt, là không tự nhiên, là không thiên nhiên, không thơ mộng nhá. Đây này, nghe đây này. Dải nước đen, già suối trà thành dòng. Len dưới nách những mô gò thấp kém. Dăm vườn lá hiền lành, không bí hiểm. Hoa trăm cỏ xén, lối phẳng cây trồng. Đấy, thấy chưa? Giả tạo chưa? Đây đã giả tạo thì không bao giờ tốt cả. Đúng không nào? Rất tốt. Thôi bây giờ bác nhá. Thôi bây giờ ta tiếp tục thế này này. Thơ của bác thì hay rồi nhá. Nhưng mà tôi có một cái nỗi niềm là trước tôi đã thông báo với bác là tôi bán đất. Thế nhưng mà có những cái thay đổi tôi cũng rất là suy nghĩ rồi. Thế nhưng mà bây giờ là tôi phải quyết với bác là tôi không bán đất nữa. Tôi đã nói rồi. Đất cát bàn sau, nghe tiếp thơ tôi nào. Còn bài nữa. Này nghe đọc. Gió trên chê cao, gió thổi chê cao. Bước chân lào xào. Sóng vỗ dưới ao, tiếng kêu lao sao. Thế mình vào nhà đi. Vào nhà nhá. Ngoan thì thương, đi vào nhà. Hả? Từ đã. Nhà cái gì? Thôi đến đây là quá đủ rồi. Thơ đối với tôi như thế này là quá đủ rồi nhá. Mời bác vào nhà nói chuyện nhá. Vào nhà. Ta còn bài thơ nữa. Gió về rồi gió lại đi, ta còn ở lại vấn vi tơ tuồng. Biết rằng cây hãy còn thương, cho nên gió thổi mòn phương gió về. Có vẻ rồi đi. Nó học với tâm hồn tôi thế. Thế bác hết chưa? Chưa. Đây này. Là cái gì đây? Dĩn. Này, con bảo bác này. Tại bác điếc à? Đã bảo là không bán nữa mà. Có vào không? Không. Thế thì sao? Ta còn tiếp bài thơ. Nghe đây này. Đọc nghe chú ý nhá. Lau thưa cỏ cũng lưa thưa, mà trăng về trăng cũng lơ mơ trăng về. Cây như nặng một lời thề, rằng tôi rất tiếc như là tốt. Tươi. Rồi, tốt quá, rất tốt. Tươi. Tươi chắc là hết thơ rồi đúng không? Hết chưa? Cần đợi ta còn sáng tác. Hết rồi. Tôi từ ngày tuổi đầu
Mà tôi nghe thấy bác bảo là hết rồi mà tôi mừng như là mẹ đi chợ về có quà. Tối chết sống lại nhỉ. Thế này nhá, bây giờ tôi có hai phương án để cho bác chọn nhá. Một là bác bây giờ bác vào nhà để thanh lý hợp đồng đã đặt cọc. Đúng. Hai là bác về luôn. Và không có cái gì. Bác chọn đi. Bác chọn gì? Bác chọn đi. Tôi chọn thơ. Này, lão già, lão muốn vào hay lão muốn ra? Chọn đi. Vào hay ra? Thơ thần gì nữa? Vào hay ra? Hả? Vào hay ra? Vào đi, tôi mua mảnh đất này hả? Vào. Vào hay ra? Nói nhiều quá. Đi vào thì vào, từ 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 đấy mà ra. Dạ, thưa bác, là lúc đầu là tôi có ý định bán đất. Vâng. Cho nên là mới liên hệ với bác. Vâng. Nhưng là sau đó gia đình có chuyện nó liên quan đến việc thăng quan tiến chức của tôi, cho nên là không thể bán được đất nữa. Mong bác thông cảm. Dạ. Rất tốt, rất tốt. À thế ạ. Tốt. Chả ngon thì có bạn hiền, lại có cả một viện thi ca. Cậu của tôi đã bảo là không bán đất nữa. Bác đừng có đọc thơ nữa. Rất tốt, rất tốt. Này, sao cậu cháu tôi nói cái gì bác cũng bảo rất tốt? Là sao hả? Rất tốt, rất tốt. Nhưng mà là sao? Rất tốt là thế nào ạ? Là vì tôi làm gì có tiền mà mua đất. Hả? Thế thì rất tốt. Cậu nói cho mày hết nước hết cái đấy. Cậu phân tích cho mày rồi đấy. Đấy, thế đất nhà mình nó đẹp như thế. À, bây giờ nhá, lộc của mình nó đang tấy như thế. Vâng, vâng đúng. Đất nhà mình nó gọi là tích phát đế vương. Vâng, đúng, 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 đúng. Ai mà ngựa trên cái đất này mà đều làm quan cả. Vâng, nhá? Vâng. Thế nên là cứ thế mà phát huy mà tâng bốc lên, được chưa? Thì cậu ơi, thế sao cậu không vay tiền ngân hàng ấy, cậu đóng vào? Cái đấy nhá, mày không phải dạy tao. Cũng vay rồi ông ạ. Ngân hàng họ đang thúc vào lưng tôi đây này. Bây giờ họ huých cho cái nữa nhá là tê liệt luôn. Thế bây giờ cậu quyết định bán à? Bán. Phải bán thôi. Hẹn rồi. Hai người khách mua chung mảnh đất này tí họ đến ấy, nhá. Nhưng mày phát huy cái năng khiếu mà hot như khiếu của mày nhá. Phát huy lên. Tầng mốc lên, đưa họ lên tận 9 tầng mây xanh ấy, được chưa? Thế cậu ơi, mình khai luôn với họ là ở đây có long mạch ạ. Khai chứ, nói lên đi, sốt lên chứ. Nhưng mà con thấy tiếc lắm cậu ạ, bao nhiêu công sức của vợ chồng con bỏ ra bây giờ đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Này, tao đã lơ mày đi, nhá. Tao không động đến cái tội của mày rồi. Công gì? Dạ. Hả? Cái công của mày là cái công mà mồm gầu lưỡi thủng mà mày ăn tàn phá hại. Hả? Chính vì mày mà tao phải bán cái trang trại đi. Công gì? Cậu, hả? Con nói cậu nghe, cậu toàn thấy những cái hữu hình, những cái vô hình cậu không thấy à? Con hỏi cậu nha, ai? Ai là người phát hiện ra cái thế đất của cậu? Gọi là cái thế gọi là gấu xoãi nằm tựa cương. Con gọi ai? Còn nghiên cứu cả lịch vạn sự nữa. Hả? Phong thủy cho cậu nữa. Ai? Ai thua mai? Thôi, ghét dạng này, tiếng Tây, tiếng Tàu nữa. Thôi rồi, nhá. Thôi mày, tao biết công ơn của mày rồi. Mày cứ tâng bốc lên, cho họ mua được mảnh đất này. Rồi cậu sẽ thưởng cho mày. Thưởng to luôn đấy. Thế à? Mua cho mày một cái ô tô, nhá. Lada. Lada à? Ôi cái con ô tô vừa đi vừa đẩy đấy á. Con oách lắm ấy. Cậu ơi, thế thì tí nữa cậu cho con đào cái long mạch, con khai quật cái long mạch luôn, con đưa về nhà quê con chôn cho con lộc. Long mạch nào? Long mạch đất của cậu này. Nó ở đâu? Nó nằm ở trong đất của cậu này. Nó ở chỗ nào? Chỗ nào con nói để cậu đào à? Hình thù nó làm sao? Gì con nói để cậu tìm à? Hay nhỉ. Động cái biết tí là lên mặt ngay. Tôi nói cho mày biết, đất này là đất của tao. Vâng, dĩ nhiên. Long mạch là nằm trên đất của tao. Ừ, rõ thì ràng. Đương nhiên là long mạch là của tao. Của tao thì của tao. Đào đi mà lấy. Đầy đấy. Đào đi. Thôi. Mày
cứm dạo này cứm động tí là mình là mẩy rồi. Đây là cậu nói anh nghe nhá. Thôi giờ đào cho cậu nhá. Sau đó là cậu đổi cho mày thưởng cho mày thưởng nóng luôn, thưởng nóng luôn. Cho mày con quay tàu. Quay mà cậu đang đi đấy. À con quay mà đồ nhựa nó kêu to hơn cả máy gì mày nói quá. Thì thẳng là máy kêu to nhựa. Có lý nhỉ. Vô lý hết sức cậu ạ. À, bây giờ công sức của vợ chồng con như thế mà cái long mạch nó đẹp như thế, cậu lại so sánh với con quê tàu à? Vô lý. Người nhà mà cứ kỳ kèo. Từ này cậu biết là mày rất là dòm ngó cái tong của cậu. Cậu cắt thêm cho mày quả tong với quả bao sốc này. Được chưa? Chị khai. Được không cậu? Ui trời ơi, chưa bao giờ tao thấy mày nó lại giống tao cái hình ảnh thời trẻ. Thế mày hay thì giả cậu. Cái đồ này rẻ không cậu? Nhiều người cho con cậu lấy đâu. Mày vừa cho mày. Mày là cháu tao. Tao nuôi mày từ bé giờ. Hả? Tao bảo mày phải làm chứ. Đừng có cay nữa. Lấy ngay quốc đào cái long mạch lên. Dạ. Cho vào cái bao tải mang vào đây đất bán. Vâng. Ngược ngược lao vô tét. Chưa sao mà nó lại xa thế. Đây rồi đến rồi này. Đây không cậu nhìn đi, cậu nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ à? Cậu thấy cái gì? Tao thấy chỉ có đất với cây thôi. Đúng. Thế cậu nhìn đấy. Cậu có thấy cái đuôi rồng không? Nó đang ngóc lên đấy. Đuôi rồng à? Vâng. Tao thấy một cây xoan. Đấy chính là cái đuôi rồng đấy cậu. Cây xoan kia là cái đuôi rồng á? Đúng. Còn đây nữa này. Dọc cái con hồ này, cậu nhìn kỹ đi. Nó uốn lượn này. Đấy chính là cái lưng long. Lưng long à? Vâng, nó là cái lưng của con long đấy. Mốc mô kia gọi là lưng long à? Đúng rồi, còn kia nhá, cậu nhìn đi. Đây này, đấy. Cậu thấy cái dấu chấm đấy không? Cái là cái thùng phi, dấu chấm gì? Thùng phi đâu mà thùng phi, đấy chính là cái rốn rồng. Cái rốn rồng à? Vâng. Này. Dạ. Này, thế cái đầu rồng nó ở chỗ nào? Đầu rồng? Nó đang nằm ở dưới này. Nó đang chui xuống đất. Đuôi thì nó mới ngóc lên được chứ, đúng không? Này con nói cậu này. Cậu mà nhìn được cái này ấy, là cậu phải có con mắt. Con mắt của cậu đầy phong thủy. Nhân quan phong thủy. Đúng không? Phong thủy. Cậu hiểu không? Tức là cậu nhìn con kiến ra con voi. Cậu nhìn con người ra con ngợm. Đấy. Con người ra con ngợm à? Vâng. Giống như kiểu tao nhìn mày thằng ngợm mày đúng không? Cậu nghĩ nào nghĩ. Nhưng mà con nói cậu này, quan trọng nhất ấy. Cậu có hiểu thế nào là long mạch không? Long mạch tôi hiểu chứ. Thế long mạch là gì? Long thì nó là rồng. Đúng. Còn mạch thì nó là là cái này này. Đấy. Đây gọi là cái mạch. Có hiểu chưa? Tức là nhịp đập của con rồng. Đúng. Cậu hiểu chưa? Ê, cẩn thận. Cậu đang dẫm lên mắt rồng đấy. Né ra. Đâu. Cậu làm sao mà nhìn thấy được? Cậu làm gì có? Cậu không có con mắt nhân quan phong thủy. Đấy, con nói cậu này. Quan trọng nhất của cái long mạch ấy, cậu biết là cái gì không? Là cái đốt xương sống thứ 13 của con rồng. Đốt xương sống thứ 13 à? Đúng, cái đấy là cái quan trọng nhất đấy. Này, dạ. Sao mày biết nhiều thế? Ôi giời, thì con nghiên cứu mà lại ngâm. Thế chê là đốt xương 13 là tính từ cổ xuống hay là tính từ đuôi lên? Tính từ giữa lên. Tính từ giữa lên này. Phức tạp này. Phức tạp mà con này, cái này mới là phức tạp nhất này. Tức là khi mà mình đào được cái long mạch, đào được cái xương này lên ấy, là cậu phải xác định luôn. Xác định là cậu mất đi cái phần hồn, chỉ còn mỗi phần xác thôi. Tức là khi mình đào cái long mạch lên, vong nó đi hết luôn. Đương nhiên mình quan trọng là mình lấy phần hồn thôi. Phần xác thì người mua người ta chịu. Được rồi. Thế thì bắt đầu nhỉ. Bắt đầu. Thế thì cậu phải làm lễ. Cậu đặt một ít lễ. Làm lễ à? Vâng. Lễ thì có cái lễ gì đâu. Có gì đâu mà lễ. Lễ tức là cái lòng thành. Cái lòng thành tâm của cậu này. Lòng thành tâm đây. Vâng đúng rồi. Cậu không phải. Cái lòng thành đây ấy. Tức là cái này này.
Cậu hiểu chưa? Cậu cứ cứ cái lòng này thì làm gì được. Ê ê ê ê ê. Cái lòng thành ấy nó phải xóa hết luôn. Thế không được, nó không xóa. Luôn à? Đúng đúng, thế mới gọi là thành tâm nhỉ. Ê ê cậu. Hả? Ôi. Đặt lễ ở đây ấy, là làm nó uế tạc. Cậu hiểu chưa? Nó không sạch sẽ. Thế đặt vào đây. Không. Mũ này không được. Đặt vào đây mới đúng này. Đây mới sạch thêm. Đây. Vâng, đây mới sạch. Bắt đầu nhá. À, thiên linh linh địa linh linh âm phủ dương trợ. Ôi, đây rồi cậu ơi. Đây rồi. Đây rồi, cái đốt sống thứ 13 của con rồng đây cậu. Đấy. Đây à? Đây đây, cái phần hồn đấy đó cậu. Úi giời ơi, long mạch đây à? Long mạch. Đây cậu. Ấy. Dạ. Không được bỏ vào bao tải. Nó mất thiêng. Đây rồi. Tao đã chuẩn bị kỹ rồi. Hợp lý. Đưa vào đây. Đúng rồi. Trân trọng. Cậu nhớ nhá. Đây là phần hồn nhá. Là vong nó đi hết luôn thế đấy. Đi vào đây. Mày cũng phải dạy khôn tao. Rồi. Thế là bây giờ mình xong phần hồn nhỉ? Thế cho con xin phần xác nhỉ? Xác gì? Xác xe ấy. Làm gì mà ra cái rồi xe ngay ấy. Thì cái gì phải nóng như cậu, tính cậu lại hay quên nữa. Mày quá đáng lắm đấy. Đây, đây. Con xin. Này, mũ cậu đẹp đấy. Đẹp. Đúng rồi. Vâng. Hợp. Dạ. Có điện thoại không? Ôi, Lộc đến luôn à? Ấy. Này, vừa giữ được cái linh khí cái là có người gọi điện thoại mua đất ngay. Alo ạ. Alo. Alo. Tôi là Hùng, khách mua trang trại đây ạ. Vâng. Bác mua trang trại à? Dạ vâng. Thì bây giờ này nhá, bác thấy có cổng, có cái chữ, có cái biển là thiên đường không? Vâng, tôi đến thiên đường rồi ạ. Dạ vâng, bác đợi em nhé, một phút ra ngay. Ra ngay bác nhá. Vâng. Đang đứng ở cửa phòng. Thì ra đón, ra đón. Ra đây, luôn, ra luôn. Cậu cầm sống đi, tự ngã này. Đi nhá. Hả? Cái thằng này. Rồi. Về cái trang trại rộng nhé. Đi. Đấy. Ở bên này thiên đường có khác. Chào hai anh ạ. Chào hai anh. Chào hai vị mua đất hả? Vâng ạ. Xin giới thiệu với hai vị. Tôi phải mời một thầy phong thủy hết sức nổi tiếng đây để xem cho hai vị này. Thầy trọng nhá. Thế thầy chào hai vợ chồng. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi thầy ạ. Bạn à? Vâng. Thế ly hôn lâu chưa? Không ạ, chúng tôi chỉ là hồn vốn để mua chung cái trang trại này thôi ạ. Tức là chung trạ với nhau để mua trang trại gì? Này, tọa đi. Này. Đây là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy nhỉ? Tiện có thầy ở đây là quý hóa cho chúng tôi quá. Thầy xem thử là cái phong thủy ở đây với vị trí đất có được tốt không ạ? Phong thủy với vị trí đất thì đấy là mỹ mãn luôn. Mỹ mãn luôn. Thế cho thầy hỏi tí nhỉ? Thí chủ tuổi gì? Con tuổi Tý, tên là Hùng ạ. Hùng Tý, tự Tý tức là chuột nha. Đúng, Hùng chuột. Thế còn là thí chủ tên gì tuổi gì? Con tên Liên tuổi Tuất ạ. Tên Liên này. Ê, Tuất tiếng Việt Nam mình là gì nhỉ? Hả? Là gì? Là không hiểu. Go. Chó. Thí chủ là tuổi chó nha. Để xem mà chuột với chó thôi xong. Này. Con chuột với con chó ở trong xã hội đời sống này này là nó khó gần với nhau. Nó không có cơ hội chơi với nhau đâu. Có nghĩa là chó cắn chuột hả thầy? Chứ sao nữa, con chó nó cắn con chuột ngay như hở vắt là nó đớp luôn. Nhưng mà yên tâm. Hai người là chung trạ với nhau để góp vốn mua cái trang trại này, đúng không? Vâng. Thành ra là chuột chó là hợp hợp đất. Nhưng thầy bảo hai người mua cái miếng đất này về là phải đi mua một cái cưa. Cưa? Cưa đôi ra mỗi người một bên. Cưa gì mà cưa được đất là thầy? Thì không có cưa thì làm cái hàng rào cũng được. Đấy thầy gợi ý như thế thôi. Mỗi người một bên nhá. Này, xem cho chị đi hợp với mảnh nào, anh hợp mảnh nào. Này, xem ngay. Không phải tấp leo. Cái việc đấy việc của anh à? Hả? Còn cái việc mà để mà xem
bên nào hợp bên nào ấy, vâng, người nào hợp bên nào ấy, vâng, là bên riêng cá nhân tôi thì là chưa đủ tuổi. Cái đấy là phải nhờ thánh. Con lễ thầy ạ. Đây. Con đặt luôn thầy nhá. Con đặt lễ. Bao nhiêu? 20.000 được không thầy ạ? Thưa thầy, con đặt 100. Trăm à? Thế thì con 120.000. Con 150.000. Con đặt hẳn 160.000 thầy ạ. Con đặt như cuộc đấu giá. Này, thôi nhá. Nó hơi bị dây dưa rườm rà. Đấy, rồi bây giờ mình cứ tới hẳn 200 nhá. 200 giá sàn. Giá sàn 200 luôn, 200. Còn cũng có 200. Đây luôn. Đây. Ký chủ thừa 50 nhá. Thánh là thừa là thánh không lấy đâu nhá. Thánh là thật thà lắm. Đây. Bỏ vào đây cho nó sạch nhá. Ôi con ơi là thầy nhầm. Ôi thiên linh địa linh nhà, ôi thiên địa tuần hoàn âm vương phù trợ, ôi thi chủ tên hùng bi thi chủ liên tuất hai nhị nhân trung vốn mùa trang trại hi. Yên tâm. Cao tay lắm. Thầy xin lỗi nhá. Lâu là thánh không nhập vào thầy, thành ra là hôi này hơi ngợp. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Đấy, tôi bảo là xong ngay mà. Cao tay lắm. Không được không phải thầy. Thánh bảo là không hợp. Không hợp. À? Thế làm thế nào được? Không hợp thì mày phải xem cho hợp chứ. Được, để đấy. Thưa thầy, xem lại cho con một lần nữa xem thánh phán thế nào ạ? Xem một lần nữa hay 10 lần nữa thì vẫn thế. Thánh bảo hai người ở chung với nhau được, nhưng mà kiểu gì cũng phải có người chết đấy. Thầy ơi, con kết mảnh đất này lắm rồi thầy ạ. Thầy xem lại cho con đi. Con cũng rất thích ạ. Nhưng mà kiểu gì cũng có người chết. Thánh bảo thế, con cao số lắm, con không sợ. Thưa thầy, chỉ có hàng xóm chết gì con không chết ạ. Vì số con cũng cao ngất ngửa. Hóa ra là ông rủa tôi chết phải không? Rồi nào, ai rủa gì cho bà? Hàng xóm nhà ông chỉ có tôi chứ. Mà tôi nói cho bà biết, cái hàng xóm có 7 loại hàng xóm nhá. Hàng xóm ở xa, hàng xóm ở gần. Tôi ám chỉ gì bà mà cứ vơ vào lòng. Thôi. Yên tâm, sẽ không có ai chết cả. Xin hội ý tí. Mày ra đây. Dạ. Sao mày cứ mở mồm ra mày bảo họ mua là chết là thế nào? Hả? Dạ thì chung kết đi. Hả? Chung kết luôn. Bảo họ mua là sống. Hả? Mua là vượng. Có cắt cổ luôn. Thầy xin lỗi. Lâu lắm rồi thánh không về với thầy, thành ra là thầy hay bị lẫn lộn. Đấy, thực ra là thánh bảo ấy, thánh phán ấy là phán từng người một. Thành ra là Hùng Tí nhỉ? Hùng Tí chủ Hùng Tí ra thầy bảo. Đấy, ra đây. Đấy, thưa thầy bảo gì ạ? Chả bảo gì cả. Nó là như thế đấy. Đến lượt thí chủ liên tuất ra đây thầy bảo. Thế thánh phán như nào hả thầy? Chả bảo gì. Chả bảo gì. Hiểu nhớ nhớ. Xong. Thế thì thầy bảo gì hả? Thánh chả bảo gì cả. Chả bảo gì hả? Thế thánh bảo gì ông? Chả bảo gì cả. Ra đây, ra được rồi. Cô nhá, cô là giấu giếm rồi, ăn mảnh một mình thì không xong với tôi đâu. Này, ông đừng cứ mà nói thế nhá. Có ông ăn mảnh thì có ấy. Thánh nói ông chối. Có bà ăn mảnh thì có ấy. Ông đừng có mà hất cẳng tôi để định buôn một mình nhá. Này cái đồ. Ông đều nó vừa thế nhá. Cái đồ thì sống hai mặt nhá. Tôi từ cái mặt cô nhá. Ông hai mặt thì có, bây giờ tôi mới biết mặt ông đấy. Này từ bây giờ thì không làm ăn gì với nhau nữa nhá. Làm thì thôi, tôi không cần mua, ông đi mà mua một mình. Đúng rồi, cái đồ hai mặt. Này đây nó cũng đếch thèm à. Này, anh ơi, chị ơi. Đi đâu đấy? Ok. Họ đi về. À, chung kết đâu? Sao về? Hả? Con không này, biết. Này. Mày nói cái gì với họ mà để họ ra cãi nhau rồi bỏ về là thế nào?
Con chả bảo gì cả. Sao mày lại không bảo gì? Có gì đâu mà bảo ạ. Con chào cậu ạ. Con mời cậu uống nước. Trời đất ơi. Mình ơi, sao cậu cháu anh lại giống nhau thế hả? Làm cái gì mà tự dưng lại mặc áo của cậu, đi giày của cậu, cầm cái ba to của cậu nữa. Sang tên đổi chủ hết rồi. Bây giờ tôi nhá, hàng chính chủ đây. Nhưng mà đẹp dài hơn cậu. Dĩ nhiên. Trông có như là chủ đồn điền ý. Được cái dẻo mồm nhỉ. Này, cô biết vì sao mà tôi được như thế không? Sao? Nhờ cái cuốn Vạn Sự này này. Đấy. Từ trọng vịt chuyển sang thành trọng sự. Em bảo này, hiện cái trang trại này có bán được không? Còn tôi á, còn lâu mới bán được. Sao lại thế? Sao lại thế gì nữa hả? Tôi là cái thằng nằm vùng, cô hiểu chưa? Bây giờ nhá, khách khứa đến mua cái trang trại này gặp tôi ha, tôi chặt này, tôi chém này, tôi ném lưu đạn. Ai thấy chưa, khách khứa sợ chạy bạc vía luôn. Chả nhẽ lại nhẽ cái gì hả? Ai bảo người thành phố cũng bày đặt một trang trại cơ. Hả, người nhà quê chính hiệu còn đói giạc mồm ra. Đây á, úi dồi ôi, thành phố ơi, nào là trang này, nào là trại này, có mà trồng dứa dại thì có. Em bảo này, giá mà cái trang trại này nó là của vợ chồng mình nhá. Nhất đấy. Thì sao nhỉ? Thì sao nữa? Cái ao thả cá này, em ngăn ra làm ba, thả ba đĩa tôm luôn. Nhá, chuối này, chặt hết, chặt hết. Rồi sao trồng nữa? Chuối chả ăn thua gì. Cái đất này là phải trồng nhãn. Rồi sao nữa? Nhá, chuồng như này, là xung quanh như này, em nuôi ong. Để cuối vụ nhá, mình thu cả mật ong, cả nhãn. Giỏi thế. Sao không nuôi hươu mà lấy nhung, nuôi gấu mà lấy mật hả? Nuôi voi mà lấy ngà, mỡ đây mà húp. Mơ bắt con tưởng bở. Trời ơi, muốn làm những cái đấy là cái vốn nó phải to, cô hiểu chưa? Đấy là ước mơ viển vông của cậu thôi. Chứ nếu mà không thì bán đi giữ làm gì? Thế à? Thế bán đi giữ làm gì à? Thế không có cái trang trại thì lấy cái gì mà bỏ vào trong mồm này hả? Thi thoảng còn có đôi mớ ốc vặt, ốc vàng, rồi cả hoa chuối để cô bán nữa, đúng không? Anh nói thế thì chẳng nhẽ cậu lại... Đúng rồi, voi đú chuột chù đấy ha, cóc đua nhái cũng đua đấy. Ông ấy bây giờ có cái gì đâu. Ôi, thân tàn thì ma dại. Ôi, nhà đi nha. Đi đâu đấy? Ra thăm trang trại. Trang trại của anh ấy mà thăm. Hay. Không phải của tôi nhưng cậu ra cho tôi chăm sóc, đúng không? Bây giờ để cho mấy cái thằng trẻ trâu ấy nó phá à? Mà tôi bảo nhỡ mày có khách đến, đúng không? Tôi còn thọc gậy bánh xe. Trời ơi, ăn mặc đẹp như thế này không đi đâu hết. Sao lại không cho tôi đi? Tôi nói cho mà nghe nhá. Hôm nọ cô giáo thằng Tí tự nhiên lại bảo là dạo này không thấy bố thằng Tí đến đón thằng Tí. Thế thì sao nhỉ? Sao cái gì? Mặt cái cô đấy cực kỳ lẳng lơ nhá. Tôi nói cho mà nghe, tôi không hơi đâu mà đi đánh ghen được. Này, muốn đi thì lột ra. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Bây giờ nhá, tôi không ra đấy hả? Tôi không thọc gậy bánh xe hả? Của cậu, cậu muốn bán thì bán. Bán cái cặp đất mà ăn này hả? Cô đã bao giờ nghe câu nhàn cư vi bất thiện chưa hả? Tôi không có việc làm, cô không có việc làm, đúng không? Suốt ngày đứng ngồi cãi nhau à, đúng không? Nhàn cư quá là kiểu gì tôi cũng phải bất thiện bên này một tí, đúng không? Tôi phải bất thiện bên này một tị, hiểu chưa? Thôi được rồi, nghe đây này. Sao? Cấm được đi đón con. Tốt quá. Cấm được lượn ra chợ. Mà tóm lại là cấm được mon men đến gần con nào. Ok. Ok cái gì? Đấy, nhớ đấy. Làm gì đấy? Điện thoại nó rung. Alo, cậu à? Sao giờ này mày chưa ra? Đây, con ra ngay đây cậu ơi. Nhanh lên, đang có khách ấy. Có khách hả cậu? Dạ, con bảo cậu này, cậu đã bảo con là thầy địa lý chưa ạ? Chưa. Thôi, ra ngay. Vâng, con ra ngay bây giờ nhá. Ở nhà. Bán đất hả chú? Dạ vâng ạ. Ở đây cây cối nhà cửa đất đai cứ có tiền là bán tất.
Nghe chị vào xem tí được không? À, mời chị. Thế ông chủ đất đâu hả chú? Em là ông chủ đấy ạ. Chú vui tính quá nhỉ. Này, dạ. Chị hỏi thật nhé. Dạ vâng. Thế chú làm ở đây mỗi tháng được bao nhiêu? Chị hỏi thế là là ý như thế nào ạ? Chị hỏi thế là nếu mà chị mua được cái miếng đất này này, à, vâng. Chị thấy chú cũng nhanh nhẹn này, à, vâng. Lanh lợi, à, vâng. Mà cũng tròn tròn giống chị. Thì chị thuê chú luôn. Thuê em à? Ừ. Nói thật với chị nhá, bán được mảnh đất này nhá, em thiếu gì tiền mà phải làm thuê chị. Ừ, kiều thế. Cái mảnh đất này cũng đến 1 hectare ấy nhở? Một là một thế nào? Sổ đỏ chính chủ là hơn 2 hectare đấy. Ui thế à? Thế đất là đẹp vô cùng luôn. Có thể nói là hổ nằm mai phục, rồng trầu rìa. Khiếp, sợ thế. Chị sợ à? À, thế thì thế đất này lại cực kỳ hiền luôn. Có thể ví như là lợn nằm ngủ gục, bồ câu gù gù. Chú này chả hiểu gì về tâm thổ cả. Nói thật mấy chị là em cũng không rảnh lắm. Ê, nhưng mà chị yên tâm, em đã đón cho chị một thầy phong thủy cực kỳ cao tay ở phố về đây rồi. Chị hiểu rồi. Dạ, thế bà. Nhưng mà cái ông chủ đất đâu nhỉ? Chị nói nào như ông chủ đất là thế nào? Chị nói là cái ông chủ miếng đất này này. Em là ông chủ miếng đất này còn ai nữa? Chú cứ đùa. Đây, đây, đây. Hả? Kia kìa. Có phải ông chủ kia không? Đấy, đúng ông chủ gì? Dạ, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Dạ, mời thầy ạ. Dạ, giới thiệu với thầy. À, đây là chị mua đất ạ. À, mua đất hả? Dạ. À, ngồi xuống ấy hả? Dạ. Đúng là con người đi mua đất có khác thế. Trời ơi, duyên giác phi nhiêu thôi rồi luôn á. À, là mua đất thế. Dạ. Ừ, tôi nói chị nghe. Cái thể đất này hằng đẹp tuyệt xa là vời luôn. Hằng mong mơ cực kỳ luôn. Ừ, tuyệt vời luôn. Hằng gọi là cái thể gọi là nằm ngang mà ngửa lông. À. Thầy ơi, thế lông là gì ạ? Lông là... Long là long sọc sọc rồi. Này, 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 sọc sọc này. Nó leo đi à? Chọc vào mồm ăn này. Leo không ạ? Con long ở đấy, tôi nói chị nghe, long là rồng hí. Thế sao lại là rồng hí hả thầy? À, thầy lùn, con rồng hẳn không hí, chỉ có con ngựa mới hí thôi. À, để mình vào thẳng vấn đề luôn hí. Cái công việc đầu tiên mà mình phải làm là rọt nước ấy. Dạ vâng ạ. À, này, này, không phải việc của chị, thằng tập leo thế. Ừ. Nhắn. Mời thầy ạ. Thầy Xiên. Chị này. Dạ. À, rồi là vị trí ạ. Chị là tuổi chi hả? Dạ thưa thầy, em tuổi ngọ ạ. Ngọ à? Dạ. Ngọ là ngựa. Ngựa hoang. Nào giấy xéo tơi bời đồng cỏ, nào xanh ngát lưng trời. Tôi nói chị nghe, ngò là ngựa, mà ngựa hẳn là mình thổ, mà thổ sinh kim, mà kim mình đẻ ra hòa, mà hòa ăn chọa, mà tóm lại chỉ tuổi thổ. À, mình thổ. Thổ là thổ tả đấy. Này, sao thầy nó leo đấy à? Đúng, đúng. Này, tôi mà không nể thầy ở đây mà, tôi cho cậu mấy cái đánh vả vào mặt rồi đấy. Chưa, leo. Này, hai người im cả đi nhá. À? Tôi là chủ đất ở đây đấy nhá. À, gớm mày. Bắn vả mô màng. Tập leo. Này này, thằng kia. Hả? Ai là chủ đất đây? Hả? Này, này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh mời tôi đến đây, tôi không quan trọng là ai hết, mà tôi biết tôi thôi. Tôi là thầy này, thầy phong thủy. Ừ. Thôi thôi rồi nhá. Thôi bây giờ thầy cứ phán đi. Ừ. Cứ phán thế nào mà miễn là bán được đất là được. Quá trời đất ơi, thằng điên đấy đó. Hả? Đây, anh đừng mang cái trò gì đó. Đấy, tôi nói anh này, đấy không phải là thánh đường băng cạc xì lạc nhá. Mà đấy là thị trường bất động sản. Đúng. Mà hiện nay thị trường bất động sản hắn đang đóng băng, đúng không? Vì vậy cho nên hai anh chị đóng băng cho tôi. À, tôi hỏi anh, anh còn muốn bán đất không? Có chứ. Đó, tôi hỏi chị còn muốn mua đất không? Có chứ. Đó nè, có câu có cúng, có cúng có câu, đúng không? Mà tôi nói chị nghe này.
cái xem mặt tí mà. À đúng, ăn hợp cái kia luôn, cái mặt của chị ăn hợp với lóng mặt ở đấy luôn đó. À mà tôi nói chị á là mình thổ, mà mình thổ là lượng thổ, lượng thổ rồi là hẳn lượng đôi rồi là hẳn lượng núi, mà lượng núi rồi á là hẳn chắc chắn sẽ lượng non. À. Mà nón thì chắc chắn lâu rồi hẳn sẽ chín nè. À, chín xong rồi thì làm gì hả thầy? Chín xong rồi á, một á là có thể ăn. À. Hai á là có thể hẳn thanh hạt, hạt hẳn rơi xuống, hẳn đâm trôi nảy mọc, hẳn mọc lên một cái cây. À. Từ cái cây hẳn lại đâm hoa cái trái này ra cái quả. À. À, cái quả hẳn lại chín. À. À, mà nếu mà chín năm một là mình có thể ăn. À. Anh hiểu không? Anh hiểu chứ? Ừ. Dạ, mà hiểu. Tôi nói anh này, dạ. Mà anh thuộc ngay tập lá tập léo rồi. Tôi tuyên bố là ai không có phần sự thì bước ra ngoài ngay. Thế là mày nói tao ra ngoài à? Túi nói cầu ra ngoài, mà thằng nói là mi bước. Nhớ là phán này. Mua bán này, tốt đẹp nhé. Dạ, thầy Phán ạ, em nghe ạ. Ta đi thẳng vô vấn đề luôn hi. Dạ. Rồi, thầy hỏi chị nghe. Đã trước đây chị kinh doanh thì cái chi hè? Dạ thưa thầy, trước thì là em buôn thịt lợn ạ. À. Buôn thịt lợn à? Dạ. Nhìn người là thú biệt rồi hi. Còn sau đó? Dạ sau đó thì em chuyển sang đi buôn gà. Buôn gà, trời ơi nhìn cái móng tay này là tôi cũng đoán ra rồi hi. Sau đó? Bây giờ ấy. Bất động sản đang đóng băng. À. Em chuyển ra đi buôn đất. Buôn đất à? Dạ. À, rồi có khá không ý? Dạ. Đất đang rẻ, đâm cũng kiếm được thầy ạ. À, kiếm được dạ. À. Mà tôi nói chị nghe. Ông cha ta có câu là đất thì có thủ công, mà sông thì có hà bá. Dạ. Thành ra là chị hiểu chi? Dạ, em quên mất ạ. Dạ. Dạ, thưa thầy, đặt thế bao nhiêu ạ? À, đây, chị nhìn kỹ đi. Nhìn đi, trên bàn này có tất cả là bao nhiêu cái chén? 1, 2, 3. 5 cái, đúng không? Đấy này, thủ công này, thổ thân này, thổ địa. À. Dạ, đây ạ. Dạ. Dạ, em đặt mỗi lễ 100 ạ. À, dạ, mỗi lễ 100 hả? Dạ, vâng. À, rồi, của hai cái chén đi với hằng ở mố. Hai cái cây nía là vệ sĩ security của ba vị thân nữa. Dạ. Thôi em hết tiền lẻ rồi. Không có tiền lẻ à? Rồi để đấy rồi mai lại thầy phù cho nha. Rồi mình vào vấn đề luôn hả? Dạ. Tôi hỏi chị khi không phải ông cụ nhà chị á còn hay là mất? Dạ còn ạ. Còn à? Dạ. À rồi thì khi mua ông cụ nhà chị mất á thì chị vạc cái xác ông cụ đến đây chị chôn cho tôi. Tôi nói chị á, ăn lộc ba đường hết một quen thì cả mồm luôn, chị tin không? À dạ, thế em hỏi khi không phải thế sao thầy không chôn các cụ nhà thầy ở đây ạ? Tôi nói cô ấy vừa phải đấy nhá, các ông cụ tôi còn sống. À, thế chị bảo đưa đến đây chôn khác là bảo chôn sống à? À xin lỗi thầy, xin lỗi thầy ạ. Xin lỗi được không được? Tôi nói chị nghe này, tôi chỉ đường cho chị đi nghe. Chị có nhớ cái thằng Trọc lúc nãy không? Có. Hắn là chủ đất thiệt đó. À. Bây giờ nha, hắn mà ra giá thì chị dìm cái giá xuống cho tôi. Dìm giá? Dìm giá. Chị hiểu là rằng là dìm không? Tức là nếu mà hắn ra giá 1 tỷ, chị trả giá cho tôi 10 triệu. 10 triệu? Ừ. Tôi tham vận suối bảy cho chị. À, chị hiểu chứ? Là chị hiểu chứ? À, dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, thầy cái ni thầy xin này. Đó, thầy xin xin. Đó. Di động đang gọi. Alo. Ra ngay. Này, dạ. Tôi nói chị nha, chị ngồi đây. Dạ. Chị nhìn ra cái hướng đông bắc 19 vị kinh đông nha. Rồi chị khẩn chị phải câu chi được nấy. Dạ. Ok. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Ừ, thầy đi. Dạ. Ừ. Cậu. À, tình hình nào? Hả? Tình hình là xong rồi cậu ạ. Xong rồi à? À, con Phán nhá là xá hết cả cổ luôn. Tin lắm. Thích không? Thích chưa? Kết chưa? Cực kỳ bồ luôn. À thế à? Dạ. Này. Dạ. Theo mày thì tao nên ra giá bao nhiêu? Ngày xưa ấy,
cậu mua cái miếng đất này này, bao nhiêu tiền? Tỷ tư. Tỷ tư? Ừ. Thế bây giờ cậu định bán bao nhiêu? 5 tỷ. Sao thế? Sao thế? Cậu không tham tí nào cả nhờ. Con nói cậu vừa phải thôi. Đất bây giờ nó đang đóng băng, cậu hiểu chưa? Như thế làm sao người ta mua được? Thế khoảng bao nhiêu? Khoảng là 1 tỷ 350. Sao ấy cậu? 2 hecta đất của tao mua mấy năm rồi. Đầu tư vào đây mất mấy trăm triệu rồi. Mà bây giờ mày lại bảo nó bán 1 tỷ 350. Hả? Lỗ à? Thì tóm lại là cậu muốn bao nhiêu? 4 tỷ có được không? 4 tỷ à? 3 nhá, 3 nhá. Thôi này, tao quyết rồi, chốt 2 tỷ, 2 tỷ. Thế thì mời cậu. Đúng là ra dáng ông chủ. Thế nào, thế đã bàn bạc xong chưa? Xong rồi. Thôi thế này nhá, đất đai nó có thế thôi. Địa thế thì là rất là đẹp rồi. Long mạch rất là chuẩn. Đấy, tôi quyết bán. Chị quyết mua. Đúng rồi. Chúng ta là gặp nhau là khít khịt rồi. Đấy. Tôi cần tiền phải bán. Tôi 2 tỷ. 2 tỷ? Chứ răng nửa, chị chỉ cần bỏ ra 2 tỷ thôi. Này, cái dạng hơi bị bèo đó. 2 tỷ thôi, tôi nói chị này, con chị sau ní nha, trở thành bạc học hết. Con chồng của chị á, thăng quan tiến chức là từng ngày luôn. Em mới bỏ chồng, mà con thì chưa có. Được, thì bỏ chồng thì cưới thêm chồng mới, con chưa có mà sao đẻ lo chứ. 2 tỷ lần bèo rồi. Chị yên tâm, chị mua được mảnh đất của tôi ấy, tha hồ lấy chồng, không gì phải lo cả. Em chả mong gì, em chỉ mong được kiếm tấm chồng tử tế thôi. Thôi, bây giờ ý chị là như thế nào? Tao quyết luôn. Ý của em là thôi thì hai. Hai là thế nào ạ? 20 triệu được không ạ? Cậu ơi, này, cậu ơi, 20 triệu có bán không? À, không ạ. Tôi tuyên bố phiên giao dịch bất động sản của ngày hôm nay đã thành công rực rỡ. Vì vậy cho nên giải tán. Dùng rồi, nhưng mà ứ ăn thua đâu. Phải dùng cái loại metamin H15 ấy. Vợ gọi thì chồng xin thưa, vườn quýt đã có lối nhưng chưa có ai vào à. Thế cơ mà, ngây thơ thế. Thế à? Go! Môi màu này được không? Trời, nhìn như cái cô ăn trầu. Trầu tẩm. Tẩm lắm à? Trời ơi, thấy màu khác, cái gì mà bị sợ. Này mình ơi, này màu này được chưa? Được chưa? Ôi, trông mồm du, trông như cái tí ngan. Tí ngan là thế nào? Mình chẳng biết cái gì cả. Này, đây gọi là tóc nâu nha. Môi trầm. Tóc nâu môi trầm, đứng đây thế nào? Đứng. Này, nhìn xem, chuẩn chưa? Này, người ta bảo nó đứng là đứng xuống đất đây này. Có phải là người mẫu đâu mà đứng trên ghế ở máy. Chồng đúng là mình heo chân chuột. Mà đi đâu ấy? Đi đâu mà phải chắc phân xoắn lên mặt, xoắn phấn lên mặt đấy hả? Ôi, chứ mình không nhớ à? Hôm nay là ngày thành lập hội dưỡng sinh của bọn mình đấy. Đi. Thành lập hội dưỡng sinh của bọn mình bao giờ? Cứ làm như là tôi là sáng lập ra cái hội dưỡng sinh ấy không bằng. Đấy là của bà nhá, chứ không phải của tôi. Mà ra đây làm gì? Bà nhìn đây này, tôi này, thừa sức khỏe này, tập dưỡng sinh làm gì?
Mà tôi nói cho bà biết nhé, tôi lái máy xúc nhá, đâm một phát là đổ xe ca nhá, khỏe chưa? Biết rồi, dưỡng sinh khỏe rồi. Nhưng mà mình đi ra đấy với em một tí thôi cho nó vui nhá. Vui vẻ gì cả. Ra ngoài đấy chưa gặp nhau rồi đã. Thế hôm nay sức khỏe của bà thế nào? Thế bà tiểu đường hôm nay bà thế làm sao? Xương bà có loãng xương không? Rồi là huyết áp bà tăng bao nhiêu? Sốt hết cả rồi. Chuẩn bị trước đi là vừa nhá, phòng bệnh hơn chữa bệnh nhá. Không có đến lúc ấy lại bảo là người ta không nói gì nhá. Đi không? Đi không thì bảo đi không có đi. Định đập ô tô của ta đấy à? Đề xuất đi thì đi, nhưng mà muốn đi nhé thì bây giờ phải làm trẻ hóa vào, trẻ nhất cái hội dưỡng sinh vào thì tôi mới đi với bà mới xứng đôi vừa lứa. Trẻ nhất hả? Chưa sao, có trẻ nhất mình đợi đấy nhá, sẽ có trẻ nhất. Ồ mai xấu cuối lọ. Dình mình ơi, mình ơi, mình nhìn này, mình nhìn này, mình nhìn này, này 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 này. Được chưa? Hình thức thế này thì được rồi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà giọng. Giọng sao? Giọng giống con ngan già, nghe khó chịu lắm. Giống ngan già? Thế mình ơi, thế bây giờ em sẽ chuyển giọng kêu kêu thành giọng vịt con nhá. Ừ thì hót đi, hót đi, hót nhá. Kêu kêu đi. Mình ơi, mình đi tập dưỡng sinh cùng với mình nhé. Có mình, có ta vui vậy hòa. Chúng ta sẽ nên đôi duyên vợ chồng. Tăng 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 tăng. Xin mình, xin mình. Sao? Nghe cái kiểu gì mà chua như là cái gì? Chua như phân mãn. Phân mãn. Thôi đừng có nói tiếng chữ nho với cả em nữa nhá. Ừ chưa mấy chữ nhỏ đâu đấy nói. À, mà phân mãn là cái gì ấy nhỉ mình nhỉ? Phân mãn ấy, mãn là con mèo. Thì phân mãn là cái gì, cái gì? Trời ơi, mình lại bảo giọng người ta như là phân mãn, phân mèo. Trời ơi, đang bảo không? Thôi đi, bỏ ngay cái kiểu đi rồi bây bây đi. Mình có phải là trẻ con mẫu giáo đâu mà. Baby là thế nào cơ hả mình? Đấy, đây là như là đang chớp mắt này. Đừng có cưa sừng làm nghé nữa. Mình còn cười nhở? Em làm gì có sừng đâu mà em cưa. Có đấy. Sừng đâu? Già rồi. Cưa nhiều quá bây giờ sừng nó phải rụng đi chứ. Đây này vẫn còn chân này, đây này. Làm gì có sừng mà cưa. Người ta chỉ có rụng cái răng số 6, số 7, số 8 thôi. Chứ rụng. Ôi, vợ tôi sao lại rốt thế nhỉ? Người ta nói đây là người ta ví von. Người ta ví là con trâu già ấy. Nó có cái sừng dài. Cưa đi nhiều lần để làm con nhé con. Chứ không phải nó nói chuyện về răng, được chưa? Già thôi. Ôi trời ơi, chê bộ già. Mình lại chê bộ già. Mình ơi, anh xin mình. Anh xin mình đừng có mà kêu rên lên như thế nữa. Nghe khó chịu lắm. Mình khóc ấy, giống như là cái đàn muỗi nó vo ve, nghe khó chịu lắm. Nhưng mình ơi, em mà khóc thì rừng tàn cùng khóc. Em mà khóc thì báo táp phong ba la 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 la. Thôi, đừng có tàn nữa, là cái gì thì là, không bằng cái giọng mình khóc đâu. Ô, thế mình ơi, thế em thê lương thống thiết lắm à? Đúng. Thế bây giờ thôi, thế em chuyển sang rên nhá. Rên cho mình đỡ phải nghe nhạc vàng nhá. Thà mình rên còn hơn được nghe mình khóc. Mình ơi, có nhiều làm sao cả đêm hôm qua em đau khớp xương lắm mình ạ. Đau không chịu được. Đau không thể chịu được. Đấy là rên à? Vâng. Rên đấy á? Vâng. Ôi trời ơi. Tôi không ngờ rằng tôi lấy được một cô vợ là đa tài đa cảm như thế này. Anh là em mơ bái. Mình ơi, mình gen còn hay hơn cả em đấy. Thế à? Ôi chị ơi, em mặc váy này đẹp không? Nó đẹp luôn đấy. Đóng phim trưởng à? Hả? Hai anh chị chuẩn bị đi chơi đây à? Dạ, mời ông ngồi chơi ạ.
trông chị hôm nay trẻ thế. Thanh Hà, ông không biết thì thôi chứ tôi mà đã đi thời trang nhá, tôi phải mang theo một hệ thống âm thanh bay bi đi theo nữa thôi nhá. Trẻ lắm ấy, có gọi là non búng ra ấy. Sắp sửa lại, sắp sửa lại, sắp sửa lại dên như bây giờ đấy. Lại chê vợ rồi. Biết ngay mà, biết ngay mà, nói có sai đâu. Ôi sợ thế à. Này em đã. Hả? Bỏ đội này ở đây đi tập dưỡng sinh. Hai đứa chúng mình lên Vincom audition đi. Audition? Audition? Anh Thắng, anh Thắng ơi, anh đi tập dưỡng sinh cùng với em anh nhé. Không đi tập. Đội này đi audition. Ra ngoài đấy tập dưỡng sinh toàn các bà già. Vừa vào phát đã hỏi thế hôm nay máu mỡ thế nào, xương khớp ra sao, tiểu đường có lên cao không. Ôi trời ơi. Thôi nha, hai đứa này đi nhảy audition nha. Dung ơi, đi tập thái cực quyền cho nó mềm dẻo. Chứ đi tập cái dần dần ấy, ui ôi, trẹo xương sống như anh đây này, nó đau rút cả lưng xuống đấy. Tôi chết rồi, như thế là ông bị chật đĩa đệm rồi đấy. Tôi cũng bị như thế đấy, đau lắm đúng không? Đúng rồi, nó cứ rút xuống, rút xuống tê hết cả tay này này. Chóng mặt này, xa sầm mặt mày này đúng không? Thế bà đang dùng cái Ensure Puber chưa? Dùng rồi, nhưng mà ứ ăn thua đâu. Hả? Phải dùng cái loại Metamin H15 ấy. Thế nó bán ở đâu? Mày cho tôi mượn cái vỏ. Được rồi, ông cứ ngồi đây chơi. Để tôi vào tôi tìm cho ông nhá. Ôi trời ơi, không khí bệnh tật tràn ngập hết cả lên cái nhà này rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Biển này nhá. Thôi thôi thôi. Chúng mình đi audition đi. Audition. Ở nhà đi tập dưỡng sinh với em cơ. Đúng rồi, cô Dung cũng không được đi đâu cả. Ở nhà để tôi dạy cái điệu sân 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 sân. Không phải là sân, mà là nhảy audition. Audition nó là cái gì? Nó là nghề múa sư tử. Cô nói thế mà nghe được à? Hả? Thôi thôi, bây giờ nhá, anh Thắng ở nhà đi, để em dạy anh hát về dân ca quan họ Bắc Ninh được chưa? Đúng đấy, có khi cả bốn chúng ta cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Giờ mà này, bây giờ nhá. Thôi. Không, cô để yên, tôi có ý kiến nhá. Bây giờ nhá, hai lần anh hát trước đi, xong rồi chúng em liền trị đối đáp. Thôi. Chúng tôi chẳng đối đáp gì cả. Chúng tôi bây giờ chỉ thích audition thôi. Mà hát thế chua mồm lắm chứ sao còn chả na nhở. Chứ sao nữa. Mà tôi còn không, nếu không thì bây giờ thế này nhá. Tôi với anh đúng hát rồi. Dân ca quan họ Bắc Ninh đúng. Xong để cô Dung với cả chồng tôi giật phù họa. Phù họa với không có ý kiến. Tốt nhất là bây giờ thế này, hai đứa bọn em sẽ đi nhảy audition. Đúng đấy. Hai bác bọn chị ở nhà tập dưỡng sinh. Đúng đấy. Thế là hợp cạ với nhau. Vâng, thế thế nào? Ôi trời. Ôi trời ơi, cái gót chân nhức quá. Bà làm sao đấy? Cái gót chân nó nhức quá. Thế đã uống thử cái thuốc chữa gút chưa? Uống được cả thuốc đấy cơ. Ừ, uống được. Tôi thấy đỡ đấy. Nào. Thế bây giờ dư lào. Chả dư lào. Đi nhảy audition. Đi luôn. Thế cũng được. Ông ơi. Hả? Bây giờ ông dạy tôi tập thái cực quyền. Không được. Tập yoga hay hơn, nó chữa được xương khớp đấy bà. Thế tức là phải ngồi thiền á? Đúng rồi. Bà biết không, xương khớp của mình ý, bây giờ nó lão hóa rồi, cho nên càng vận động thì nó càng lão hóa, cho nên phải ngồi thiền để đón nhận năng lượng mặt trời cho nó khỏe. Nhưng mà tôi không biết ngồi thiền. Bà ngồi xuống tôi dậy. Ông ngồi xuống. Ông dậy tôi nhé. Đúng rồi, ông ngồi xuống. Vắt cái chân lên. Đấy, vắt cái chân lên lên. Đấy. Đúng rồi. Và tĩnh tâm, im lặng, không được nghĩ. Ông ơi, tôi thấy rồi. Thấy cái gì? Tôi thấy thằng Thắng vẹo nhà tôi nhá. Nó ôm vợ ông nhá. Nó đang nhảy sân này. Đấy. Thì linh thiêng ta thấy. Thấy gì nữa? Đấy. Tôi lại thấy chúng nó đang uống giải khát với nhau nhá. Mà chúng nó lại còn mớm cho nhau nữa. Mớm cho nhau này này. Mớm này nó hôn. Ông nó hôn. Hôn nhau đây này này. Ông này hôn. Bà thiền kỹ lại đi. Nó hôn thế nào nó mớm. Hôn rồi. Nó hôn rồi ông ơi. Nó hôn rồi ông bà. Ôi dồi ôi. Chết rồi. Tôi phải về. Tôi cho con Dung này một trận. Ông ơi. Hả? Thế
Thế bây giờ tôi có ngồi thiền nữa không? Thiền làm gì nữa? Bây giờ tôi đợi thằng Thắng vẹo về đây, tôi sẽ cho nó một trận. Đúng. Ô, thừa sức khỏe hay sao mà cứ lượn lờ thế hả? Chóng mặt lắm. Tôi không chịu được, ngồi không im nổi. Ai làm gì mà không chịu được? Tự nhiên đổ đốn. Ơ, cái gì mà đổ đốn? Cái người đã rỗ móng tay. Này, có chuyện gì đấy hả? Có cái gì thì nói luôn đi. Thì tất cả là... Là gì? Có nên đâu. Nên thì nói, không nên thì thô. Chả thè. Nên. Khi nói đi. Này, tất cả mà nhìn thấy hết rồi nhá. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy... Thấy gì? Vợ thằng Thắng vẹo ấy. Vợ Thắng vẹo á? Ừ. Nó nhìn thấy á? Ừ. Nhìn thấy cái gì nhỉ? À, giỏi rồi đấy. Mình nhường nhịn cho ở nhà đi tập dưỡng sinh với nhau, lại rủ nhau đi mua thuốc cơ à? Cái này là để đắp chán trẻ em cho đỡ sốt mà lại mua cho chồng mình đây. Sắp lên nóc tủ ngồi rồi mà lại đắp sốt bằng cái này à? Đắp đi. Úi trời ơi. Xem nào. Thuốc à? Thuốc tăng huyết áp à? Huyết áp đã cao mà lại còn mua cho nhau thuốc tăng huyết áp. Để mà tăng sớm à? Ghét thế chứ đi. Ôi. Đảm đang chưa này, người vợ đảm đang này. Mua cả thuốc tụt huyết áp à? Hạ huyết áp à? Ôi thế vừa tăng vừa tụt thì như nào? Hả? Nhảy tưng bừng à? Còn cái gì đấy nữa? Biết cả chồng mình bị tiểu đường, mua cả thuốc tiểu đường cho nữa. Eo ơi, hiểu ý nhau thế. Mua thuốc tiểu đường xong lại mua một lọ đường tặng cho chồng mình đó. Khôn thế chứ lì. Gớm chưa? Gớm. Đây thì đi nhảy audition đàng hoàng, tử tế, quang minh, chính đại. Đằng đấy thì ở nhà để chân nọ để nhấc lên để đặt vào chân kia, xong rồi mấy chân lại xoắn quẩy vào với nhau. Thế có khó chịu không chứ lại? Không phải như thế. Thế không phải thế thì thế nào? Tôi dạy bà ấy ngồi thiền. Thiền bà ấy nhìn sao? Thấy hết. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy cô và thằng Thắng vẹo ôm nhau nhảy. Ôm nhau á? Ừ. Ô thế nhảy người ta không ôm nhau, chẳng nhẽ mỗi đứa đứng một nơi. Nhưng sau đó lại còn... Còn gì? Không nói nữa. Nói. Không. Có khai không? Không khai. Có khai không? Dứt khoát không. Tôi hỏi một lần nữa, có khai không? Có. Nói. Nó thấy. Thấy gì? Mớm và hôn. Thấy thế á? Ừ. Không thể tưởng tượng nổi. Sao? Người ta đi nhảy đàng hoàng như thế mà lại ngồi ở nhà thiền với nhau, tập dưỡng sinh với nhau, lại nghĩ ra là hai đằng này ôm nhau rồi hôn nhau. Tại sao lại có thể tồi tệ được đến như thế nhỉ? Đứng dậy. Không. Bây giờ tôi với mình đi sang bên kia để hỏi xem người ta nhìn thấy cái gì. Không đi. Có đi không? Không đi. Tôi hỏi mình có đi không? Hỏi lại một lần nữa đi không? Thì đi. Đi. Bà đang làm gì đấy? Chứ đang rửa bát sao không rửa nốt đi, sang đây làm gì? Tranh thủ một tí, kẻo vợ tôi nó về không đi đâu được. Mà này, ông nói cho ông biết nhá, ông bỏ cái kiểu đổ lỗi người khác đi nhá. Đổ gì? Mà đổ bao giờ? Ông sợ vợ ông ấy thì kệ, đấy là chuyện khác nhá. Nhưng mà đừng đổ lỗi cho tôi. Nhưng mà tôi đổ cho bà cái gì? Thế ông dạy tôi thiền. Thế sao ông lại bảo là tôi nhìn thấy vợ ông với cả chồng tôi chúng nó lằng nhằng với nhau, thế là làm sao? Thì đúng là như thế. Dạy dạy kiểu gì, dạy vớ dạy vẩn thế cũng đòi dạy. Nè, người ta ngồi thiền ý, thì thấy bồng lai thiên cảnh. Còn bà ngồi thiền cái kiểu gì mà lại thấy chồng đi với gái? Thiền kiểu gì? Thế ông dạy tôi thiền kiểu gì thì tôi thiền kiểu đấy. Thế sao bây giờ ông lại đổ lỗi cho tôi thì đổ thế nào? Hả? Thằng Cu Thắng nhà bà đâu? Đi nhảy với cô Dung vợ ông rồi. Ở đây. Hả? Bà thử ngồi thiền xem chúng nó đang làm gì với nhau. Thiền? Ừ. Có khi thiền bây giờ là biết chúng nó đang làm gì. Ừ. Thiền.
Thiệt. Hả? Không ăn. Còn sao? Lâu. Không dại nhá. Đây không dại nhá. Sao? Giời ơi. Thiền xong rồi ông đổ lỗi hết cho tôi á. Ông đi mà thiền nhá. Đây không thiền. Nhưng mà tức không chịu được. Tôi cũng đang út đến tận cổ đây này. Ôi trời, cứ cái đà này tôi đến tăng huyết áp mất thôi. Thế thuốc huyết áp đâu? Sao không uống? Nó vất đi rồi. Ôi, phải uống phòng bệnh nhá. Nếu không uống phòng nhá, có ngày tai biến mạch máu não đấy. Làm thế nào để tách chúng nó ra? Chứ lửa gần sang như thế này hỏa hoạn bà ơi. Ông ơi, có lẽ tôi phải cưa loan rẻ tuy để cho chúng nó phải nói xấu nhau rồi ghét nhau và buông nhau ra để hận thù, biến từ tình nhân sang tình địch, biến tình địch thành kẻ thù không đội trời chung, và chúng nó xông vào câu xe lẫn nhau. Không được. Dừng ở không đội trời chung thôi. Hơn nữa Vân Dung nhà tôi nó yếu, Cú Thắng nhà bà nó khỏe như vâm ấy. Vợ tôi thiệt to à. Thế thì phải làm cho chúng nó phải coi nhau như là kẻ thù không đợi trời chung. Bĩu môi nữa. Nhổ nước bọt. Không được. Bĩu môi thôi. Nhổ nước bọt là gây ô nhiễm môi trường. Với lại anh Cú Thắng ấy, nó cáu nó tát vợ tôi sao? Bĩu môi thôi. Chốt lại là dừng ở cái mức để làm cho chúng nó như là kẻ thù không đợi trời chung. Đúng rồi. Lường nhau vào bĩu môi. Mức ấy là đẹp rồi. Đúng rồi. Sao thế? Nó vẫn đau đầu gối à? Ôi giời, khớp à? Ôi giời, tôi bảo là tập yoga theo cái cỡ của tôi thế nào cũng khỏi. Nhưng mà ông ơi, hả? Tôi ngại ngồi thiền lắm. Sao? Mỗi lần tôi ngồi thiền là tôi đau lòng lắm ông ơi. Hay là ông thiền hộ tôi nha. Ôi giời, không được. Tôi khẽ ngồi thiền ấy, là tôi ngủ tít mít ngay. Không dám đâu. Mà nhìn tai tôi đây này. Tai làm sao à? Bên cao bên thấp chứ sao. Ôi trời ơi, tại sao lại để đến cái mức độ mà bên cao bên thấp thế này hả ông? Tôi ngủ gật, vợ nó véo tai, nó xích ngược một bên, dâm ra thành ra bên cao bên thấp đấy. Khổ quá, nó có xích cao lên thì mình phải kéo nó xuống, chứ sao lại để nó bên cao bên thấp thế này? Hả? Ôi dù, ôi khổ quá. Thôi, tôi về đây, kẻo vợ tôi nó về, nó nhìn thấy thế này, nó lại cho bên cao bên thấp mất. Tôi về nhé. Ô này, ôi dù ôi, còn đôi găng tay này. Ôi trời ơi, mừng em đã về. Sao phải kín tiếng thế? Đi đâu mà bây giờ mới về? Sáng thì anh giặt quần áo này, lau nhà và vừa đi chợ về. Còn gì nữa? Sau đó vừa đi vừa ngẫm nghĩ, lại vừa tức. Làm sao mà tức? Cái thằng Thắng Vẹo ấy. Thắng Vẹo làm sao? Trời ơi, em không biết à? Không. Nó ra chợ, nó rêu rao âm ỉ lên là cô Vân Dung, ôi giời, có cái nốt ruồi ăn tham, mà tham cái cả nhà nữa. Nốt ruồi duyên của vợ người ta, tham cái gì mà tham bá? Đúng rồi, ui rồi, ui người ta quần chúng còn đang âm lên kìa. Đây, anh còn ghi đây này, ghi rõ ràng là nói nhá, đấy, em đọc đi. Em mà ăn tham à? Ừ. Mình có ăn cái gì đâu nhở? Chỉ có mỗi con gà trong tủ lạnh, ai ăn ấy nhỉ? Em ăn. Cả một khúc giò. Đi đâu? Cũng em ăn. Hai cái bánh trưng. Ôi trời, em ăn ngay tối hôm qua. Quả trứng vịt lộn 4 quả. Sáng nay em ăn luôn. Một gói xôi. Cũng em. Sao lại thế nhở? Sao lại này như thế, có phải là ăn tham không? Không. Không đúng không? Cái gì ngon em ăn nhiều thôi, chứ không phải là tham. Không hề tham đúng không? Đúng rồi. Thế thì kệ. Này, thế em không cáu à? Việc gì phải cáu? Anh cáu hộ em rồi, việc gì mà em phải cáu, làm sao cho nó mệt chứ? Ui dồi ôi, còn cái này nữa, vị kinh này. Cái này
là cái gì? Nó còn nói với mọi người là cô Vân Dung xinh đẹp như thế nhá, mà lại lấy một cái lão già khú đại đấy Vương. Thế đấy. Đều, quá đều luôn ý. Đúng rồi. Sao mà anh là khú đại đế Vương á? Đúng rồi. Em hỏi thật nhá, anh có thấy anh già không? Không. Anh có thấy anh khỏe không? Ôi giời ơi, thằng Thắng vẹo ấy, so với anh thế nào được. Vật tay cho nó 10 phát liền nhá. Ôi giời, thế thì yêu ơi, đâu mà phải cáu, việc gì mà phải tức làm gì cho nó mệt à. Nhưng mà nói những cái thằng ấy, chính em ấy phải coi nó là kẻ thù không đội trời chung. Đầu tiên gặp nó thì phải lườm. Uầy. Sau đó phải dừng ở cái mức độ bĩu môi, thậm chí nhỏ mặt. Hàng xóm đang riêng với nhau nhổ bọt vào mặt nhau thì khiếp. Đổi cái khác đi, thế kinh chết đi được ấy. Sao mà kinh? Nhưng mà anh tức nổ ruột đây này. Tức lắm không? Tức. Em bảo này, anh có muốn trả thù không? Có chứ, không đội trời chung luôn. Không đội trời chung luôn á? Đúng. Đi với em đi. Đi đâu? Sang nhà nó. Thôi, anh không đi đâu. Sợ à? Sao vậy? Sang nhà nó. Anh không đi. Đi không? Không. Đi không? Không. Đi. Úi giời ơi. Nhanh lên. Úi kìa. Đang bực mình này. Ô tô đang đâm nhau. Nó đâm cái gì? Cất cả mình đi. Anh có biết cô Vân Dung có gọi anh là gì không? Là gì? Hả? Bảo ông ấy là cái đồ mũi vẹo. Úi giời ơi. Điên thế rồi. Nó thế rồi. Bực mình không chịu được cái gì này. Mũi vẹo thì sao? Mũi anh vẫn vẹo từ trước đến giờ. Thế không tức à? Sao sao phải tức? Tức với cô Vân Dung thì tức cả ngày. Mà ai lại tức với bạn nhảy bây giờ? Xem mà này. Thế bạn nhảy đi, có sờ mũi nhau không? Có. Còn hơn thế nữa gì. Nhảy với nhau còn ôm nhau chứ sờ mũi ăn thua gì. Đi vào đây, đi vào đây. Đứng đây. Nhìn đi. Thể hiện đi. Cái gì đấy? Giai đoạn 2 cấp tập lên. Ủa, ông gừ ai đấy? Gừ. Thỏa mãn chưa? Mát lòng mát dạ chưa? Hết giận rồi, mát ruột rồi. Chuyện. Cô Vân Dung. Dạ. Cô đứng yên ở đấy nhá. Để chồng tôi. Cái gì đấy? Ông sang đây. Cái gì đấy? Nhá. Để chồng tôi sẽ coi cô là kẻ thù không đợi trời chung nhá. Mà dừng lại ở cái mức độ lườm nhau nhá, bĩu môi nhá. Sau đó mà không nhổ nước bọt nữa. Thống nhất rồi đúng không? Thống nhất. À, đấy. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Thế là thế nào? Làm sao anh biết được? Làm sao mà biết được cái bọn dưỡng sinh thì nó bạt nhau cái gì. Anh em mình đi nhảy ở nhà có tí bàn mưu tính kế đây mà. Này, cô Vân Dung nhá. Cô đừng có đổ oan cho chúng tôi nhá. Nhá. Ai đổ oan? Bây giờ tôi hỏi bà. Ở nhà, ông này ông có xui bà cái gì không? Đúng. Ông ấy chả xui gì em cả. Chả xui gì, xui. Không xui mà lại nói như thế à? Anh, nói như thế không bao giờ người ta khai đâu. Đã đánh là phải đánh vào cái mắt xích yếu nhất cơ. Đúng đấy. Đây này. Theo phản ánh của quần chúng cho biết, anh Thắng Vẹo chê vợ tôi có nốt ruồi ăn tao. Đó. Quần chúng nhá. Có mà ông bịa ra thì có. Quần chúng nhá. Quần chúng nói rất thật nhá. Ghi hẳn hoi nhá. Quýt. Dạ. Im mồm. Chúng mình chơi trò mẫu giáo đi. Em là cô giáo, anh là học sinh nhỉ? Không. Quýt. Dạ, cô cho gọi em ạ. Không phải là cô. Không phải là cô. Mà là vợ gọi chồng. Quýt. Vợ gọi thì chồng xin thưa, vườn quýt đã có lối nhưng chưa có ai vào à. À, thế hả ngoan. Thế thì ở vợ hỏi này. Từ sáng đến giờ, Quýt sang nhà chị Thắng, Quýt bàn mưu tính kế gì với chị Thắng? Này, cái chị Vân Dung kia, à? Đừng có điêu nhá, dạ. Đừng có nhá, gấp lửa bỏ tay người nhá, đừng có sưng sưng mọc ngược lên nhá, nhá, đừng có làm cái
trò như thế nhé, đổ oan cho người khác như thế là không được nhá. Không được nhá. Được rồi, biết được chối gì. Ôi rồi. Thế bây giờ tôi hỏi này. Anh không sang đây thì cái này là của nhà ai? Ồ, hả? Cái này là của nhà tôi. Thế tại sao của nhà cô Vân Dung nó lại lù lù xuất hiện ở nhà tôi thế này? Thế là thế nào? Bây giờ này, tôi hỏi bà một câu cuối cùng này. Nếu bà mà chối phát là tôi bỏ nhà đi bụi luôn đây này. Anh ấy có sang đây. Đấy, sang có một tí nhỉ? Một tí thì một tí à? Thế bây giờ tôi hỏi nhá, trong cái một tí đấy thì các chị nói mấy cái tí ở đấy? Vấn đề là cô Thắng, cô ấy thấy tôi trẻ người non dạng, thấy tôi bồng bột ngây thơ, cô ấy... Này, anh đừng oan nói như thế nhá. Chính anh ấy thấy tôi là nhẹ dạ cả tin nhá, ngây thơ khờ dại nhá. Anh xúi bẩy tôi nhá, anh đừng có nói như thế nhá. Hiểu rồi. À, đây là trò chơi hai đứa trẻ con xôi nhau ăn cứt gà xác. Này. Anh đừng có mà nói xỏ xiên như thế nhá. Gì thì gì, tôi cũng là người lớn tuổi nhá. Này, chính anh là chủ mưu ở trong cái vụ ăn cứt gà này đấy, được chưa? Ai bảo là thế? Đã còn không à? Chính anh xui tôi ngồi thiền nhá, sao anh lại còn bảo tôi là thiền vớ thiền vẩn nhá? Còn cãi à? Hả? Còn không vớ vẩn à? Chứ gì được vớ vẩn cái gì? Người ta thiền thì thấy tiên thấy Phật, mà thiền thì toàn thấy cái gì? Cái không nói được. Cái gì là cái không nói được? Cái gì? Nói! Anh có thiền đâu mà nói. Bảo chị Thắng chị kể cho. Bà. Ôi. Bà thiền thì cái gì khai mau. Dạ vâng ạ. Anh ơi, cánh rơi đẹp mê hồn, chim bay cá lươn, các tiên nở thiết tha như gió thôi. Xa xa thấp thoáng một mái chùa trên đỉnh núi mơ à xưa. Bịa, không phải thế, chuyện khác cơ. Có ông bịa thì có, ông có thiền không mà ông biết. Hả? Vớ va vớ vẩn. Tôi bịa cái gì? Ông chả bịa, ông bảo tôi thiền. Tôi nhìn thấy vợ ông với cả chồng tôi ôm nhau nhảy đầm. Thật là vớ vẩn. Ôi dồi. Về cái chuyện là ai bịa không quan trọng nhá. Cái quan trọng ở đây là tôi ôm cô Dung nhảy đầm là có thật. Mà đã đi nhảy đầm thì ai chả ôm nhau, đấy là cái chuyện bình thường. Mà quan trọng là gì? Quan trọng là hai anh chị ở nhà bàn mưu tính kế gì với nhau. Khai. Tôi được rồi, cho anh cất. Bây giờ em và anh Thắng cứ đi nhảy cái điệu sần sần đi, để chúng tôi bàn nhau cái. Anh ơi, cái chuyện này nó hệ trọng lắm. Để cho chúng em bàn bạc đã rồi chúng em sẽ khai nhá. Nhá. Thế giờ thế nào nhỉ? Còn thế nào nữa? Đi audition. Audition á? Ừ. Nhưng mặc cái này có đi được không? Quần đùi hoa, váy hoa, tông xẹp tông. Đi chơi. À, thế là nó sổng rồi. Tại ông nó mới sổng thế chứ. Bà, đúng là cái đồ cháy nhà với ra mặt chuột. Bà nhìn thấy chúng nó mớm mồi cho nhau mà lại không dám kể ra. Ô thế tôi kể ra để tôi mồ côi chồng à? Bà đúng là cái đồ sợ chồng. Vâng, tôi sợ chồng, ông không sợ vợ chắc. Chưa chi thì đã, tôi sẽ làm học sinh mẫu giáo. Rồi. Nhưng mà chốt lại, chúng mình đều bị cái bệnh sợ nha. Này, thế cái bệnh sợ thì có chữa được không? Muốn tách được cái đôi này ra, mình phải có cái thuốc trị cái bệnh sợ. Nhưng mà cái thuốc trị bệnh sợ là thuốc gì? Bà có chai rượu thuốc nào? Có, tôi có một chai rượu hổ cốt. Ồ, hổ thì còn sợ ai nữa. Thuốc trị bệnh sợ đấy. Để rồi, nha. Rồi. Ông làm chén này. Rồi. Tôi làm chén. Không sợ vợ. Không sợ chồng. Không sợ vợ. Không sợ chồng. Không sợ vợ. Không sợ vợ. Không sợ vợ. Anh không. Gì thế?
béo ở đầu phố nhà mình ý, xấu như ma ấy, mà suốt ngày quần nọ áo kia rồi son son phấn phấn. Kệ người ta. Nhưng mà nó cứ chọc vào mắt anh. Sáng nay đi ăn cháo lòng y như rằng gặp mụ ta ăn mất cả ngon đấy. Thế cứ nhìn người ta làm gì? Sao không nhắm mắt lại đi? Nhắm rồi, nhưng húp cháo phải mũi. Ghét ghê kìa. Úi giời, nó thấy em mặc cái váy màu xanh này, cái áo sọc này, nó về nó mặc đúng như thế nhá. Rồi úi giời, em tô môi đỏ tươi ấy, nó cũng bắt chiếc tô đúng như thế. Nó mà cũng có màu son này á. Ừ. Trời ơi, chỉ cái âm phấn son là xinh thôi. Còn với dạng như nó bắt chiếc chỉ có mà biến thành quỷ dạ xoa. Cái gì? Bảo ai là quỷ dạ xoa hả? Anh vừa nói ai là quỷ dạ xoa hả? Hả? Này này, anh nói là nói cái con mụ béo chứ sao em cứ vừa vào mình đấy. Rửa bát chưa? Từ hôm qua rồi. Không còn việc gì để làm nữa à mà cứ ngồi đây? Sao lại không? Đi chợ này, lau nhà này, rồi giặt quần áo nữa. Trời, không làm đi còn ngồi đây làm gì? Nhưng mà cho anh uống thuốc ạ. Tụt huyết áp à? Không. Thế sao phải uống? Thuốc chống sợ. Ai làm gì mà sợ? Úi dồi ôi, không làm gì cũng sợ, mà nói ra được thì đã không sợ, làm ngụm rồi đã. Ô thì đứa nào bắt nạt anh mà anh phải sợ? Nói. Đứa nào bắt nạt? Đứa nào bắt nạt anh để em xử lý? Đây, đây, từ từ, từ từ, cho anh một tập nữa nó hăng lên đã. Tập đi. Hăng chưa? Hăng rồi nhá. Hăng rồi thì làm gì? Hăng rồi. Hăng rồi thì làm gì? Này, thằng này hăng rồi nhá. Đừng tưởng mà phụ nữ có ngày vùng lên nhá. Đây cũng biết vùng lên đấy nhá. Nào. Vùng lên thì làm gì? Là cô biết không, cả phố này nó bảo anh sợ vợ. Thế anh có sợ vợ không? Có. Nhưng mà cả phố, nhưng vợ chúng nó sợ anh. Anh có sợ em không? Có. Mà có vợ thì phải sợ ấy. Không sợ có mà phí vợ đi à? Anh là anh sợ vợ anh nhá. Ê, kiểu rồi vợ anh nó lại sợ anh, nếu nó ốm ý thì anh sợ hộ. Sợ vợ đến nỗi phải uống cái thuốc này thì mới dám nói à? Nhưng mà đến kết quả này thì... Thôi thì gì, uống thêm đi cho hăng tiết vịt rồi nói gì thì hãng nói. Này, uống đi. Này, uống nữa để mà say à? Tôi trả dạ nhá. Lằng nhằng, ở nhà mà nấu cơm đi nhá. Đây đi đây. Này, đi đâu đấy? Đi nhảy. Lại đi tập với thằng Vẹo à? À đương nhiên. Này, em đừng có đi tập với thằng Thắng Vẹo nữa. Sao? Vợ nó già lắm. Chả liên quan. Sao nó không liên quan? Em xinh đẹp như thế này, nhỡ nó cởi bụng dạ nó ra, nó dâng tất cả cho em thì sao? Mình ghen à? Ôi dồi ôi, mình ơi, mấy chục năm nay lần đầu tiên vợ thấy mình ghen. Này, đây không thèm ghen nhá. Nó là cái cớ gì, là cái thá gì để mà ghen cái chứ? Trời ơi, là cái gì? Mũi thì vẹo này, nách thì hôi này, tai thì thối này. Sánh làm sao được với anh chứ? Đúng rồi, sánh làm sao được với anh mà anh phải ghen đúng không? Đúng rồi. Việc gì phải ghen với thằng tai thối với mũi vẹo đúng không? Này, nhưng mà anh sợ nó mê em lắm. Cuối cùng thì vẫn là ghen đúng không hả? Hả? Ghen là ghen cái gì? Còn không ghen nữa. Này, ở trên đời này nhá, không có một thằng đàn ông nào lại không lo khi có một thằng đàn ông khác nó mê vợ mình nhá. Ôi trời, vẫn ghen à? Chưa hết cơn à? Này, đây gọi Thắng Vẹo sang nha. Gọi để làm gì? So tài cao thấp tỉ thí đấy. Này, nó chưa là cái gì để mà thi thố với anh nhé. Em biết không, chạy thi anh cũng hơn, leo lên cầu thang
anh cũng hơn. Úi giời, chơi đâm ô tô anh cũng hơn nhá. Kể cả uống sữa anh cũng hơn nhá. Úi giời, nó sánh thế nào được nào. Thế việc gì phải sợ. Thôi ngồi đây. Ngồi im đây ở nhà trông nhà nấu cơm rửa bát quét nhà nhá. Đây nhá. Đi đây. Minh ơi. Cái gì đấy, gì đấy. Sao mở khóa cho tôi? Không có. Không biết. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nào tôi không biết. Ô, thế ở nhà này chỉ có tôi với mình, thì mình không cầm thì tôi cầm à? Ui giời ơi, tôi nói chân tình với mình là tôi không biết. Đuối thật đấy. Ok. Ra đây. Ok. Làm cái gì đấy? Giơ tay lên. Đây. Này tôi nói thật nhá, tôi rất ghét ai mà cứ khóa cửa nhốt vợ ở trong nhà như thế nhá. Bỏ ngay cái kiểu giấu chìa khóa đi, hiểu chưa? Ai giấu? Còn ai giấu ở đây nữa? Qua đây. Mở ra cho tôi. Tôi đã nói là tôi không mở được. Không biết là không biết. Mà nếu có chết thì cũng không biết. Nhá. Dứt khoát là không mở phải không? Có mở nhưng mà không có chìa khóa. Có mở không? Không. Có mở không? Không. Không mở là tôi phá đấy. Rồi. Cái gì này? Hả? Ngang này? Hả? Cái gì đấy? Ôi giời ơi! Dây dỡ gì ngang ngang này? Cởi đi! Mất chìa khóa rồi, không cởi được. Sao đây, tự nhiên buộc dây rồi xong lại bảo là mất chìa khóa rồi? Cởi ra cho người ta đi. Không cởi, như thế này là cho nó chắc. Sao đây, cho chắc? Bây giờ thì cứ buộc dây thế này cả đời à? Anh đi đâu? Bây giờ em đi đấy. Ô hay. Sao đây, đi đấy là thế nào? Có đi đâu đâu. Buộc thế này thì làm sao được? Cởi ra đi. Không cởi đã bảo mất chìa khóa rồi, không cởi được. Ôi, sao đời tôi lại khổ thế này nhỉ? Đời em nó cũng khổ lắm cơ. Ngày đêm cứ một nỗi lo canh canh mất chồng. Tôi có đi đâu đâu mà bà sợ mất hả? Tôi ngồi lù lù một đống này này. Bố mẹ ơi, bố mẹ gả cho con đi lấy chồng, bây giờ lấy được tấm chồng như thế này đấy. Ơi bố mẹ ơi. Đây là chân tôi, bà ôm chặt như thế. Có phải bố mẹ mà đâu mà bà ôm mà khóc. Tôi sợ nhất là bà khóc. Nhưng nếu anh sợ em khóc thì anh phải để cho em buộc anh như thế này cơ. Nếu không là em lại khóc. Tôi lạy bà. Nghe bà khóc còn hơn là tôi đi chết còn hơn. Anh đi chết, em cũng đi chết. Ok. Bà có cởi ra không? Mất chìa khóa rồi không cởi được. Thế bây giờ cứ buộc với nhau cả đời thế lằng nhằng thế này à? Hả? Thế làm ăn được cái gì nữa? Buộc cái này thì anh đỡ phải đi nhảy sần sật với cả nó. Nó là ai? Là cái cô Văn Dung cái kia. Ô hay, bà thì buồn cười nhỉ. Thế bà đi tập dưỡng sinh thì ai cấm bà? Thế bà lại cấm tôi đi tập audition. Thế sao anh không đi nhảy ocean với cả em mà anh phải đi nhảy với nó? Anh thích nhảy ocean thế đấy. Hả? Thế đi nhảy ocean với vợ nhá. Đi ra đây. Này, ra đây. Ra đây nhảy. Buộc dây thế này thì nhảy ocean làm sao được? Ừ. Thế đăng nào? Đăng nào mà chả phải buộc. Nó biết đăng nào vợ ôm nhau nào. Ôm đi. Ok. Ôm đi rồi nhảy. Ôm là sao? Ôi giời. Nhảy. Buộc ra gì? Hả? Buộc dây thế này thì như tù dây với nhau thế này à? Hả? Tự tử tập thể à? Nhảy xuống sông tập thể à? Ừ đấy, anh đi tự tử nhá, thì em cũng đi tự tử đấy. Ui, sao bà đúng rồi. Bà buộc thế này, bà có cởi ra không? Hả? Không cởi đấy. Có cởi không? Không cởi đấy. Ôi trời. Ui giời ơi, bà bé bé cái mồm hàng xóm người ta cười cơ kìa. Kệ người ta, người ta cười thì người ta cỏ mồm. Bà vặn bé cái volume giống cho tôi nhờ. Anh Thắng ơi, anh đừng cắt khóa đi, đừng lánh lùng khép công. Để em đây vò vò đời anh về. Tăng tăng tí tí đi 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 tí. Thôi đi, cô đừng có tăng tít 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 nữa. Chút hết ca ruột. Tha
tôi nghe cô khóc còn hơn. Ồ, thì em khóc cho anh nghe nhá. Ôi, cô định tra tấn tôi đấy à? Hả? Cô có cởi dây chói không? Thế nhưng mà mất chìa khóa rồi không cởi được. Chứ bây giờ sao là nhắn thế à? Hả? Đã thế tôi đi. Đấy, đi đi, đi đi, đi đi. Đã thế nhá, tôi cắt. À cắt hả? Bao nhiêu kéo ở cái nhà này nhá, đây vứt hết đi rồi, làm gì đâu mà cắt. Đã thế tôi cắn. Ở đây cắn đi, cắn đi này, cắn đi. Dây như thế này mà cắn thì đi hết cả hàm. Người đâu mà bầy nhầy chứ không biết được. Ừ đấy, đây bầy nhầy ngước từ bé đấy, bây giờ mới biết à. Bây giờ cô muốn gì, cô muốn tôi làm gì đây? Em muốn anh ở nhà với em, chói như thế này ở nhà với em. Thì đây, đang ở nhà đây, cởi dây ra. Không cởi. Ô, không cởi được, mất chìa rồi. Thì đã thế tôi đi. Đi gì? Anh đi đi nhá. Anh đi đâu tôi đi theo đấy. Đi, đấy nha, đi đấy nha, đấy nha. Mồm vừa nói nha. Anh đi đâu em đi theo đấy nhá. Ừ đấy. Tôi ra ngoài kia tôi đập đầu vào tường. Anh ra đập đầu vào tường đi, con mày cũng đập đầu vào tường nhá. Rồi cả hai cùng chấn thương sọ não nhá. Rồi cả hai đứa chúng mình cùng nhặt lá đá ống bơ nhá. Nhá. Anh quỳ xuống anh lại em. Anh quỳ xuống anh lại em. Em cởi cho anh cái dây chói này ra này. Cởi dây chói này ra để anh đi với nó gì? Nó là thế nào? Nó là cái con mà thích nhảy sân sật với anh ấy. Hiểu chưa? Cứ nhắc đến nó là con này bốc hỏa lên rồi đây này. Hiểu chưa? Thích sân sật chứ gì? Hả? À, thích sân sật. Chị ơi chị, này em nói thật với chị chứ chồng mình là chồng chứ không phải là con vịt con ngan đâu mà chị buộc cái này chị ạ. Anh nhìn đây này, lão chồng em đây này, tưởng là khóa cửa nhốt em ở nhà mà được nhá, xin lỗi cuộc đời nhá. Em làm cho cả cụm đấy này. Đấy, đây cũng thế đây này. Đó. Anh nhìn đây này, đã buộc chân anh cho nó còn khóa chặt vào, bảo là chìa khóa là ném đi rồi cơ. Giỏi thật. Bây giờ mới biết nhá, đội này ở nhà là bàn mưu tính kế với nhau đấy mà. Thế à. Ai là nghĩ ra cái trò này? Có khai không? Lại có cả kéo đây. Chói nhau vào. Sợ chưa? Sợ chưa? Ai là người chủ mưu hả? Tôi khai là chính cái bà này. Đấy nha. Chính ông là xui tôi về nhá, buộc chặt cái mối lương duyên của tôi với chồng tôi vào bằng cái dây này nhá, trói tay tôi với chân chồng tôi nhá. Bây giờ ông đổ cho tôi à? Ông đừng có điêu, đừng có điêu. Thôi chị ơi, chồng em nhá. Tôi hỏi lại bà nhá. Thế ai xui tôi về khóa cửa nhà, nhốt vợ ở trong nhà, chính bà lại còn cầm cả chìa khóa nhà. Anh ơi, Dừng lại đã. Anh phải dạy ngay vợ anh nhá. Rồi. Dạy ngay vợ anh nhá. Dừng lại đã. Bây giờ đã đến giờ đi nhảy audition. Chính vì vậy, tôi tuyên bố đôi trẻ này mà hay đi tập dưỡng sinh ấy, ở nhà tiếp tục phản biện. Còn bây giờ bọn tôi đi nhảy audition. Đi thôi em. Quý. Dạ. Ở nhà tranh luận với nhau, bàn bạc kỹ lưỡng, về tí báo cáo vợ nhé. Vâng, tranh luận. Hà Duồi, nghe đây. Bây giờ tôi đi nhảy audition. Ở nhà nhé, có chai rượu ba tích của tôi, cấm không được uống trộm nhớ chưa. Ô thế mình đi thật à? Đi thật. Đi thôi em. Lên được. Ông ấy chưa mà thì đã khai rồi, đông trong đống rơm vơ vẩn. Úi giời ơi, nó cầm kéo như thế không khai còn mà chết à? Phải anh giữ nhìn chứ, khai thế thì hỏng hết việc còn gì nữa mà khai. Chứ bây giờ có cái cách gì nữa không? À này, thế cái chai hổ cốt ông nọ tôi đưa cho ông còn không?
uống hết rồi. Nhưng mà nó không có tác dụng gì cho cái việc hạ sợ. Không có tác dụng gì à? Không có gì cả. Mà này, hay là tôi dùng cái loại kích, ba kích của cái thằng Cú Thắng ấy. Không được đâu. Sao? Trước khi đi nó chẳng dặn cấm không được động vào cái chai ba kích của nó là gì nữa. Thế thì hết cách rồi. Hà ơi! Chị Hà! Chị Hà ơi! Chị... Thế tôi tưởng là hai người đi nhảy với nhau rồi cơ mà. Nhảy nhót gì? Chán rồi. Chán rồi à? Chán rồi. Ôi giời, may quá. Cô sang đây đúng lúc lắm. Cô ngồi xuống đây. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây. May quá ngồi. Em cũng thế, em cũng đang có chuyện muốn nói với chị đây. Cả đêm hôm qua không thể nào ngủ được. Định không nói nhưng mà không thể nhịn được nữa rồi. Sáng nay em phải sao em nói với chị? Cô để tôi nói trước. Không. Như cái gì thì cái. Tôi cũng muốn là cái nó phải hắc bạch phân minh mà ái tình là nó phải dứt khoát. Ôi đúng đấy, đúng ý em đấy. Đúng ý em, sao đây định nói với chị đấy. Không, để tôi nói trước. Không, chị cứ để em. Tôi trình bày trước. Chị để em. Để em nói trước, cô nói đi. Để ở này nhá. Em nói thật là đến ngày hôm nay em không thể chịu được nữa rồi. Sao sao? Em hỏi thật chị này. Có phải là trong cái tâm hồn sâu thẳm của con người chị có hình bóng anh Quyết nhà em ẩn hiện trong đấy đúng không? Ủa? Cô nhầm rồi nhá. Trong trái tim trong trắng của tôi nhá, lúc nào cũng chỉ có mỗi hình bóng cái mũi nghiêng nghiêng của Cú Thắng thôi nhá. Ngoài ra chấm hết. Em không nói đến vấn đề phèo phổi lòng dạ. Thế là cái gì? Em đang nói về vấn đề là tim. À quên, em đang nói vấn đề là tâm hồn cơ. Cái tâm hồn của chị ý, có hình bóng anh Quyết nhà em nó vật vờ đấy cơ. Này, tôi nói cho cô biết. Mặt mũi tôi dạo này nó kém lắm rồi. Nó có lù lù một đống trước mặt thì tôi còn chả nhận ra ai vào mà ai uống hồ là vật vờ nhá. Mà này, có cái vật vờ đấy chính là Cú Thắng nhà tôi đấy. Cô hiểu chưa? Này em nói thế mà chị không hiểu à? Nói từ nãy giờ chị không hiểu à? Để em nói này nhá. Thôi được rồi, cứ coi như chị là một con nai tơ ngơ ngác đi. Cứ coi như là tâm hồn chị mong manh dễ vỡ đi. Cho nên chị gặp những cái người như anh Quyết nhà em có một tâm hồn tuyệt vời như thế, một thằng bợ tình như thế, bảo làm sao mà chị không đổ vật ra em. Này, có gì chị cứ nói luôn. Này, cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá. Anh Thắng nhà tôi nhá, hào hoa phong độ nhá, đến chó mèo anh còn phải yêu. Đừng nói là đến cái loại người như cô, hiểu chưa? Chị đang nói về chị sao lại đổ sang em mà thế nào? Anh Quyết nhà em này rất là đáng yêu. Úi giời, sống rất tình, đúng không? Thế cho nên bảo làm sao mà chị không mê, chị đổ vật ra với anh Quyết nhà em. Xin lỗi chị đi. Quyết? Chứ còn gì nữa? Quyết nhà em. Hay giống nhỉ? Anh Quyết nhà cô đây này, vừa già vừa xấu nhá. Bệnh tật thì đầy người ra. Nào huyết áp này, nào tiểu đường này, nào gút này, nào loãng xương này, nào khớp này. Ôi rồi đã thế thì cái lông mê này trắng phớ ra. Trắng còn hơn cả cái lông mày này này. Mày này. Ôi hèm vào. Ôi, đây xin lỗi, vào. Xin lỗi đi nha. Lông mi trắng hơi bị độc nha. Ôi tưởng chồng ai cũng có à. Ôi giời ơi. Ôi giời à. Ơi. Lông mi trắng thế mới có nhiều người yêu đấy. Ôi giời. Chồng ơi. Mình đẹp sao không yêu chồng mình đi, cứ đi yêu chồng người ta. Ôi giời ơi. Này, xin lỗi cô nhá. Tôi nói cho cô biết đây này. Ôi giời ơi, cô ấy là cái loại người nhá. Chồng mình thì không giữ nhá, cứ định thọc gậy sang để kêu Cú Thắng nhà tôi nhá. Chính cô đấy chứ không phải ai đâu nhá. Chị định bảo tôi lăng loàn đúng không? Đúng không? Không lăng loàn thì chính chuyên, chính chủ với ai? Hả? Hả? Ôi trời, kìa, nốt ruồi kìa. Ôi trời ơi, bậu ở đâu là trả bậu? Bậu ngay ở bên cạnh mép. Ôi trời ơi, vậy là còn nhấp nha, nhấp nháy nữa chứ. Cái nốt ruồi này không phải là ruồi duyên đâu, mà nốt ruồi này là nốt ruồi ăn tham đấy. Nhá, vừa tham ăn, vừa tham uống, mà lại còn tham cả tình. Hiểu chưa? Đây này, nhìn nốt ruồi người ta đây này. Ở chính giữa đây này nhá, không chính chuyên nhưng mà là chính diện thôi. Nhá. Vừa phải không nhá? Đây bắt đầu điên rồi à, nhá. À điên, đây cũng điên. Đây bắt đầu cáu rồi nhá. Cú rồi nhá. Cú làm gì? Thử nhìn lại mồm mình xem. Thì sao? Ôi dồi ôi, mồm kìa. Thằng chồng người ta thì nghe cái răng ra giống cái con gì hả trời. Gớm, Quyết nhà người ta nhìn thấy mình một cái chạy phọt đi luôn. Muốn gì? Muốn không? Muốn đấy. Muốn không? Muốn nè. Muốn đấy. Ủa thôi chết rồi. Sao nhỉ? Sao tự dưng mình nói linh tinh nhỉ?
Thế từ nãy đến giờ chị em mình toàn nói xấu nhau à? Thế hóa ra chị em mình xấu xa như thế á? Thế mà lại vớ được hai thằng chồng quý hóa thế cơ à? Anh em chúng mình mà đồng tâm hiệp lực ý, thì cái bọn con mà không đứa nào lấn lướt được chúng mình. Đúng rồi, nếu mà lấn lướt một phát anh em mình lật lại cái không thể nào trói được anh em mình luôn. Được không? Dạ luôn này. Hôm nay tớ bao anh bao đấy đi thôi. Theo cái sự phân tích của chị với em mà hai ông chồng của chúng mình đẹp như thiên sứ. Đẹp nhất thế giới. Đẹp như thế cho nên là bao nhiêu là kẻ rình rập đấy cô biết không? Đứa nào rình rập chị nói em để em đập cho tan mặt nó ra. Còn đứa nào vào đây nữa? Chính cô là người dụ dỗ chồng tôi đấy. Em á? Chứ còn gì nữa? Em dụ dỗ chồng chị á? Ừ. Cô điên thế nhỉ? Sao lại là mình nhỉ? Thôi bây giờ thế này đi. Thế nào? À, em xin thề với chị, từ hôm nay trở đi em hứa là em sẽ không bao giờ đi nhảy với cả anh Thắng nữa. Em không bao giờ nhìn vào ánh mắt của anh ấy nữa. Và em cũng xin chị và năn nỉ chị là chị buông tha cho chồng em. Đừng dụ dỗ chồng em nữa, thế được chưa? Này, cô nói như thế là cô chả hiểu cái gì cả nhé. Chồng cô với tôi nhá, cùng cảnh già với nhau nhá, bệnh tật với nhau nhá, thương nhau mà bấm huyệt cho nhau nhá. Ôi trời ơi, cô nhìn lại chồng cô đi, cái anh Quýt ý nhá, tay ấy thì khẳng khiu cứ như là chân gà này này, bấm huyệt còn trượt ý, làm ăn gì nữa. Thôi, từ giờ trở đi chấm hết. Thì thôi, chồng người nào trả về nhà người đấy, thế là xong. Chồng chị là chồng chị, chồng em là chồng em, được chưa? Đúng rồi, chồng ai thì người ấy dùng nhá, đỡ phải lo lúc nào cũng là chỉ sợ mất chồng, đúng không? Nhưng mà điên lắm cơ, không thể nào mà chịu nổi được. Cứ buổi đêm nhá, nhìn mặt chồng xong tưởng tượng ra chị nhá, rồ hết cả người lên. Mà cứ mỗi lần em không ngủ được là em lại lậy. Em dậy, em đi tìm cái để ăn, mà ăn thì bụng nó sẽ to ra thế này này, không chịu nổi. Cô tưởng mình cô thế, tôi cũng thế đây này. Lúc nào cũng chỉ sợ mất chồng nhá. Mắt đây này, cứ trông ra, đêm chả ngủ được, ngày ngủ bù. Thế là chả làm động được cái gì cả. Thế á? Chứ còn gì nữa? Chị ạ, mỗi lần nhìn thấy chị đau khổ, em thương, em cứ đứt từng khúc ruột ra. Chị cũng đấy, cứ mỗi lần chị nhìn thấy em tư lự là chị xót xa lắm. Cứ như là có người tháo từng đốt khớp của chị ra đây này này. Cô đau không? Đau lắm em ạ. Đau thế. Em ơi, em đừng khóc nữa. Em mà khóc là chị cũng khóc theo em á. Chị ơi, hai chị em mình kết nghĩa nhị ra đi chị. Nhị gia là cái gì cơ? Nhị gia là chỉ có hai đùa với nhau thôi, hai chúng mình kết nghĩa chị em ấy. Ô thế bây giờ tôi đang chả là chị mà cô chả là em là gì? Không biết là em là em mà chị là chị rồi, nhưng mà phải kết nghĩa thì mới gắn bó với nhau chứ. Ôi thôi, kết nghĩa bây giờ lại cắt đứt ra để lấy máu ăn thề, nhỡ vi trùng uốn ván thì chết. Không, bây giờ không ai làm thế nữa đâu. Hai chúng mình chỉ ngoặt tay thế là kết nghĩa thành tình chị em rồi. Ngoặt thế nào? Này, thế là cái chuyện giữa hai chị em như vậy là xong, đúng không? Thế nhưng mà còn hai lão kia. Ồ, thế hai lão kia nó đang ở đâu nhỉ? Đang bù khú bên nhà em. Bên nhà cô à? Đúng. Này, bây giờ tôi dặn cô như thế này nhá, hai cái lão này là không tin được đâu. Sao thế? Cho nên bây giờ tôi bày cho cô thế này. Cô ấy, nếu cô Thắng nhà tôi mà xí xớt gì với cô phải cấp tốc báo ngay cho tôi biết nhá. Giỏi thật. Thế bây giờ nếu như chồng em ý mà có chết mê chết mệt chị nhớ không được giấu em nhá. Yên tâm, báo em ngay nhớ chưa? Yên tâm, chị em kết nghĩa rồi là phải trung thực với nhau. Được rồi.
Mà này, bây giờ bây giờ chúng ta chơi trò trận giả đi. Ôi, không chơi trò trẻ con ấy đâu, vớ vẩn. Đừng nói cho mà nghe. Bây giờ cô sang bên kia, cô giả vờ quyến rũ cô Thắng nhà tôi để xem thái độ của nó như thế nào. Cô về cô báo cho tôi. Nhưng mà này, cấm không được thật đâu đấy nhá. Trời, ai thật làm gì. Em bảo, thế bây giờ nhá, chị giả vờ là chị đau ốm đi. Em sẽ điều quyết nhà em sang đây để bấm huyệt cho chị. Xong chị bảo là, mình ơi, tôi đau ở đây này, tôi đau ở đây này, tôi đau ở đây này. Để xem quyết bấm vào đâu, quyết bấm vào đâu. Nếu mà bấm vào một cái chỗ nào đấy thì chị nhớ về báo cho em này. Yên tâm, đã bảo rồi, chị sẽ nói hết. Thống nhất trời ơi, thống nhất trời. 2, 3, yeah. Em đi luôn, đi luôn. Chúng mình hôm nay phải ngồi với nhau để giải tỏa một vài vấn đề. Đúng rồi. Em nói thật với anh là em cũng muốn là ngồi với anh từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mới có cơ hội. Anh em mình phải ngồi nói chuyện để giải tỏa hết mọi chuyện đi. Đúng quá. Cùng đi. Cùng đã. Chị Hà ơi, chị Hà. Chị Hà ơi, ơi. Chị Hà. Tôi đây. Ô, vấn đề gì? Hả? Cô Thắng nhà tôi nó tán tỉnh cô à? Không, tán tỉnh là chuyện bình thường chứ chị. Thế nó lòng thật rồi à? Hả? Không. Chị ơi, sao đấy? Này, em hỏi thật nhá, chỗ chị em gái với nhau thì chị vì cả anh Thắng nhà chị dạo này cái khoản kia tôi, thế nào? Cô đừng hỏi, tôi đau lòng lắm cô ạ. Trông thì hoành tráng thế thôi, thế nhưng mà trời ơi, khất đến 4 tuần nay rồi. Khổ, làm tôi cứ nghĩ oan cho cô. Khổ thân cô, chết rồi. Này, dạ. Thế còn Lão Quyết nhà cô thế nào? Toàn nợ thôi. Nợ lâu lắm rồi. Mà nợ này nợ khó đòi chị. Ôi giời, tôi chết rồi. Hóa ra là chúng nó đánh lạc hướng chị em mình rồi. Rồi ôi, bây giờ phải làm gì? Phải làm nào gì? Bây giờ chị? Ôi giời, cô hỏi tôi. Mà này, cô nhá, bây giờ cô thông thạo hơn tôi. Tôi bầu cô làm tổ trưởng, bây giờ cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm như thế. Còn làm cái gì nữa? Bây giờ phải đi tìm chúng nó, lôi chúng nó về đây cho một trận. Đi, đi. Em hỏi thật anh nhá. Ờ. Anh có mê vợ em không? Chú nói lạ. Mà tôi cũng hỏi thật chú nhá. Chú phải khai thật đấy. Thế chú mê cô Vân Dung từ bao giờ? Em mê vợ anh á. Ừ. Không bao giờ em mê vợ anh. Em nói thật đấy. Vợ anh vừa già, vừa xấu, vừa vô duyên. Đã thế còn ăn tham. Làm sao em mê được? Em hỏi anh như này. Chú nói lạ quá. Vợ tôi nó phay phay gì như thế. Của nhà xơi còn chẳng hết nữa nè. Tôi còn nợ đầy ở ngoài hiệu thuốc Tây kìa. Hơi đâu mà đi xơi vợ của chú. Thế à? Anh nói ra làm em nhẹ hết cả người. Từ trước cái này em cứ đổ oan cho anh. Sao mà chú nói giống tôi thế nhỉ? Từ trước cái này nói thật với chú là tôi cũng vẫn nghi cho chú đấy. Thế à? Thôi thôi, bây giờ như này nhá, xí xóa, em rút lại lời của em nhá. Em rút lại nhá. Đúng. Rồi, không đổ oan cho anh nữa. Đúng. Bây giờ chỉ có đổ bia thôi. Em ơi, em à, cho anh thêm 5 cốc nữa nhá. Thêm hẳn 5 cốc nữa đi là 10. Hôm nay tới trả tiền. Thế à? Thế cùng đấy đấy. Bây giờ này nhá, em với chị đi vòng ra đằng sau, bắt quả tang hai tên này luôn. Bắt quả tang. Thằng này. Dạ. Hơn anh uống hết cốc này, tối nay anh về anh trả hết nợ. Em cũng uống hết cốc bia này, tối nay em về em cho con vợ em biết thế nào là lễ độ. Rồi. Go. Mùi gì ấy nhỉ? Mùi gì nó cứ thủng thủng thủng
Còn phải nói, mỗi lần gội nha, cứ là phải đứng cái ghế đầu cao như thế này này rồi mới gội được, nghe chưa? Gội xong nha, bà còn phải túm lấy tóc bà nha, bà ngoáy 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 xoay 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 mấy chục vòng, xong bà xòa nó ra một cái nong để hong rồi nó mới khô được đấy. Thế như kiểu hong thóc hay hong gạo bà? Ừ, rồi nó mới khô được. Này này này, thế sao bà không nói là bà phải lên tận tầng 2 xõa tóc xuống rồi mới gội đầu được? Cơm chả biết ai chết mê chết mệt lượn mòn cả cửa nhà người ta ra, ai ai hả? Cháu chắc là không chỉ có mình ông đúng không bà? Mày thì biết gì? Này, tao chưa ngỏ lời bà đã gật đầu theo tao luôn. Là gì có ai, là gì có ai. Chết chết chết, ra không có ông ngày ấy á tôi ế chắc. Ông còn nhớ không, hàng tiểu đoàn xếp hàng luôn, cua tay trái quạt tay phải, à khối anh chết, nhiều anh bị thương, nằm đường la liệt bao nhiêu. Ông quên rồi à? Sao chẳng quên thế? Này, tôi nói cho bà biết nhá, hồi đó ấy, sau lưng tôi có một hàng đàn, chẳng qua là may cho bà may mắn lắm đấy, tôi gật đầu đấy. Thôi con xin ông bà, lát nữa lại cãi nhau bây giờ ấy. Với con á, cả ông cả bà đều là một đôi trai tài gái sắc. Gái sắc thì là 2 năm rõ người, rõ rành rành ra rồi. Nhưng mà trai tài á, còn lâu. Tôi nói cho bà biết chứ, tôi đờn ca sáo nhị là tôi rất giỏi. Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ là tôi biết hết. À, này. Ôi, không tin tôi đá cho bà xem. Con xin ông. Tôi đá xong rồi bà gọi thằng Messi sang đây đá thi với tôi. Liệu tôi được hay nó được? Ông ơi, cao hổ cốt nhà mình hết rồi, bây giờ chỉ có cao chuột thôi. Ông mà đá đông con chân lên lại khổ, con phải bóp chân cho ông thôi. Cái ngày xưa đấy, 50 lần dọa tự tử, rồi tôi mới cưới cha đấy. Bây giờ tôi vẫn muốn tự tử đấy. Mày tìm cho ông một cái đoạn dây thừng nghe lên. Lấy cho ông cái dây thừng, mà cái dây nào nó pha ni lông mà nó như cái chão. Để ông mới buộc cho nó chắc, cho nó khỏe nghe chứ. Hả? Con lấy dây thừng ông tự tử ra thì sao? Nào mày có tìm không? Tao tìm vậy. Không. Đây rồi. Nụ, ông ơi, mày xem tao có dây có chắc không? Chắc lắm ông ạ, thôi ông đừng làm liều, bà chê ông thế thôi, con can ông ấy. Nụ. Dạ. Mày có nghe tao không? Có, nhưng mà con không thích ông chết đâu. Mày ra kia, bê cái chậu cây vào đây, để tao buộc cho nó chắc khỏi rơi xuống đầu người ta, hiểu chưa? Thế ông không tự tử à? Điên à? Ôi giời ơi. Này, làm cái gì mà vội vàng thế? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cứ phải từ tốn thôi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Thủng thỉnh như thúng anh đây, chẳng đá nào vấp mà cũng chẳng có dây nào quàng. Nghe không thôi đấy chưa? Nghe rồi, đấy. Nhưng mà giọng chị ngâm hay quá. Trời ơi, nghe rồi mà tại sao vội vàng như thế? Hả? Cơ quan công việc cho nên cả vội. Ê, này, vội cái gì? Vội cái gì thì cũng phải vội nó từ từ thôi, vội cho nó sang nó mới quý phái, quý tộc, hiểu chưa? Chả nói giấu gì chú, ngày xưa tôi đã từng giúp việc và trợ lý cho một cái ông bác sĩ. Đấy, ông này á, ông ấy chậm rãi lắm cơ. Bệnh nhân đã chết đến nơi rồi mà ông cứ đùng đà đùng đỉnh, cứ như là đi vãn cảnh chùa ấy. Chị nói thế nào chứ? Thế mới tốt chứ. Tốt cái gì thế thì chết bệnh nhân à? Ông chết làm sao được? Làm sao mà chết được? Sao không chết? Này, đúng lại nghe tôi nói tiếp. Ông ấy chậm rãi như thế nhá, để cho khi mà bệnh nhân nó tưởng là chết nhá, có khi chưa chết ngay được. Cứ phải từ từ mới chết, mà có khi gặp giờ tốt đâu, có khi lại sống lại ấy chứ. Thế mới tốt đi gì. Chị nói thế nào, chị nói phản khoa học lắm. Chả phản gì cả. Hôm nay tôi có việc ở cơ quan vì đoàn kiểm tra ở trên xuống. Ê, này, đứng lại. Sao thế? Có đoàn kiểm tra đến cái gì? Vâng. Chú vội cái gì?
Vâng. Ôi trời ơi, thế thì lại càng phải từ 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 từ, không có lộ mất đấy. Bây giờ chú mà chạy đến nhá, chú vội vội vàng vàng nhá, sếp chú mà biết nhá, biết ngay là chú đến muộn. Bây giờ thế này, kinh nghiệm của tôi là thế này. Vâng. Chú cứ từ từ thôi. Chú coi như đấy là chú vừa đi toilet chẳng hạn. Ừ, xong rồi chú bước vào thì người ta cũng nghĩ là chú đến lâu rồi, đúng không? Hay. Việc gì phải vội vàng, đấy là kinh nghiệm 20 năm làm cái nghề này của tôi đấy. Hiểu chưa? Rồi rồi rồi. Cháu đúng rồi. Bái phục bà chị xã hội. Chào chị, tôi đi đây. Ê, 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 này, dạ, từ từ thôi, từ từ thôi. Úi dồi ôi, trời ơi, này, đấy, biết ngay mà ra đến ngõ đã đâm đầu vào tường rồi. Khổ quá lên được. Ê, anh này, này này, quên này, quên cái máy gì đây này, này. Ôi chị, ơ, chú quên thật hả? Đúng là đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Để đấy chị vào phây đây. Xem nào. Mình là mỹ nhân cô đơn đây, và hướng nội ham văn nghệ chuộng thể thao. Năm nay mình 18 tuổi. Sở thích của mình là hội họa, một thiên tài bị lãng quên. Ô, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Tớ là một kiến trúc sư độc thân. Nếu được kết hợp giữa kiến trúc và hội họa thì sẽ là một sự tác thành cho nghệ thuật và khoa học một cách tuyệt vời. Mình rất muốn được gặp bạn. Trời ơi, thế nào tiếp nhỉ? Thế nào nhỉ? À, được thôi. Nhà mình ở nhà A7 tầng 5, rất mong được gặp cậu. Ôi, bà ơi, hoa của bà đây ạ. Trời đất ơi, hoa hồng trúng chím. Cái lọ này á, cắm hoa hồng mới chính xác. Còn cái lọ kia để trên bàn thờ. Này, Nhung. Dạ. Cúc đại đoá của ông đâu? Mùa này không có hoa cúc đại đoá không ạ? Thì mua cái gì chẳng được. Mày mua thược dược với đây. Cuộc đời là phải có hoa tươi, con hiểu chưa? Thế mà mọi hôm ông bảo cái bình đấy chỉ cắm cúc thôi mà. Hoa gì cũng được. Đi 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 đi. Đi mua thực dược vào đây. Trời ơi, đẹp quá cái chiếc chảy đấy. Bà này có vẻ lãng mạn gớm nhỉ. Được rồi, tôi sẽ cho bà biết thế nào là lãng mạn. Con xin ông bà. Vòi đú, chuột chủ cũng nhảy sách. Vâng, chuột chủ cũng nhảy sách đây. Khổ cái thân bà. Công phượng chả lấy phải con chuột chù. Nhưng mà chuột chù này lại không hôi mới chết thì này. Thơm như mũi mít, có đôi mắt xanh, có con ngươi màu vàng, lại đẹp trai chứ này. Con chuột đấy có giống như con chuột ngâm trong bình cao hổ cốt không nọ? Ôi, vớ vẩn, con chuột đẹp nhiều. Hôi rình rình. Ông bà lại chuẩn bị cãi nhau rồi. Cái tầm này không cãi nhau thì con biết làm gì nữa. Mà khổ thân tôi, lấy ai không lấy, lấy phải cái con chuột chù hôi. Ôi giời đất ơi. Thôi con đi, mẹ con đi chợ. Đứng lại. Mày đứng lại cho tao nhờ. Mày phân xử cho nó rõ ràng, minh bạch ra. Trong hai con người này, ai là chuột chù, ai là voi, hả? Rõ ràng lúc nãy ông tự nhận ông là con chuột chù thì voi chắc hơn nha bà. Bà không phải là con tịt. Bà đây là một đóa tường vi, các người rõ chưa? Rồi, hiểu. Này, chị đang làm gì đấy? Làm chị giật cho mình. Chị đang vào phây. Ôi, vừa tóm ngay được một thằng kiến trúc sư. Nó đang nài nỉ xin gặp chị đấy. Phây là cái gì hả chị? Hay, phây mà không biết là gì hả? Không ạ. Thì đấy. Ôi, phây là cái này. Chị mà cũng biết dùng cái này á? Ồ, chị học lỏm đấy. Ôi dồi ôi, thích lắm nhá. Ở trên này á, cái gì cũng có nhá.
từ chuyện ngoại tình này đến buôn ma túy này, rồi âm mưu đến thủ đoạn này, cái gì cũng có tất ở trong này. Như kiểu thầy bói gì nhỉ? Ôi giời, còn hơn cả thầy bói. Thế chị xem cho em một quẻ, quẻ em bao giờ em được về quê. Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Cô muốn về quê cái gì? Cô mà muốn về quê chỉ cần là cô đổi hàng cho tôi. Tất cả cái lọ thuốc quý của ông bà ở dưới kia kìa, cô đưa hết cho tôi, cô chắc chắn là được về quê. Đúng không? Ê, thôi được rồi, cái việc đấy làm việc sau đi. Trước tiên muốn về quê được, cô phải theo chị. Chị sẽ dạy cô nhá, chị sẽ đào tạo cho cô để cho cô biết khi nào mà cô cần phải gạ gẫm chủ nhà, khi nào thì là cô cần phải ép buộc chủ nhà. Miễn là sao á, em moi được tiền của chủ nhà, hiểu chưa? Chị ơi em sợ lắm. Hay nhỉ? Sợ cái gì mà sợ? Em có biết không, chị ngày xưa đây này, hồi chị mới vào nghề nhá, chị cũng ngô nghê lắm ý, còn hơn cả em ý. Nhưng mà bây giờ ấy, nhìn xem, cáo cụ rồi. Nhìn chưa? Đấy. Tháng này lĩnh lương chưa? Lĩnh chưa? Lĩnh rồi ạ? Đưa rồi gì? Chứ thì em có gửi về quê không? Không, em nghe theo chị. Ui, tốt. Giữ lại, găm vào mình. Em mà muốn cứu cả gia đình em á, trước tiên em phải tự cứu bản thân mình. Mà nếu như em muốn cứu bản thân mình, trước tiên em phải tìm cho mình một cái chỗ nào mà để em nương tựa được tốt nhất. Đó phải là một thằng đàn ông. Mà nếu như em muốn tìm được một thằng đàn ông để em dựa vào nó, em phải làm sao cho cái thằng đấy nó phải biết mùi lòng trước em, nó nao lòng trước em. Thế mà muốn cho nó mùi lòng trước em nhá, em biết phải làm gì không? Không ạ. Không biết phải làm gì à? Ô hay nhở. Muốn cho nó mùi lòng trước mình ấy, thì mình phải sử dụng những cái vốn có của mình ấy, mà người ta gọi là vốn tự có. Có biết vốn tự có là gì không? Không ạ. Con này ngu thế nhở. Đứng lên. Con gái con đứa mà không biết là vốn tự có là cái gì à? Mày nhìn lại mày không có cái gì là vốn tự có à? Ta xem nào. Vốn tự có là gì? Là gì? Ôi trời ơi, vốn tự có ở đây đó chính là nước mắt. Nước ở trong mắt này hả? Đúng thế. Có khóc được không? Có. Cứ ai tát vào mặt em là em khóc được luôn. Ôi trời ơi, thế còn nói làm cái gì nữa? Chị ấy, ai đánh chị cũng khóc được. Nhưng cái việc đấy không nói được. Bây giờ không tát mày mà mày khóc được, cô có khóc được không? Không, khó lắm. Chị cứ tiện tay chị tát em cái em khóc luôn. Ok, thế thì nói làm cái gì nữa? Đã thế bây giờ phải tập. Này chị nói thật nhá, ngày xưa nhá, chị cũng tập mãi nhá. Chị cứ đứng trước gương xong chị cứ tát bụp 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 bụp. Ôi trời ơi, tát mãi nhá. Cuối cùng chị khóc được đấy. Nhưng bây giờ chị không cần tát là chị vẫn khóc được. Chị chỉ cần dặn một phát là chị ra luôn nước mắt. Chị siêu thế. Chịu không? Dạy em đi. Chị dạy nhá. Chị dạy nhá, chuẩn bị nhá. Dặn nhá, theo chị này. Ra chưa? Ra chưa? Có giọt nào không? Chưa ra chị ạ. Sao kém thế nhỉ? Thôi bắt đầu nhá. Cố lên nhá. Vâng. 2, 3. Hò dô ta nào. Ra chưa? Vẫn chưa có giọt nào chị ạ. Kém thế nhỉ? Thôi được rồi, mình đổi phương án khác. Bây giờ là mình làm theo giống cái bọn mà diễn viên ấy. Bắt trước cái bọn diễn viên ấy, ôi nó dặn phát là ra luôn nước mắt ấy. Thế à? Bây giờ thế này nhá. Gì ạ? Em phải tưởng tượng ra một câu chuyện nào thật là cảm động, chắc chắn là em sẽ khóc được. Này, thế em còn bố không? Có, bố em vẫn đi làm bình thường. Tốt. Đã thế thì bây giờ mình cho bố em vào làm một nhân vật ở trong câu chuyện của chúng mình nhá. Ui, bố em được làm một nhân vật à? Ê, thích không? Bây giờ thế này nhá. Em cứ tưởng tượng ra là hôm đấy là bố em trên đường đi làm về nhà. Đang đi trên đường, thế là tự dưng có một cái ô tô nha lao đánh vú xong cái. Thế là tự dưng bố em ngã lăn đùng ra đất. Ô tô chèn qua người. Thế là bố em nắc bét ra, thế là cuối cùng bố em chết luôn. Thế là mẹ em tự dưng ở đâu xuất hiện, mẹ em lao ra ôm chầm lấy bố em, mẹ em khóc nức nở lên. Hai 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 người
vậy đúng không? Em giới thiệu em là bà chủ, còn đây là Oxin. Em là Oxin đó mà em. Anh cứ xin tự giới thiệu. Dạ. Anh là kiến trúc sư trên phây. Rồi. Hôm nay rất hân hạnh. Cái gì đấy? Bức tranh. Hả? À, trời ơi. Bức tranh. Mang tranh Oxin. Vâng ạ, vâng ạ. Trời ơi, bức tranh đẹp quá. Yeah. Cơn gió nào đưa tôi đến với nó đây? Bức tranh này vẽ một con lợn. Nó biểu hiện cho một sự chăn nuôi phồn thực. Anh nhìn chủ nhà bảo đây là vẽ về con chó. Không, 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 không thể là chó được. Đây chính là con lợn. Đúng, đây chính là con lợn. Đúng là anh là kiến trúc sư có khác. Anh đang nhìn từ con chó mà bỗng dưng thành con lợn. Rồi sinh động quá cơ. Rồi thích thế gì đấy. Nghề kiến trúc của tôi nó hay thế. Thế à? Nhiều khi mình là một kiến trúc sư rất đàng hoàng. Vâng. Thế mà nhiều lúc cứ ngỡ mình là xe ôm. Thế chết không chứ lại. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Em nhá là bà chủ nhá. Thế mà em đi ra đường mọi người cứ tưởng em là người giúp việc. Nhưng mà thôi anh ạ, không chấp làm cái gì. Nghệ sĩ mà, nhầm lẫn là cái chuyện bình thường. Đó. Các cô hướng mắt vào bức tranh xem. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, một ấn tượng rất mạnh mẽ. Vâng. Một nét sổ ngang. Wow. Biểu hiện một cái dây phơi. Trời ơi, chiều sâu của bức tranh kìa, hun hút như một cái hang chuột. Ôi trời ơi. Cái hang này chắc là cái hang chứa cái con chuột mà hôm nọ ngâm trong bình cao hồ cốt ấy nha. Lộn đấy rồi. Đấy các cô ơi. Dạ, 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 có ạ. Một đôi nam thanh nữ tú với đôi bàn chân kìa. Đâu, 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 đâu. Như bàn chân của loài khủng long bạo chúa thời tiên sử vậy. Ôi trời ơi. Rõ ràng nhỏ như chân chuột này còn. Rất chính xác. Thế ạ? Ta sống trong cuộc sống thì chuột, mèo, chó, gà phải ở xung quanh ta. Như đúng. Vậy cuộc sống nó mới sinh động. Đúng rồi, phồn thịnh, đúng trời rồi ơi. Bức tranh này nó gây tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Thế cho à? Nên tôi quyết định. Dạ. Mua nó. Ơ thế anh mua anh treo ở đâu ạ? Không. Bức tranh này đã gợi cho tôi một cái ý tưởng cho một công trình tôi đang nghiên cứu, một công trình liên hoàn. Công trình gì ạ? Công trình về các loại chuồng. Wow. Nuôi súc vật đóng bằng tre. Ở thế này nhá. Chuồng gà này, chuồng thỏ này, chuồng chó, chuồng mèo. Và cuối cùng kết thúc là một cái bể phốt. Đấy là mô hình vườn ao chuồng ạ? Ok, rất đúng. Chính vì vậy tôi quyết định trả bức tranh này 1.500.000. Wow, 1.500.000 đổi ra tiền là bằng 1.500.000 Việt Nam đồng. Hả? 1.500.000 Việt Nam đồng. Ok. Ủa thế không bằng một mớ rau muống à? Có làm sao đấy? Xăng vừa mới lên giá nhá. Bằng một cây số xe ôm của tôi đấy. Tưởng đùa. Ủa thế thì anh là lái xe ôm hả? Đấy. Nhân dịp mới quen biết nhau, các cô có muốn đi chợ, xuống dưới đường tôi chở cho miễn phí nửa cái số đầu. Ok. Thế sao ở trên Face anh nói anh là kiến trúc sư? Thì Face Face là thế là gì? Face là Face. Mình đây nữa, mụ mỹ nhân đâu rồi? Đi chợ rồi. Phủi đi, thoát nợ. Anh nói cho em nghe, lâu lắm chưa được yêu rồi. Hôm nay là làm quả yêu giữa thanh thiên bạch nhật đấy nào. Miu 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 miu. Ôi ôi miu 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 miu. Khoan. Hình như có tiếng bước chân. Khóa cửa vào. Chốt kìa. Điền thế chứ. Rõ ràng là nhà mình, vợ là vợ mình, mình là chủ mà cứ như là ô xin của bà ấy. Đã thế lại có cái tật nghe trộm chuyện của nhà chủ đấy. Điên hết cả tiếng. Mình nói em mới nói luôn, điên thế này lại còn thơ thơ thẩn thẩn nữa, đúng là một giờ hơi khác. Thôi ôi dồi ôi, nhà mình mà chồng mình cứ như điệp viên gián điệp bị khổ quá cơ. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua nào. Gái nhỡ thì rồi không đứa nào nó ỏ ấy, nó cáu bẩn là chuyện bình thường. Quên cái chuyện của bà ta đi, nào tập trung vào chuyên môn đi nào. Yêu gái trời ơi lâu lắm rồi đấy. À trời ơi, mi 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 mi. Oh,
cười. Làm gì có ai cười? Ôi, chị vừa cười sao? Tôi vừa cười hả? Vâng ạ. Không phải tôi cười, mà là đời cười. Có gì mà cười đâu nhỉ? Này, hả? Tôi sợ quá đấy. Sao? Cô đừng có cười nữa. Sao? Chứ tưởng đi chợ rồi sao còn ở đây làm gì? Vào trong đấy làm gì đấy à? Tôi đã đi đâu? Thế vào trong đấy làm gì? Ngủ. Ngủ gì giờ này? Ngủ gần. Sao chị ơi, giờ này ban ngày chị đi ngủ là thế nào ạ? Hỏi thế mà cũng đợi mà hỏi. Ôi giời ơi, cô hỏi làm tôi thấy đau đớn cho cái thân phận đi ở của tôi. Mọi người ta thì ban ngày người ta được thức, còn tôi ban ngày thì tôi phải ngủ, bởi vì ban đêm tôi có được ngủ đâu. Tôi có được ngủ đâu, ai bắt thì không ngủ. Cô cậu ý, ok, ban đêm ý tâm sự to quá, cứ rúc ra rúc rít, hú ha hú hí, lại còn thêm cả cọt kẹt đi, làm sao mà tôi ngủ được. Tôi cứ phải nín thở, tôi lắng nghe. Ôi trời ơi, cho nên là tôi có ngủ được đâu. Mà cô cậu nhá, nói to quá nhá, cái âm thanh của cô cậu ấy nó đập vào tường đánh cộp một cái, rồi từ tường nó rội thẳng vào tai tôi, nó nằm gòn trong lỗ tai của tôi. Ôi trời ơi, tôi có muốn nghe đâu. Thế mà bây giờ có đứa nó bảo tôi là nghe trộm. Ơ kìa chị, không ai bảo chị là nghe trộm cả. Rõ ràng lúc mà tôi ngủ ở trong kia, tôi nghe thấy có người bảo là tôi nghe trộm. Dạ, chắc... Ai nói nghe trộm? Ai nói, chắc là chị nghe nhầm thôi. Nhầm là nhầm thế nào? Đã nghe trộm, không thể nghe nhầm được. Ôi trời ơi, nó biết gây mà. Ôi trời ơi, cái thân phận của tôi đi này khổ thế chứ này. Tôi thấy tôi còn khổ hơn là cái con nụ nghĩ ra mà nó là sướng đấy. Nó ở với cả ông bà già, hai ông bà đấy ngủ suốt từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng. Nó không phải nghe trộm như tôi. Ôi trời ơi, hóa ra tôi ở với cả vợ chồng trẻ. Bây giờ tôi mới thấm thía một điều rằng những điều nghe thấy mà đau đớn lòng. Biết thơ của anh không? Nguyễn Du. Nụ. Nụ. Dạ. Tao làm gì con đấy? Con không làm gì ạ? Nụ. Dạ. Vào đây tao bảo. Vâng. Bạn cứ từ từ để tao bảo nó trước. Không có gì con ạ. Khép cái cửa kia lại. Vâng. Nụ. Dạ. Mở cái cửa kia ra. Nụ. Dạ. Khép lại. Vâng ạ. Nụ. Dạ. Mở ra. Nụ. Dạ. Khép cái cửa lại. Vâng ạ. Nụ. Mở cái cửa ra. Nụ. Dạ. Tao bảo nó khép cửa lại. Ông, con có ý kiến. Thế bây giờ con nghe lời ông hay nghe lời bà? Nghe bà. Nghe tao. Nhất quốc không thể có lưỡng vương được, bà hiểu chưa? Này. Tôi là vua ở nhà này. Tôi nói cho ông biết, lệnh ông không bằng công bà, nghe chưa? Cứ mở ra. Khép lại. Khép lại. Thế bây giờ con bảo thế này nhá. Ừ. Bà ra lệnh mở ra thì con mở. Ông ra lệnh đóng vào thì con đóng. Phải đó. Thế thôi con mà. Nhưng mà cách nhau ra, chứ không thế này con mệt lắm. Này, thế chẳng nhẽ mày đứng cả ngày ở đấy thì mày cứ mở ra mới khép vào, mở ra mới khép vào. Thế thôi, thôi. Thế làm sao ông cứ bắt nó mở ra mới khép thôi, vào? Thôi. Mày vào cho nó, để tao mới bàn nói chuyện. Con đừng ngoài trong nhà. Ừ, vào đi. Thế. Tôi là tôi biết tổng cái chuyện của bà rồi, bà hiểu chưa? Chuyện gì? Tổng gì? Ngày xưa có một cái thằng cu mặc áo đỏ, đội mũ phớt, ôm bó hoa Tường Vi đến tán tỉnh bà. 50 năm sau bây giờ nó lại xuất hiện và nó đứng ở dưới đường, nó ngóng đến cái cửa này. Tôi còn lạ gì chuyện bà nữa mà. 50 năm thì thằng cu mặc áo đỏ mũ phớt. Ừ. Chả có cái thằng cu nào như thế cả. Phải, cái thằng ấy ngày xưa nó theo đuổi tán tỉnh bà. Bây giờ 50 năm sau nó lại xuất hiện ở dưới đường kia kìa, vẫn ôm bó hoa Tường Vi ngóng đến cái cửa này. Tôi biết tổng bà rồi. Ông em, hả? Thằng cu đấy đã 80 tuổi chưa? Nó hơn 80 tuổi rồi. Mày không biết gì cả. Đi ra. Này, cái đầu ông có bị làm sao không đấy? Hả? Ông bị đi châu quỳ à? Hả? Ông đừng có mà gây sự. Ông để cho nó vào để nó rửa bát đi. Nụ, không phải rửa bát gì cả. Hôm nay vào đây tao bảo. Hả?
hôm nay cả ngày mày sẽ đứng canh cái cửa này, không được mở ra, biết chưa? Đứng vào. Cả ngày hôm nay. Cả ngày hôm nay. Con đứng canh cửa này ạ? Dạ. Thế nhá. Đây là rồi. Thế. Thế này chị Mỹ Nhân ạ. Từ giờ phút này trở đi thì vợ chồng tôi xin hứa là sẽ không động đến một tí 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 gì về chị nữa, được chưa ạ? Nhớ nhớ. Dạ. Nếu mà tôi còn nghe trộm thấy cô chú nói xấu gì tôi nhá, đừng có trách. Ô kìa chị, trách gì hả chị? Thì trách tôi về quê. Ôi dồi ôi, chị ơi chị ơi, chị đừng nói với em hai từ về quê, em xin chị ạ. Ủa, em sợ lắm chị. Sợ chưa, sợ chưa? Chị đừng nói. Dạ vâng. Sợ rồi hả? Vợ em sợ thật rồi. Thôi chị đừng có dọa nữa. Tôi biết là sợ cho nên tôi biết dọa. Này, vâng chị ơi, chị hỏi là lúc nãy chị làm gì trong toilet, thì nghiên cứu cái chủ đề gì đấy hả? Kìa mình, tất nhiên ở trong toilet chị phải sáng tác ra bài thơ về buồng tắm, có phải không chị? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Thì này cô Lan, cô Lan. Dạ dạ dạ. Thú thật với cô nhá, tôi đã từng đi ở 40 nhà rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người chủ mà biết đồng cảm với thơ của tôi đấy. Chị ơi, chị ơi. Yêu thương ạ. Chị ơi, em mời chị đọc luôn cho em ạ. Chị đọc luôn đi ạ. Chả nói giấu gì cô chú nhá, trong cái lúc mà tôi đang rình ở trong nhà tắm ý, tự dưng tôi phát tiết ra một dòng thơ lai láng nhá. Mà dòng thơ này của tôi á, dù mùi lắm cơ. Chính về mùi nhá. Cho nên là tôi phải ghi ra bàn tay này này để tôi mới nhớ. Không có, tôi sợ tôi quên nhầm mất. Nhớ nghe, nghe, nghe nhá. Thơm, thơm thơm sữa tắm, thơm thơm xà phòng, thuốc đánh răng thơm, xịt toilet thơm, thơm quần, thơm áo, dầu gội đầu thơm, thơm. Hay hay chứ? Hay không? Hay không? Hay hay chứ? Nói thật với chị là rất buồn tắm. Thế nào? Thôi thôi, cô thấy thế nào? Rất là thơm chị ạ. Thơm không? Em nghe mà em cảm giác em đang ở trong bồn tắm tắm nước nóng á chị ạ. Trời ơi, thơm quá. Thơm quá. Đấy. Thiên tài. Được. Ôi trời, báo gì làm thiên tài. Chữ tài ý là thường đi với chữ tài. Ôi trời, tài càng nhiều chỉ tổ bạc mệnh thôi. Ấy, em không thấy chị bạc mệnh một tẹo nào mình nhỉ. Ấy thế mà bạc mệnh mới đau chứ. Này, cái vụ mà chị nhờ chú ý, chú bảo chú cho chị cái ấy đâu hả? Cái ấy của chú đâu? Cho chị cái ấy. Cho gì cái ấy của chị? Cái ấy gì? Từ đâu vậy? Bà nói cái gì nói rõ ràng không? Vợ tôi ghen lồng ghen lộn rồi cho. Hứa với bà cái gì? Nói rõ ra để mà người ta xấu hổ chết. Ôi trời, xấu hổ nó rồi ấy. Này, cho cái gì? Cái ấy. Ấy gì? Là cái mà chú làm mai để cho chị đỡ cô đơn ý. Ấy, cái bà này. Cái đấy. Thế mà không nói sớm. Chuyện chú nhớ gì? Đi ra đây. À, nhớ đâu, chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. Ui giời ơi, gặp chú ý mấy lần rồi, hồi hộp quá rồi. Ngất lên ngất xuống rồi thăng hoa để chết vợ chồng em ý. Vớ vẩn. Tôi chỉ ngất có 5 lần thôi. Lần thứ 6 này tôi xin hứa là tôi không ngất đâu. Thôi rồi, để em gọi thế nào. Gọi đi. Nhanh lên. Khoan. Ui dồi. Cái gì đấy? Ui dồi, tôi chết rồi. Mình ơi. Lại lên cơn rồi. Ui dồi, xuống. Nhìn đi. Sao thế? Sao thế? Nhà mình có lon bò húc không, cho chị xin một lon. Hết rồi. Còn chị nhìn thấy đây. Chị chỉ cần húc hết cái lon này vào, chị tỉnh luôn. Chị uống đi, chị uống đi. Thế nào? Ổn chưa? Ổn, em gọi nhá. Em gọi luôn đấy. Luôn. Được rồi. Rồi. Gọi luôn. Nhớ đến nhá. Gọi đi. Nào, gọi đi. Chuẩn bị tinh thần đi. Đang sung, nhanh lên. Chờ tí. Trời, cứ như là chuẩn bị đánh nhau thế à? Ôi trời. Mình ơi. Trông khiếp chứ. Sao lại tắt máy được hả mình? Chắc là đi chở khách hay sao? Mình cười nhỉ. Chở khách thì mới phải tắt máy ạ? Hả? Hay là hết tiền? Không hết tiền được. Vẫn phải có chuộc. Khoan. Đây người ta gọi là thần giao cách cảm. Hình như là chàng có linh cảm là tôi sẽ gọi điện cho chàng, cho nên chàng xấu hổ, chàng tắt máy đánh phụt cái. Đấy. Không, ông không nhát thế đâu. Ông máu lắm, gọi cái đến ngay để tôi gọi cho. Thế hả? Ừ, gọi đi, chị đang sung. Rồi, chàng thử bình tĩnh gớm gì mà máu thế. Rồi. Em bảo mình rồi, lại còn tắt máy. Nó đến rồi, chiều đến
cái gì đấy. Ra đi, ra mở cửa đi. Mẹ thôi đừng có xuống tấn thế, trông khiếp như là chuẩn bị vật nhau. Sao đây? Thế nào? Không phải nhớ mà là thu tiền đi ăn. Nhổ. Kiến. Chị ơi, chị có sao không? Chị. Chàng không đến. Chẳng sao. Ta buồn lắm. Chẳng sao. Chẳng lỡ hẹn. Chẳng sao. Em vẫn đợi. Chẳng sao. Hay quá. Toàn là sao. Nhớ không đến cũng không sao. Còn nữa, chàng không yêu đã sao. Ta buồn lắm đã sao. Tan vỡ ư. Chẳng sao. Hay. Quá hay. Này. Ơ hay. Hôm nay ông làm cái trò gì đấy hả? À, hôm nay tôi phải nói rõ cho mọi người biết. Ngô ra ngô, khoai ra khoai, chứ không thể nhập nhằng mãi như thế này được. Bà hiểu chưa? Ngô. Dạ. Ra đây ông bảo. Ông bảo gì con ạ? Đây là cái tivi của bà. Vâng. Còn đây là cái tivi to của ông. Vâng. Mày theo cái đài nào? Hôm nay ông bị làm sao thì ông bị dở hơi à? Tự nhiên ông lại bảo cái theo cái đài nào là thế nào? Chưa chả hiểu gì. Không hiểu gì. Để tôi nói rõ cho mọi người hiểu, hiểu chưa? Thế như thế có nghĩa là mọi người biết cả một con vừa vãi. Chẳng ai biết cái gì cả. Không ai hiểu cái đầu cua tay đĩa nó ra làm sao cả. À, thế để tôi nói toạc cho mọi người nghe nhé. Ông nói toạc ra. Được rồi, đây là cái tivi của bà. Vâng. Còn đây là cái tăng chi to của tao. Đúng. Mày theo bà hay theo tao? Thì cháu Lam ô xin. Cháu theo cả ông lẫn bà. Hôm nay ông có bị dở hơi không đấy hả? Tôi biết ngay mà. Thế nào bà cũng nói câu này mà. Thôi. Nhưng mà không sao, không sao. Ông đừng có mà dở hơi. Ông để nó đi rửa bát. Không được. Đúng. Ở lại đây. Ông hỏi mày bây giờ mày theo cái đài của bà hay là theo cái đài của ông? Thì cháu theo cả ông lẫn bà. Ê, làm ô xin thì phải có chứng kiến chứ. Một là mày theo bà, hai là mày theo ông. Ông là chính nghĩa, hiểu chưa? Theo bà. Theo ông. Thôi thôi thôi, cháu theo cả ông lẫn bà. Ôi. Bây giờ nhá, cháu theo bà này. Được chưa bà? Được. Bây giờ cháu theo ông này. Ôi. Được chưa ông? Được rồi, được rồi. Cháu lại theo bà tiếp. Đúng. Được chưa bà? Đúng. Cháu lại theo ông tiếp. Được chưa ông? Được rồi, được rồi. Bây giờ cháu sẽ theo cả ông lẫn bà. Ôi, mi chưa, mi chưa. Mi chưa, mi chưa, tôi không nhìn thấy cái gì đâu nhá. Mi chưa. Mi gì? Hôn đi. Hôn chưa, hôn chưa. Hôn lâu rồi. Xong từ lâu rồi. Đấy, thấy chưa, hôm nay là tôi ý tứ chưa. Vâng. Đi đâu về mà có vẻ chè tươi thế à? Quan hệ thế. Đây. Này này, mình tiếp phải hỏi. Đây chắc hẳn là quà siệt của anh Nhỡ xe ôm rồi. À, Nhỡ. Không, không phải, nhầm rồi. Hôm nay tôi vừa trở lại địa bàn xưa. Còn đây là chiến lợi phẩm của tôi đấy. Địa bàn xưa. Địa bàn xưa. Này này, thế ngày xưa chị cũng thoát ly à? Không. Hả? Nói đến địa bàn xưa, ôi dồi ôi, làm tôi nhớ đến cái địa bàn xưa của tôi. Ôi, khốc liệt lắm, ác liệt lắm. Mà ở nơi đấy nhớ, tôi đã từng phải chiến đấu với một con yêu nữ. Thế mà tưởng là chuyện chiến tranh. Chuyện gì, khổ quá. Chuyện trinh thám. Đây, nghe tôi kể đây này. À, cô chú có nhớ cái có một lần tôi nói với cô chú là tôi đã từng giúp việc kiêm quản lý cho một cái cửa hàng thời trang không? Chị thì làm lắm, lắm nhà lắm cơ. Vợ chồng em nhớ làm sao được. Ừ, đây, chuyện này chắc chắn là sẽ nhớ. Chính vì là tôi làm ở cái cửa hàng thời trang đấy, cho nên là tất cả các loại vải là tôi biết rất rành. Tôi biết được rằng cái màu sắc nào mà phối được với cái loại vải đấy, tôi biết rành như nằm trong ngòn bàn tay của tôi ấy. Đấy, chính vì thế nhá, ngoài cái việc mà giặt rũ này, rồi cơm nước này, rửa bát này, dọn toilet. Ừ, dọn toilet cũng được.
ngoài tất cả những cái việc đấy ra nhá, tôi lại còn kiêm thêm cái nhiệm vụ mà tư vấn cho khách hàng. Tôi biết tư vấn cho khách hàng xem là sẽ chọn cái may cái loại vải nào để giữ được chồng này, rồi may cái loại vải nào để giật được bồ này. Tôi biết rất rành nhá. Giỏi cơ mày, giỏi lắm cơ. Chính vì thế nhá, cho nên là cô chủ hàng quý tôi lắm. Nụ. Dạ. Ra đây bà bảo. Mày nhìn đi nha. Cái chồng bát này nhá, bà đã đánh dấu cẩn thận rồi. Chồng bát này là của bà, nghe rõ chưa? Đúng nhỉ. Thế thì đánh dấu nốt cả cái cốc nào là của bà, đánh dấu ra. Chứ sao, đây này, đánh dấu rồi đây này. Ông nhìn đi, ông nhìn đi. Đây, còn cái cốc này này mới là của ông, nghe chưa? Cốc này của ông. Thế tức là chia tài sản đấy. Ông bà ơi, sao lại nóng giận thế? Ăn chung ở chung với cái nhà ông này à? Khó chịu lắm, tổn thọ lắm. Thế mà ngày xưa đã thề non hẹn biển, thiếu no tiếp chịu, lạnh lùng tiếp cam. Chắc chắn là bà thề như thế. Ông chứ còn ai hả? Ông bảo là tôi là phi nghĩa đúng không? Ông tách ra cho nó thanh sạch hả? Thế bây giờ ông ăn, ông ở chung với cái con mụ phi nghĩa này làm cái quái gì? Thế thì chia tài sản ra. Chia. Chia cả bếp ra. Thôi ông bà lại cãi nhau rồi. Nụ. Dạ. Vào lấy cuộn dây thừng ra đây. Thế thì cho nó tự do tự tại. Khẩn trương. Đưa đây. Hôm nay bà treo cổ hay ông treo cổ? Được một. Chia nhà, chia bếp luôn. Nhanh lên. Chia thật hả bà? Chia thật chứ còn gì nữa. Thẳng ra. Nụ. Dạ. Từ nay trở đi có hai bếp, mày nấu riêng hai suất khác nhau nhá. Đúng rồi. Nhưng mà ông một cái bếp, bà một cái bếp. Con không có bếp thì con ăn gì? Con ăn nhờ bên phi nghĩa chính nghĩa à? Đây này. Thế còn cái nụ, nó ăn ở đâu nhỉ? Nó ăn với ai nhỉ? Thế ông bà tiện thể chia bếp ấy, thì chia luôn cái toilet ra. Hey. Phải, chia luôn cái toilet, chia. Không cần, không cần. Gọi ngay thằng hai về xây thêm một cái toilet mới. Mà cái toilet mới này là của tôi. Nhưng mà xây thêm một cái nữa thì ông một cái toilet, bà một cái toilet. Rồi. Thế cháu không có cái nào thì cháu dùng nhờ bên nào à? Thế còn con này nó dùng ở đâu? Phiền toái gớm nhỉ. Thế thôi, thế. Phiền quá. Hay là thôi vậy. Thôi nhá. Rồi cất cái gì thằng đi. Nhanh lại. Chị đã rồi. Ôi cái con này. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày vào nhà tao mày phải có tín hiệu trước chứ. Mày cứ vào mày hét một cái, tao giật nảy cả người. Thế mà cũng giật mình, thót hết cả tim. Con này, chị mới lĩnh lương phải không? Chưa. Sao có tiền mua vải đẹp này? Đấy, tiền là ở đây đấy. Sao tiền lại ở chỗ vải này được? Ồ, mày biết không? Tao nói với cả cô chủ nhà tao nhá, rằng chú nhà có bồ. Có bồ thật hả chị? Ôi giời ơi, có bồ hay không tao không cần biết. Tao cứ nói đại thôi mà, chúng đâu thì chúng. Thế là mày biết không, cô chủ mới điên tiết nhá, nhảy lông lên như một con sư tử Hà Đông ấy. Tao liền bảo yên tâm, tôi sẽ giải bùa giúp cho cô chủ. Mày biết không? Em tin tưởng vào đại ca. Ngày xưa cái hồi mà tao làm ở cái cửa hàng thời trang nhá, tao đã từng tư vấn cho khách hàng rằng là có những cái loại vải may lên mặc vào người để giữ được chồng, nhưng cũng có những cái loại vải may lên mặc vào người để giật bồ. Cái loại vải này này là để cho cô chủ giữ chồng, hiểu chưa? Vải này là giữ được chồng cho cô chủ á? Ừ. Đây, hay không? Mày biết tao mua ở đâu không? Chị mua ở đâu? Ở đường láng. Mày có biết tao mua bao nhiêu không? Bao nhiêu hả chị? 6.000 đồng một mét. Nhưng mà tao cầm về nhà, tao bán cho cô chủ 60.000 đồng một mét. Ôi trời ơi, 6.000 mà bán lên 60.000. Đúng là vô phúc cho nhà nào á, vớ phải ô xin lão làng như chị. Mày mà cứ sống như thế thì đến bao giờ mày lên đai ô xin như tao hả? Em biết thân biết phận rồi. Mù. Này, cái gì?
Hôm nọ bác cả về nhá, bác cả hỏi ông bà là mấy cái bình rượu thuốc đi đâu hết rồi. Thôi chết, ông bà trả lời thế nào? Thì ông thì bảo là có con chuột chết ở trong bình. Bà thì bảo chắc tại cái nắp hở nên chuột nó mới chui vào, thế là sai con nụ đem đi đổ. Này, thế nhưng mà bác cả có tin không? Bác cả bảo sao? Hả? Bác cả bảo vô lý. Ôi thôi chết rồi, mày có bị hỏi đến không? Có, bác bảo là thế mày có uống vụng của hả nụ? Ê, em bảo không. Thế có tin không? Không. Mày không uống thì mày bảo ai uống? Thì em bảo chị. À, chết đi. Mày giờ hơi à? Thế sao mày lại bảo là tao uống? Tao uống là sao tao mà tao uống hả? Tao nói cho mày biết như cái hôm mà mày cầm cho tao cái chén rượu sang nhá, mày chả bảo cho tao là cái chén rượu đó có con chuột nhá, con chuột chết nhá. Tao ọe ra cho tao ọe hết rồi nhá. Trong bụng tao làm gì có cái gì, không còn một cái giọt nào hết. Thế mà mày nói như thế đúng là cái đầu bơ 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 bơ. Chết đi. Lừa rồi. Như cái đầu cái gì? Em bảo em không biết. Thế em cũng bị lừa. Mày bảo là chị không uống cái gì? Vâng, em có khai chị đâu mà. Ôi dồi, hết cả hồn. Mày làm nó chị nhẹ cả người. Đấy, như thế là đầu mày thông minh ra rồi đấy. Còn cái gì? Tao muốn cú mày lắm nhá. Tại mày ý, tao nói cho mày biết nhá. Mày nhìn người tao đây này, mày tưởng là tao thích thú với cả cái thuốc mà mày mang sang cho tao đấy hả? Mà không hiểu tại sao những cái thuốc bổ mày mang sang lạ ghê cô. Ôi dồi ôi, mỗi một lần chị uống vào nhá, chị lại cảm thấy đói nhá. Thế là bao nhiêu là đồ ăn ở trong tủ lạnh của chị chủ nhá, Tao dọn sạch hết vào đây này. Ê này, chỉ vì cái bụng này của tao trong đấy nhá, có là sâm nhung nhá, yến nhá. Đấy mày nhìn thấy chưa? Đấy, sâm nhung yến nó kích thích dạ dày của tao. Thế là chị chủ cứ dọn vào thì tao lại dọn sạch. Cứ dọn vào tao lại dọn sạch. Này, thế bây giờ em nghĩ là chị thế này, người chị thế này, chị có mặc được sọc nữa không? Rồi em xin chị, còn mặc quần sóc. Nhìn chị á. Đúng rồi. Em cứ nhìn cái bụng này quen. Hóa ra là cái bụng của chị giống cái bụng chị Sáu xin ở dưới tầng 1 ấy, chừa 6 tháng rồi. Giống lắm ấy. Thôi chết rồi. Ôi đến nước đấy á. Hả? À? Thôi chết thế này làm sao mà chị lấy được chồng? Hả? À, làm sao mà chị lấy được chồng nữa? Hả à, em ơi. Ôi trời ơi, thôi chết rồi, thế này thì nào người ta cũng bảo chị là ăn cơm trước kẻng nhưng mà xem. Ăn cơm trước kẻng là cái gì hả chị? Con này ngu nhở? Thế mày không biết ăn cơm trước kẻng là gì à? Gì không? Đúng là cái đồ chưa bao giờ ăn cơm trước kẻng, cho nên là chả biết ăn cơm trước kẻng làm gì. Ngày xưa ấy, cái thời mà bao cấp nhá, khi nào mà có tiếng kẻng kêu đánh ken một cái tất cả mọi người đi ăn cơm. Thế nếu mà kẻ nào mà ăn cơm trước chưa có tiếng kẻng thì đấy gọi là ăn cơm trước kẻng. Em chả hiểu gì. Con thì ngu thế chứ đấy. Nhưng thế người ta bảo là không chồng mà chửa hoang, hiểu chưa? Chị bị gọi là chửa hoang đây này. Ôi nhưng mà chị có chửa thật đâu mà lo. Ôi giời ơi, cái con này càng nói cho còn điên với mày sao được. Thà đằng ta có chửa thật, ta lại còn thích, ta lại còn sướng. Đằng này ta không có chửa mà ta lại bị bác tiếng là có chửa. Đấy, người ta bảo là như người ta bảo là bị tiếng mà không được miếng. Mày hiểu chưa? Anh nhớ anh mà nhìn thấy tao như thế này thì anh chạy mất dép. Đấy rồi ạ. Nhắc đến anh nhớ nhá. Anh ấy đã cầu hôn chị chưa? Mày hỏi đều chị đấy à? Sao lại hỏi đều? Đau thế chứ đấy. Okay. Nào chị đã biết đến mặt ngang mũi dọc của anh Nhỡ như thế nào đâu. Đấy là chị nghe thấy anh chủ nhà chị, anh ấy bảo anh sẽ giới thiệu cho chị. Nhưng mà mỗi một lần chị gọi điện đến thì anh ấy toàn tắt máy thôi. Ok. Bây giờ tự nhiên lại ra cái nông nỗi này rồi thế nào cũng chạy mất dép. Chung quy chỉ tại mày thôi. Tao làm ơn báo oán, tao với mày đổi hàng, chỉ có mày được lợi thôi. Tao mất cả chì lẫn chài. Ôi. Chị có biết không? Em phải thoát tim làm để rót được cho chị cái chai rượu đấy không? Mà bây giờ đổi được mỗi mấy thỏi son thôi. Chị mắng em từ nãy đến giờ ấy, ông hết cả đầu khó chịu quá. Mày thoát tim nhá. Thế nhưng mà người ta bị xấu ấy này. Rồi à, cái gì bị thiệt hơn? Chị được cái bụng là được rồi. Còn lâu. Alo, mỹ nhân đây. Nhớ hả? Hả? Vâng, đúng rồi, có cái nụ ở dưới này đấy, cháu sẽ bảo nó lên ngay. Vâng. Chị. Ông bà bảo mày về đi. Sao chị không bảo là em không có ở đây? Đau hết cả đầu vì ông bà đây này. Ôi, chứ mày ở đây thì ta phải bảo ở đây chứ sao? Sao mà đau đầu? Nhưng em đau đầu lắm. Thôi chết rồi. Đau đầu là hiện tượng ngén. Mày ăn cơm chiếc kẻng đúng không? Không. Sao? Tao biết rồi, hôm nọ có cái thằng thông cống nó vào nhà mày. Chắc là mày tương tư nó đúng không? Khái mong. Rồi. Sao?
Làm sao? Em đau đầu là vì á, ông bà suốt ngày cãi nhau chị ạ. Cãi nhau hả? Dạo này á, lại còn phân chia ấm chén này, phân chia bát ăn cơm này, đũa này, nhà bếp này, nhà vệ sinh này. Hay quá. Ôi dồi ôi, dễ ơi. Chị có một cái trưởng này nhá, đảm bảo á, chị tung cho mày nhá, mày thực hiện đúng như hiệu nghiệm luôn. Có chắc là trưởng của chị chữa đau đầu của em không? Chữa được. Nhưng mà trước tiên ta phải theo quy ước cũ. Hàng đổi hàng, đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Mà chị biết thừa là nhà ông bà hết hàng rồi. Ơ, ta thấy mày bảo là bác cả mang cái gì cơ mà, cái lọ gì mật gấu ấy. Nhưng mới ngâm, tươi lắm. Ôi giời ơi, hàng tươi sống càng tốt. Ngâm được không? Bụng này. Kệ. Có đổi không? Có đổi không? Thì đổi. Ai giờ nhớ nhớ nhá. Về đây này, nghe đây, trưởng của tao đây. Mỗi khi chủ nhà cãi nhau, ô xin chúng ta có một cái bí kíp gia truyền, đó là... Là gì hả chị? Là gì, là gì? Là gì? Ngu. Chả biết cái gì à? Em không biết, em mới hỏi chị nhá. Đó là... Bỏ về quê. Quê nhất của chị á, chắc chắn là hiệu nghiệm luôn. Đúng. Em về em thực hiện nhá. Đúng. Anh này 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 này, nhưng mà cái thuốc, cái lọ đấy. Được rồi, em về em tung trưởng với ông bà sao mà em mang thuốc ra cho chị. Nhá. Cháu mời bà ngồi xuống đây. Ông. Hả? Cháu mời ông ngồi xuống đây. Có việc gì? Cháu có việc muốn thua. Việc gì thế? Cháu làm ô xin cho nhà ông bà. Ông bà suốt ngày cãi nhau thôi. Đài cũng cãi tivi. Cháu khó chịu lắm, không ở được nữa rồi. Thế sao cô không về phe tôi? Ừ đấy, đứng về một phe. Chứ đứng ở giữa thì chết thật rồi. Kiếp sau ông bà thử xin Diêm Vương làm ô xin như con xem. Về phe này cũng chết. Mà về phe này cũng chết. Thế nào cũng chết. Khổ lắm đâu mà tưởng à. Nghĩ cho cùng thì có thế thật. Thế nên hôm nay cháu có một đề nghị như này ạ. Ông bà cho cháu về quê. Đừng này. Cháu mà về quê thì ai chăm sóc hai cái con bồ câu giả này hả? Nhưng mà cháu không chịu được nữa rồi. Thôi thôi, thế để bà vặn nhỏ cái tivi của bà xuống nhá. Vặn thật nhỏ. Đây đây đây. Ông cũng vặn nhỏ cái tăng chi to lại đây. Đây. Này, thế bây giờ chúng ta phải đoàn kết nhé. Này, thế ông bà mà đoàn kết lại với nhau, cháu có ở lại không? Cháu còn phải xem xét. Thôi, bây giờ chúng ta đoàn kết nhá. Tôi cũng rất thích đoàn kết với bà đấy. Cháu yêu cầu là ông hôn thắm thiết. Cái gì? Yêu cầu ông bà ông hôn thắm thiết. Thuốc lào thuốc lá suốt ngày hôi như cú vội. Chuột chủ chê cú rằng hôi này, cú với mỏ với môi mới nói rằng dễ cả họ nhà mày thơm. Thế thì ông bảo tôi hôi à? À, vừa mới tắm trong nhà tắm đấy. Bà kiểm tra lại hai cái nách của bà. Ông muốn để thôi, ông bà vừa nhịn nhau được có một phút thôi lại cãi nhau rồi. Cháu đi về quê. Thôi, ông bà không cãi nhau nữa. Thôi, không bao giờ cãi nhau nữa. Không cãi nhau nữa. Cương quyết không cãi nhau, xin thề. Thế vậy chúng thực đi, ông bà hôn nhau đi. Hôn nhau à? Ôi trời. Xin cháu, ông bà già rồi, cho ông bà bắt tay cái nhé. Vâng. Ôi trời. Cháu